siêu. Tên đệ tử Huyền Sơn môn chỉ là Vũ Xuất Lục Trọng, hắn cũng đã sớm chú ý tới người thanh niên áo xám này, cho nên lúc này hắn cũng biết người này không dễ chọc. Cơ hồ trong nháy mắt tên đệ tử này không chút do dự, trực tiếp lách mình bỏ chạy, bị người này ngăn cản thì phiền phức lớn rồi. Ngươi trốn không thoát đâu. Âm thanh của thanh niên áo xám kia vừa dứt, thân thể giống như quỷ mị xuất hiện trước người đệ tử Huyền Sơn môn kia. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh ra. Trước quyền ấn, không gian vặn vẹo, sóng gợn trong không gian tan vỡ vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt. Mắt thấy biến hóa bực này, đệ tử Huyền Sơn môn kia căn bản không thể nghĩ được nhiều, nhanh chóng bố trí một đạo hộ thân cương khí trước người, thân hình nhanh chóng lui lại. Thế nhưng tốc độ của hắn dường như chưa đủ, đạo quyền ấn kia lúc này đột nhiên biến đổi góc độ, trực tiếp đánh vào trên hộ thân cương khí của hắn. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, đệ tử Huyền Sơn môn này liền bị đánh bay, hộ thân cương khí dễ dàng bị nghiền nát. Ngay cả cơ hội thi triển con bài chưa lật của mình cũng không có. Lập tức bị thanh niên áo xám đánh trúng. Máu tươi trong miệng phun ra, lúc thân thể đập xuống mặt đất thì cả người lập tức uể oải, mất đi lực tái chiến. Phanh phanh, thanh niên áo bảo xám ra tay, trên quảng trường lúc này đã có hơn 10 người bắt đầu giao thủ. Những khán giả ở mấy hòn đảo bốn phía lập tức hoan hô nhiệt liệt. Lục Lâm Thiên quét mắt qua đám người, ánh mắt không ngừng biến ảo. Người bị Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng và nhị nữ còn lại nhìn tức thì nhanh chóng lùi lại. Bọn họ cũng không dám để tứ nữ liên thủ công kích mình. Thân ảnh lóe lên, khi Lục Lâm Thiên đáp xuống phía đó không xa thì có một cỗ khí tức nóng bỏng từ phía sau lưng hắn đánh tới. Cảm giác khí tức nóng bỏng này cũng không thấp, Lục Lâm Thiên không dám có chủ quan. Trong nháy mắt, thân thể dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi tránh đi. Một cỗ liệt hỏa hừng hực trực tiếp đánh vào nơi hắn vừa mới dừng lại, gợn sóng trong không gian đều bị đốt cháy thành màu đỏ thẫm. Một cỗ hơi nước giống như sương mù tràn ngập. Lam Linh. Trong nháy mắt khi Lục Lâm Thiên quay đầu lại cũng nhanh chóng phát hiện ra người mới đánh lén hắn không phải là ai khác mà chính là Lam Linh Vạn Thú Tông. Từ sau khi Đại hội Tam Tông Tứ Môn chấm dứt hắn cũng không gặp lại cô nàng này, mà hiện tại cô nàng vẫn mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, dáng người lồi lõm, toàn thân mềm mại, bộ ngực như muốn phá y phục chui ra. Eo thon nóng bỏng, mềm mại. Nhìn qua giống như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ gãy. Bên dưới vẫn là chiếc quần như trước, bao quanh đôi chân thon, bờ mông tròn ngạo nghễ, dáng người nóng bỏng hấp dẫn, khuôn mặt có chút tinh xảo, làn da màu lúa mạch tuy không trắng nõn thế nhưng lại toát lên chút bướng bỉnh, giống như một con sói trong rừng rậm, lại thêm sự trẻ trung càng làm cho nàng trở nên vũ mị. Quay đầu nhìn về phía nàng, Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn thêm một lát, có lẽ là do hắn có một đoạn thời gian không ngắn ở với nàng. Khiến cho Lục Thiếu Du hồi tưởng lại lúc mới bước vào đường tu luyện kia. Hiện tại ngẫm lại, quả thực cảm xúc rất nhiều a. Nhìn Lam Linh, cô nàng này giã tính 10 phần, tuy rằng không phải tuyệt mỹ, thế nhưng chỉ sợ tất cả nam nhân đều sẽ không chạy thoát khỏi việc bị nữ nhân này hấp dẫn. Bất quá Lục Lâm Thiên lại biết rõ, cô nàng này cũng không dễ trêu vào, tâm cơ rất nặng, toàn thân có gai a. Những năm gần đây có lẽ cũng đã leo lên vị trí rất cao trong Vạn Thú Tông. Một kích không trúng khiến cho ánh mắt Lam Linh trầm xuống, bắt đầu lùi lại. Từ đầu nàng cũng một mực chú ý tới Lục Lâm Thiên, một kích không trúng nàng cũng không dám chính diện chống lại, chuyện này đối với bản thân nàng không có nửa điểm tốt lành gì. Không nghĩ tới ngươi đã tới Vũ Xuất Thất Trọng, quả thực khiến cho ta cả thấy ngoài ý muốn. Ngay khi Lam Linh lùi lại lúc này có một thanh âm trầm thấp từ phía sau lưng nàng truyền tới. Khi nàng quay đầu lại thì thân ảnh màu xanh kia đã phong tỏa đường lui của nàng. Khanh khách, nghe khẩu khí của ngươi dường như ngươi đã biết ta từ trước. Thấy Lục Lâm Thiên phong tỏa đường lui, lúc này không ngờ Lam Linh lại cười khanh khách một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Thiếu Du, trong ánh mắt tràn ngập vũ mị, chỉ sợ bất luận là nam nhân nào cũng khó có thể kháng cự. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, tâm cơ của cô nàng này dường như càng ngày càng nặng. Hắn mỉm cười nói, Lam Linh tiểu thư, đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, chưa từng gặp qua. Thế nhưng ta cũng đã nghe qua ngươi. Mắt thấy Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt Lam Linh nhảy lên, dường như nhớ tới cái gì đó, không ngờ ánh mắt lại ngốc trệ một lát. Lam Linh lập tức nói. Các hạ quả thực có chút giống một bằng hữu của ta. Ồ, không biết ta giống vị bằng hữu kia của tiểu thư ở điểm nào. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, cười nhạt một tiếng hỏi. Một bằng hữu đã biết từ lâu, chỉ là đã lâu không gặp.
Lam Linh nói. Thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Như vậy đi, nếu như Lam Linh tiểu thư cầm ngọc giản trong người tới đây thì cũng giảm bớt cho ta không ít phiền toái. Ngươi thấy thế nào? Lục Lâm Thiên đưa mắt mỉm cười nhìn Lam Linh rồi nói. Các hạ đừng nằm mơ, ta biết rõ các hạ là Linh Vương nhất trọng. Muốn thắng ta đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng bất quá ta cũng tuyệt đối có thể nắm chắc sẽ phải khiến cho các hạ phải trả một cái giá thảm trọng. Các hạ chắc chắc là người thông minh, không bằng đi kiếm mục tiêu khác đi. Sắc mặt Lam Linh cố gắng giấu giếm lo sợ nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên, bộ ngực lớn dường như ưỡn lên một cái, đường cong trên người lại càng khiến cho người ta sôi trào. Đối với bất luận nam nhân nào mà nói, đây có thể coi như là một loại upsilon. Ha ha! Lục Lâm Thiên khẽ cười, không hổ là Lam Linh. Cô nàng này quả thực không phải nữ nhân bình thường, tới thời điểm này không ngờ còn làm được như vậy. Bởi vì phần hữu duyên của ta và Lam Linh tiểu thư, hôm nay ta nhất định sẽ chọn tiểu thư làm đối thủ. Các hạ, ta thấy ngươi nên suy nghĩ lại, không nên vì đánh bại ta mà tiêu hao quá nhiều. Đến lúc đó đối với bản thân ngươi sẽ bất lợi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên chọn mục tiêu là mình, ánh mắt Lam Linh trầm xuống, chân khí quanh người tuôn ra. Khi thanh âm vừa dứt, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng bao phủ thân kiếm. Trong chốc lát một đạo kiếm mang bắn ra, thân ảnh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du. Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ Lam Linh này vô cùng giảo hoạt cho nên đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Siêu siêu. Một đạo kiếm quang đánh xuống, kiếm quang bổ ra gợn sóng trong không gian. Một đám gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Lúc Lam Linh nhìn bóng dáng Lục Lâm Thiên biến mất vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có chút do dự nào, quanh thân lập tức được một vòng quang mang màu đỏ bao phủ. Khí tức thuộc tính hỏa khuếch tán, chân khí trường kiếm màu xanh trong tay nhanh chóng kích động, lập tức bổ ra mấy đạo kiếm quang về phía sau lưng. Trong không trung sau lưng Lam Linh lập tức bị kiếm quang bao phủ. Phá! Một tiếng quát nhẹ từ không trung truyền ra, kiếm quang ngập trời tán loạn, kiếm quang do Lam Linh đánh ra bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang dùng một tốc độ rất nhanh tan rã, hóa thành sương mù màu đỏ tiêu tán ở trong không trung. Đồng thời kình khí cường hãn tràn ngập không trung, lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở trong kiếm quan, linh lực quanh người cuồn cuộn, trực tiếp khiến cho không trung nhộn nhạo. Ngay khi kiếm quang bị phá vỡ thì Lam Linh lập tức thu trường kiếm vào trong nhẫn chữ vật. Bộ ngực cao ngất phập phồng, trong tay vội vàng đánh ra thủ ấn quỷ dị, lập tức vỗ vào cái túi bên hông một cái, một đạo lưu quang nhanh chóng bắn ra. Rát! Đạo lưu quang này phóng lên trời lập tức hóa thành một đầu phi ưng màu đỏ chừng 200 thước, một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán. Hai móng vuốt của đầu phi ưng màu đỏ này sắc bén, móng vuốt sắc bén giống như loan đao. Đúng là liệt hỏa yêu ưng của Lam Linh, đối mặt với Linh Vương nhất trọng. Ngày chiều thứ hai Lam Linh đã bắt buộc phải triệu hồi bản mạng yêu thú của mình. Không ngờ đã là lục giai hậu kỳ rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Trên đại hội tam tông tứ môn, liệt hỏa yêu ưng này mới chỉ là ngũ giai trung kỳ mà thôi, hắn sử dụng huyết hồn ấn còn đem nó đánh trọng thương. Không nghĩ tới bây giờ đầu liệt hỏa yêu ưng này đã tới lục giai hậu kỳ. Bất quá từ khí tức trên người liệt hỏa yêu ưng này cũng thấy được, nó còn chưa tới lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn liệt hỏa yêu ưng tỏa ra khí tức nóng bỏng trên không trung, Lục Lâm Thiên có chút vui vẻ. Người bình thường sợ rằng tình nguyện đụng với vũ xuất bát trọng chứ cũng không muốn đụng phải liệt hỏa yêu ưng lục giai hậu kỳ. Bởi vì liệt hỏa yêu ưng có bản thể cường hãn, lại là yêu thú phi hành, tuyệt đối khó đối phó. Tăng thêm sự hỗ trợ của chủ nhân mà nói, cực kỳ khó đối phó. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười tà dị mà người ngoài khó có thể phát hiện ra. Đối phó với yêu thú hắn cũng không phải sợ, bất quá lúc này hắn phải thu liễm một chút mới được. Người trong quảng trường có thể nhận ra huyết hồn ấn của hắn cũng không phải là ít. Huyết hồn ấn của sư phụ thánh thủ Linh Tôn chính là khắc tinh của Vạn Thú Tông, Lục Lâm Thiên ngay lần đầu thi triển từng thắc mắc sư phụ có phải là có cửu oán gì với Vạn Thú Tông hay không mà huyết hồn ấn này hoàn toàn có thể trà đạp Vạn Thú Tông. Trong nháy mắt từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay Lam Linh được đánh ra. Miệng phun ra một ngụm máu vào trên đan dược, lập tức ném vào miệng liệt hỏa yêu ưng. Liệt hỏa yêu ưng sau khi nuốt vào lập tức kêu lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu không trung. Thân thể nhanh chóng tăng vọng, từ 200 thước nhanh chóng bành trướng tới 600 thước, giống như một đám mây đỏ khổng lồ bao phủ không trung.
nhiệt độ trong không nhanh chóng kéo lên, lúc này khí tức trên người liệt hỏa yêu ưng đã khiến cho không ít người rung động. Sợ rằng ngay cả vũ xuất bát trọng cũng khó mà đối phó được với Lam Linh. Lúc này trên quảng trường, tất cả mọi người trên cơ bản đều giao thủ. Cả quảng trường cũng chỉ có giải rác mấy người không động thủ, thánh nữ thiên địa các là một, lục tâm đồng lúc này cũng không động thủ, điều khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là người thanh niên áo xám kia cũng vậy. Còn có nữ tử mặc y phục màu cam của tứ các tứ đảo, nguyên nhược lan của thiên kiếm môn, tăng lên lục vô song cùng Lam thập tam. Cả quảng trường lúc này chỉ có mấy người này đang quát sát mọi người mà thôi. Rát rát. Trong chớp mắt, hai cánh khổng lồ trên bản thể của liệt hỏa yêu ưng chấn động, một cỗ kình khí mạnh mẽ hung bạo xuyên thấu hư không, thân hình nhanh chóng lướt về phía trước tạo thành thanh âm xé gió. Giống như đánh vỡ không gian, khí tức nóng bỏng trên người tràn ra mang theo hỏa diễm ngập tràn, khí tức lăng lệ khuếch tán. Miệng phun ra một hỏa cầu mang theo gợn sóng đỏ thẫm trong không gian nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hừ. Lục Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, linh lực tuôn ra. Thân thể liền biến mất tại chỗ. Đạo hỏa cầu của liệt hỏa yêu ưng lập tức mất đi mục tiêu. Ngay lúc đó, dưới không ít ánh mắt nhìn vào, trên đầu liệt hỏa yêu ưng xuất hiện thân ảnh của Lục Thiếu Du. Liệt hỏa yêu ưng lúc này cũng phát hiện thân ảnh của Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt lớn lập tức xuất hiện ánh mắt kinh ngạc. Hai cánh vỗ mạnh, thân thể to lớn lùi lại. Còn muốn chạy trốn sao? Ngươi tới thất giai thì ta còn để ý một chút, lục giai hậu kỳ đỉnh phong còn chưa đạt tới, vậy thì xem đây. Lục Lâm Thiên xuất hiện trên đầu liệt hỏa yêu ưng, thân thể như thuấn di, lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị, không chút trì hoãn nào lập tức dùng xu thế sét đánh trực tiếp bổ vào trên trán liệt hỏa yêu ưng. Thân thể của Lục Thiếu Du hiện tại so sánh với liệt hỏa yêu ưng chẳng khác gì con kiến với con voi. Bất quá lực lượng thì không giống vậy, ngay tại lúc đó khóe miệng Lục Thiếu Du xuất hiện nụ cười tà. Một đạo trưởng ấn đánh thẳng vào trên trán liệt hỏa yêu ưng. Bốn phía trưởng ấn lúc này nếu như có người ở gần thì có thể nhìn thấy, ở bên trong trưởng ấn của Lục Thiếu Du lúc này có một mảnh huyết quang tràn ngập. Một trưởng này đánh vào trong trán liệt hỏa yêu ưng, người bên ngoài không thể cảm giác được gì. Thế nhưng liệt hỏa yêu ưng lại không giống vậy, một cỗ uy áp cực lớn từ trên đó truyền ra. Ánh mắt liệt hỏa yêu ưng hiện lên vẻ kinh hãi, thân thể khổng lồ run rẩy, trong lúc vô hình đã bị áp chế. Mọi người đột nhiên nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, liệt hỏa yêu ưng khổng lồ kia lập tức ngây ra như phỗng, thân thể khổng lồ uể oải từ trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất. Phanh! Thân thể khổng lồ vài trăm thước rơi xuống đất, lập tức mặt đất trên quảng trường rạn nứt. Một đầu liệt hỏa yêu ưng lục giai hậu kỳ không ngờ chỉ trong một chiêu đã bị tiêu diệt. Lần này số người kinh ngạc cũng không phải là ít. Phốc! Trong miệng Lam Linh cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau vài bước mới đứng vững được. Ánh mắt nhìn thanh niên áo xanh trên không trung. Vừa rồi trong đầu nàng cũng bị một kích, linh hồn lực bị tổn thương. Mà loại công kích này giống như công kích của Lục Lâm Thiên khi trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn như đúc. Lam Linh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, sắc mặt trầm xuống. Hai tay nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn rườm rà phức tạp. Tốc độ kết xuất thủ ấn của nàng càng ngày càng nhanh, tới cuối cùng thủ ấn biến hóa còn kéo theo tàn ảnh. Tê chủ bài của Lam Linh. Sau khi đánh ra từng đạo thủ ấn, khuôn mặt Lam Linh đỏ lên, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Mà ngay cả trên trán cũng xuất hiện mồ hôi. Xem ra việc kết thủ ấn này đối với nàng cũng tiêu hao không ít chân khí, thậm chí còn khủng bố. Uy năng thật mạnh, không thể khinh thường a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc này cảm nhận cỗ uy năng trong thủ ấn trên tay Lam Linh khiến cho thực lực của nàng nhảy lên một độ cao mới. Dường như còn kèm theo một cỗ khí tức từ thú hồn. Thú hồn chi khí này cùng huyết hồn ấn của hắn có chút tương tự. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ có chút quan hệ với huyết hồn ấn sao? Ánh mắt khẽ đổi, tiếp theo đó sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút chần chờ rồi không chút do dự nào lặng lẽ kết xuất thủ ấn. Sau khi thủ ấn được kết, khí tức trên người hắn cũng nhanh chóng kéo lên. Trên đài cao, bên trong Vạn Thú Tông, Doãn Ngạc cùng chúng cường giả trong tông đều nhíu mày. Lam Linh chính là đệ tử có hy vọng tiến vào top 10 nhất. Nếu như bị thua thì Vạn Thú Tông lần này phải dừng bước tại đây. Nhìn thấy Lam Linh kết ra thủ ấn, tất cả người Vạn Thú Tông đều biết rõ, Lam Linh bắt đầu thi triển con bài chưa lật cuối cùng của mình. Thú hồn quyết của Vạn Thú Tông, mặc dù chỉ là vũ khí huyền cấp trung giai mà thôi. Thế nhưng nó chính là căn bản của Vạn Thú Tông,
tất cả các bí pháp của Vạn Thú Tông đều không rời khỏi căn bản của Thú Hồn Quyết, uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Mà trong Vạn Thú Tông, người có thể tu luyện thành công Thú Hồn Quyết đúng là không có mấy ai. Người trẻ tuổi tu luyện Thú Hồn Quyết cũng chỉ có Lam Linh mà thôi. Cho nên tất cả người Vạn Thú Tông đều biết, chức vị tông chủ tiếp theo của Vạn Thú Tông sợ rằng không có ai khác ngoài Lam Linh. Hiện tại Lam Linh là người được tông chủ cùng tất cả các trưởng lão khác coi trọng. Không ít cường giả trên đài cao cũng nhìn vào Lam Linh. Thú Hồn Quyết của Vạn Thú Tông, uy lực không giống bình thường. Tuy rằng chỉ là vũ khí huyền cấp trung giai, thế nhưng công kích lại vô cùng kỳ lạ, căn bản không có cách nào so sánh với vũ khí. Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng, ngay trong ánh mắt của mọi người, thủ ấn trong tay Lam Linh không ngừng biến đổi lúc này đột nhiên cứng lại. Lúc này thủ ấn Lam Linh tạo thành một đường cong quỷ dị, 10 ngón tay giao nhau, ở trong lòng bàn tay nàng có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Rồi một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên hiện lên, cỗ chân khí này nhanh chóng đem Lục Lâm Thiên bao phủ. Mà bên trong cỗ chân khí bàng bạc này, có một cỗ quang mang quỷ dị lặng yên tỏa ra rồi bất ngờ tăng vọt. Quang mang tăng lên một phần thì khí tức trên người Lam Linh tăng vọt một phần. Khi cỗ quang mang kia tăng vọt tới nghìn thước thì thân ảnh Lam Linh đã hoàn toàn được bao phủ trong đó. Cỗ quang mang quỷ dị này mang theo uy năng mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý. Đám người thánh nữ Thiên Các, Lam Thập Tam, thanh niên áo xám, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Lục Vô Song đều không khỏi nhìn về phía Lam Linh. Tiếng ồn từ đám khán giả bốn phía nhanh chóng yên lặng. Cỗ quang mang quỷ dị kia mang theo khí tức khiến cho lòng người rung động, khiến cho những khán giả phía xa cũng cảm nhận được sự bất phàm, cả đám líu lưỡi chăm chú nhìn về phía quảng trường, nơi có cỗ quang mang kia hiện hữu. Lúc mọi người đang kinh ngạc thì có một đầu dị thú đột nhiên bắn ra từ trong cỗ quang mang kỳ dị kia. Đầu dị thú này đột nhiên xuất hiện, thân thể chừng 700 thước, thân thể cực lớn giống như giao long, thế nhưng lại mang theo cái đầu giống cự mãng. Toàn thân là lân phiến dày đặc, trên lân phiến tràn ngập hỏa diễm. Cỗ hỏa diễm này vô cùng kỳ lạ, hỏa diễm màu hồng, vô cùng xinh đẹp, thế nhưng năng lượng nóng bỏng trong đó lại khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà kỳ lạ nhất chính là trên lưng đầu dị thú này còn có đôi cánh rộng vài trăm thước. Đôi cánh khẽ vỗ một cái là không gian lập tức vặn vẹo. Không khí bị áp xúc thành một đường cung. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho trong không trung có từng đám sương mù tràn ra, khiến cho hô hấp của mọi người cực kỳ khó khăn. Phi Dực Hỏa Long Mãng. Lục Lâm Thiên đứng ở phía trước nhìn hư ảnh dị thú này. Lúc này ánh mắt hắn cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lam Linh lại thúc ra một đầu dị thú như vậy. Đây chính là Phi Dực Hỏa Long Mãng từng ghi lại trên Thiên Linh Lục, là một loại yêu thú hỏa hệ cường hãn, huyết mạch tuyệt đối không dưới Thiên Sĩ Tuyết Sư. Chẳng lẽ là Thú Hồn Quyết của Vạn Thú Tông? Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới Thú Hồn Quyết của Vạn Thú Tông. Trước kia Lục Thiếu Du cũng từng xem qua trên Thiên Linh Lục. Trên đó có nói, tu luyện Thú Hồn Quyết này không hề dễ dàng. Trước tiên phải luyện hóa thú hồn, đau đớn phải chịu cũng không ít. Mà luyện hóa thú hồn càng mạnh thì uy lực của thú hồn quyết càng lớn, đồng thời thú hồn được luyện hóa còn phải là thú hồn của yêu thú còn sống. Nhìn khí tức của Phi Dực Hỏa Long Mãng lúc này sợ rằng đã đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối có thể chống lại một hai với Linh Vương Nhất Trọng và Vũ Vương Nhất Trọng. Dùng thực lực Lam Linh mà có thể đem nó luyện hóa, sợ rằng đau đớn phải chịu cũng không ít. Đầu Phi Dực Hỏa Long Mãng bay lên không, sóng gợn trong không gian lúc này trực tiếp lắc lư. Hỏa diễm chấn động, trong không gian vang lên tiếng trầm thấp cùng với một cỗ cuồng phong đột ngột xuất hiện. Lúc này bên trong gợn sóng trong không gian, từng đạo kình khí giống như sóng nước nhanh chóng khuếch tán. Ngao! Phi Dực Hỏa Long Mãng gào thét một tiếng, giống như là sói tru. Ngay sau đó Phi Dực Hỏa Long Mãng khổng lồ trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du, thân thể khổng lồ xuyên qua không gian, trực tiếp mang theo một thông đạo, uy thế kinh người trực tiếp bắn về phía trước. Cả không trung lúc này run rẩy không ngừng. Hay cho một thú hồn quyết. Không ít người lúc này cũng thầm hát tần không thôi. Mà ngay cả không ít cường giả cũng phản thán phục. Dùng thực lực vũ xuất lục trọng của Lam Linh có thể chống lại Linh Vương Nhất Trọng hiện tại đã vô cùng khủng bố rồi. Thú hồn quyết của Vạn Thú Tông này quả thực danh bất hư truyền. Sợ rằng Dương Quá kia lần này phiền phức lớn rồi. Có lẽ coi như có thể chống lại cũng tiêu hao vô cùng khổng lồ. Trong trường. Không ít người thầm than một câu. Đến tốt, để xem thú hồn quyết của ngươi lợi hại hay là huyết hồn ấn của ta lợi hại. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng một câu, ánh mắt trầm xuống. Tuy rằng nó có chút quỷ dị,
bất quá so với thú hồn của Lục Tâm Đồng lại chênh lệch hơn rất nhiều. Dùng thực lực linh giả hiện tại muốn đối phó với bản mạng thú hồn phi dực hỏa long mãng của Lam Linh cũng không khó. Có phương pháp khắc chế cho nên hắn căn bản không cần lãng phí bao nhiêu khí lực. Mắt nhìn phi dực hỏa long mãng khổng lồ từ trên không đánh xuống, giống như một khối thiên thạch tràn ngập hỏa diễm từ trên trời đánh xuống, cả không gian run rẩy, uy thế kinh người này không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Dù thế nào phi dực hỏa long mãng cũng chỉ là lục giai hậu kỳ đỉnh mà thôi. Lam Linh cũng chỉ là vũ xuất lục trọng, tuy rằng thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Thế nhưng cuối cùng thực lực kém quá nhiều. Lúc này Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, thân thể phóng lên trời, linh lực trên người tuôn ra rồi bao phủ quanh thân, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng không thể tới gần. Phi dực hỏa long mãng đánh tới, thân thể khổng lồ như thiên thạch đáp xuống mang theo hỏa diễm nóng bỏng nhanh chóng bao phủ Lục Lâm Thiên vào trong. Ồ! Đối với việc Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, không ít người đều không nhịn được mà ồ lên một tiếng kinh ngạc. Loại tình huống này chỉ sợ ai cũng phải tạm tránh đi một lát, cố gắng không để bị nó làm ảnh hưởng, không ngờ Lục Thiếu Du lại tiến tới. Trong không gian tràn ngập gợn sóng nóng bỏng, hỏa diễm của phi dực hỏa long mãng trực tiếp bao phủ không gian quanh người nó. Cỗ khí tức nóng bỏng kia khiến cho lúc này ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy hô hấp đình trệ. Con bài chưa lật này của Lam Linh quả thực đủ khủng bố. Dùng tu vi vũ xuất lục trọng, công kích không ngờ có thể chống lại một hai với Vũ Vương, Linh Vương nhất trọng. Trong không gian nóng bỏng này, Lục Lâm Thiên nhìn thấy cái miệng to lớn đỏ như máu của phi dực hỏa long mãng nhanh mở ra đớp về phía mình. Cái miệng máu to lớn kia giống như một cái động không đáy màu đỏ to lớn. Chỉ cần nhìn vào cũng khiến linh hồn người ta run lên. Khí tức quỷ dị cùng với uy áp ngập tràn trong đó khiến cho mọi người không rét mà run. Giữa không trung, mọi người liên tục kinh ngạc, thanh niên áo xanh kia không ngờ lại bị hư ảnh cự thú thôn phệ. Hoàng Đan, Hoàng Hân cùng Hoàng Chí Lương nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Phá cho ta! Ngay khi cái miệng lớn của phi dực hỏa long mãng vừa mới thôn phệ Lục Lâm Thiên thì lúc này thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Một đạo huyết sắc quang ấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn, nhanh chóng được đánh ra. Ngao! Một tiếng thú minh giống như long phượng từ trong cơ thể phi dực hỏa long mãng vang lên, trong không gian tràn ngập hỏa diễm kia, từ trong lòng bàn tay phải Lục Lâm Thiên có một cái ấn lướt đi, ấn này có hình dáng giống rồng nhưng không phải là rồng, giống hổ nhưng cũng không phải là hổ. Uy áp ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, mà hết thảy những chuyện này lại không có ai nhìn thấy rõ ràng. Huyết hồn ấn vừa xuất, mang theo tiếng thú minh hung hăng nện vào trong không gian tràn ngập hỏa diễm kia, cả không gian như đình trệ một lát. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán trong không trung. Phanh phanh, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đầu phi dực hỏa long mãng khổng lồ kia bất ngờ nổ tung trên không gian. Cả quảng trường lúc này xuất hiện một đám mây hình nấm. Hỏa diễm phóng lên trời. Thanh âm khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Phốc phốc, trong không gian hỗn loạn, thân thể mềm mại của Lam Linh bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thú hồn quyết bị phá, liên lụy tới nàng cũng bị thương theo, mà thương thế vô cùng nghiêm trọng. Khi kình khí tiêu tán, thân ảnh Lục Lâm Thiên lách mình xuất hiện. Khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, dường như chút được gánh nặng. Xem ra sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn và vạn thú tông có cửu oán, bất luận một công pháp gì của vạn thú tông đều có thể bị huyết hồn ấn của sư phụ thánh thủ linh tôn khắc chế, huyết hồn ấn phá thú hồn quyết của vạn thú tông quả thực dễ như trở bàn tay. Trên đài cao, ánh mắt của tất cả cường giả đều tỏa sáng. Đối với thú hồn quyết của vạn thú tông không ít người cũng biết rõ, tuyệt đối không dễ phá. Thế nhưng thật không ngờ quỷ sát dương quá kia lại phá được dễ dàng như vậy. Làm sao có thể? Thú hồn quyết của vạn thú tông sao có khả năng bị phá dễ dàng như vậy? So với sự kinh ngạc của những người khác thì tất cả những trưởng lão cùng đệ tử của vạn thú tông càng thêm kinh ngạc, sợ hãi. Thú hồn quyết của vạn thú tông bọn họ không giống bình thường, không ngờ lại dễ dàng bị đối phương phá như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ sẽ không tin tưởng. Thế nhưng tất cả mọi chuyện này lại xảy ra trước mặt bọn họ. Thực lực Dương Quá tiên sinh thật mạnh mẽ a. Hoàng Chí Lương thở dài một hơi, tỷ muội Hoàng gia thì lại hít thật sâu, so với Lục Lâm Thiên đang đấu ở trong quảng trường thì tỷ muội Hoàng gia còn khẩn trương hơn. Lam Linh tiểu thư, giao ngọc giản ra đi.
thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người Lam Linh, hắn cũng không ra tay nữa. Lam Linh thân là đệ tử Vạn Thú Tông, hơn nữa lúc này lại là đệ tử có địa vị cực cao, hắn cũng không thể làm quá mức. Mà trong lòng Lục Lâm Thiên, có lẽ là bởi vì bản thân hắn đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn ở chung với nàng, cũng coi như đồng cam cộng khổ, mặc dù nàng tâm ngoan thủ loạn, tâm cơ rất nặng, thế nhưng cuối cùng dù sao cũng không giết hắn, hắn cũng không bị thiệt. Tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, tâm cơ rất nặng, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết, có câu nói gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ, có lẽ là như thế. Khi trước Lam Linh ở trong sơn mạch Vũ Đô, nếu như không phải bởi vì tâm ngoan thủ lạt cùng tâm cơ không bình thường sợ rằng cũng không sống được tới bây giờ, cũng không có cách nào bỏ tới địa vị hiện tại trên Vạn Thú Tông. Hết thảy những chuyện này sâu trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rất rõ. Trong nội tâm ngược lại có chút tán thưởng Lam Linh, có thể có được địa vị như hiện tại, người bình thường há có thể làm được. Ta thua. Trong miệng Lam Linh lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh chóng đem một đống ngọc giản trong tay giao cho Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt tái nhợt, vô lực ngẩng lên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Các hạ, quả thực ngươi rất giống một bằng hữu của ta. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản, mỉm cười nói. Về sau nói không chừng ngươi còn có thể gặp lại được người đó. Không có khả năng, hơn phân nửa hắn đã lành ít dữ nhiều. Cho dù là gặp hắn thì hắn cũng không coi ta làm bằng hữu. Lam Linh nói. Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật, suy nghĩ một lát rồi nói. Lam Linh tiểu thư, ngươi nên lui qua một bên dưỡng thương đi, đừng để lưu lại di chứng gì. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên rời đi, nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lam Linh không ngừng biến đổi, lẩm bẩm nói. Cái bóng lưng này vì sao cũng tương tự như vậy? Phanh phanh, đại chiến vẫn còn tiếp tục, ngày cuối cùng, tất cả mọi người đều đang tranh thủ cơ hội cuối cùng. Vừa rồi người thanh niên áo xám kia còn chưa có động tác cùng với đám người thánh nữ thiên các hiện tại cũng đã nhanh chóng chọn được đối thủ của mình. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống một chỗ trống trải trên quảng trường, mắt nhìn toàn trường rồi kiểm tra số ngọc giản vừa mới đạt được. Tổng cộng là 120 khối, cộng thêm số ngọc giản trong tay hắn, hiện tại đã hơn 400 gần 500. Thế nhưng vẫn như cũ không an toàn, xem ra hắn cần phải đánh bại một đối thủ nữa mới đủ. Ánh mắt quét qua. Lúc này tất cả mọi người trên quảng trường đều có đối thủ của mình, mà bây giờ nhân số càng ngày càng ít, những người còn lại thực lực càng ngày càng mạnh, có một ít người Lục Lâm Thiên cũng không muốn động vào lúc này, thế nhưng muốn tìm một đối thủ thích hợp để động thủ vào lúc này quả thực không dễ dàng. Phanh phanh! Phía xa, thanh âm bạo liệt cực lớn vang lên, thân ảnh Vân Hồng Lăng giống như một con chim xuyên qua không trung, trường tiên trong tay giống như một đầu độc xà không ngừng di chuyển. Hiện tại nàng đang giao thủ với một đệ tử trong tứ các tứ đảo. Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Lữ Tiểu Linh hiện tại cũng có đối thủ của mình. Trong lúc nhất thời dường như khó mà phân ra thắng bại được. Không biết thực lực của nàng đã tới bước nào rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lại một lần nữa đảo qua người Lăng Thanh. Khí tức của nàng hắn cũng không nhìn ra được. Bất quá mấy năm trước Lăng Thanh cũng đã là vũ xuất cửu trọng, thân là vũ giả ngũ hệ, lại được linh vũ giới bồi dưỡng. Thực lực bây giờ sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới trưa, lúc này không ngừng có người bị thua, tất cả mọi người điên cuồng tìm đối thủ để thu ngọc giản. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn quảng trường, ánh mắt không ngừng biến hóa. Lữ Tiểu Linh đang đối mặt với đệ tử tứ các tứ đảo, người này thân hình to lớn, ngay từ đầu vẫn ngang ngửa với Lữ Tiểu Linh, thế nhưng sau nửa cảnh giờ, khí tức trên người này ngược lại càng ngày càng thịnh. Hừ, người thua đi. Đại hán to lớn này nở nụ cười lạnh, tay đánh ra từng đạo thủ ấn cực kỳ phức tạp. Thủ ấn được kết, đột nhiên khí tức trên người hắn được kéo lên. Vừa rồi mới là vũ xuất thất trọng, không ngờ trực tiếp nhảy lên vũ xuất cửu trọng. Khí tức được tăng lên, khuôn mặt đại hán này cũng lập tức ửng đỏ. Bàn chân đại hán to lớn này mạnh mẽ dậm xuống mặt đất một cái. Kinh khí hung hãn khiến cho mặt đất rạn nứt, thân thể đại hán này nhảy dựng lên, bắn về phía Lữ Tiểu Linh. Đồng thời thủ ấn trong tay được kết, một đạo chảo ấn nóng bỏng xuất hiện. Sau khi khí tức trên người được kéo lên, khí thế trên người hắn cũng mạnh mẽ, công kích hung hãn hơn không ít. Bí pháp. Lục Lâm Thiên nhìn đại hán khổng lồ kia, ánh mắt khẽ biến đổi, đại hán kia rõ ràng là vũ xuất thất trọng, không ngờ có thể trực tiếp nhảy lên hai trọng, đây chính là một loại bí pháp tăng lên thực lực. Ban đầu ở Lục gia, gia gia Lục Vũ của hắn cũng từng sử dụng qua bí pháp tăng cường thực lực.
chỉ là loại bí pháp này có không ít tác dụng phụ, cho nên cũng không truyền lại cho hắn. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh trầm xuống, đối phương đột nhiên dùng bí pháp tăng cường thực lực, nàng đã không còn cách nào chống lại. Đến lúc này chỉ có thi triển ra bảo vật mà nàng đạt được trong đại điện vụ tinh mà thôi. Tuy rằng trên người nàng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác, bất quá trong lúc thi đấu, ngoại trừ thực lực cùng linh khí ra, tất cả những thứ khác đều là phạm quy. Nhìn đạo chảo ấn nóng bỏng kia đang đánh tới, thủ ấn trong tay Lữ Tiểu Linh nhanh chóng biến hóa. Thân thể mềm mại di động, sợi tóc bên tai tung bay, thân thể cơ hồ như thuấn di, lúc này linh lực trên người tuôn ra, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra, linh lực tràn ngập, sóng gợn trong không gian rung động mạnh mẽ. Thiên La Linh Tán. Sau khi một đạo thủ ấn cuối cùng được kết, quang mang trong tay Lữ Tiểu Linh thu liếm, ngay sau đó một cỗ khí thức cổ xưa lan tràn ra. Dưới vầng sáng này, trong tay Lữ Tiểu Linh xuất hiện một cái ô màu xanh trong suốt, phía trên chiếc ô này bí văn quanh quẩn, một cỗ quang mang chói mắt từ trên chiếc ô tuôn ra, lập tức hóa thành một vòng xoáy xanh trắng tràn ngập khí tức quỷ dị. Vòng xoáy xoay tròn, trung tâm của vòng xoáy gần giống như là một lỗ đen, dường như bên trong chiếc ô này còn có không gian vậy. Đây là hồn linh khí địa cấp. Khí tức trên chiếc ô lan tràn ra, dưới cỗ áp lực này, người có thể ngồi trên đài cao đều là người có kiến thức bất phàm cho nên lập tức nhận ra thứ Lữ Tiểu Linh đang thúc giục hiện tại chính là một kiện hồn linh khí địa cấp. Trên người tiểu nữ này không ngờ lại có bảo vật như vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Mà lúc này Lục Thiếu Du còn tưởng rằng kiện hồn linh khí địa cấp trên tay Lữ Tiểu Linh chính là do Linh Thiên Môn ban cho, thế nhưng hắn cũng không biết được kiện hồn linh khí địa cấp này là do nàng nhận được trong đại điện vụ tinh ở vụ tinh hải. Siêu siêu. Đạo chảo ấn của đại hán to lớn xẹt qua phía chân trời, cuối cùng nhanh chóng đánh vào bên ngoài vòng xoáy. Thanh âm bạo liệt lập tức vang lên, kinh khí nóng bỏng vô cùng đáng sợ hóa thành một cơn lốc tản ra bốn phía. Thiên La Linh Tán, thu cho ta. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh trầm xuống rồi quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay được kết, vòng xoáy bên trong chiếc ô kia lập tức xuất hiện một cỗ hấp lực khủng bố, trực tiếp đem cỗ kinh khí kinh khủng kia thôn vệ vào trong vòng xoáy. Hồn linh khí địa cấp sao? Nhìn thấy một màn này, trong mắt đại hán to lớn kia hiện lên sự kinh ngạc, không ngờ ánh mắt của hắn cũng không tầm thường chút nào. Tiếp theo trong nháy mắt, đại hán to lớn này không có một chút trì hoãn nào, nhanh chóng xuất hiện ở trên vòng xoáy do Thiên La Linh Tán của Lữ Tiểu Linh thúc dục ra, thủ ấn biến đổi, một cỗ năng lượng thuộc tính phong hội tụ quanh người. Năng lượng thuộc tính phong bắt đầu khởi động, bao phủ tầng trời thấp trên quảng trường. Không ngờ hắn cũng là vũ giả song hệ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn có cảm giác, đại hán to lớn này dường như cũng có một chút thủ đoạn. Trên đài cao, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cực kỳ khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới. Trên không trung, thủ ấn trong tay đại hán to lớn kia nhanh chóng được kết, một cỗ năng lượng thuộc tính phong bàng bạc chỉ trong nháy mắt tụ tập tới một mức độ cực kỳ đậm đặc. Thế nhưng lúc này bên trong cỗ năng lượng thuộc tính phong đậm đặc này có một thanh trường thương màu trắng đột nhiên bắn ra. Nhìn kỹ lại, thanh trường thương này dài mấy trượng, quang mang bên trên vô cùng chói mắt, bí văn lưu chuyển, năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, ngay cả không gian xung quanh trường thương cũng run lên. Một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố lan tràn, tốc độ của trường thương màu trắng này cực kỳ nhanh, trong nháy mắt trực tiếp bắn vào trong vòng xoáy do Thiên La Linh Tán do Lữ Tiểu Linh thúc dục ra. Cảm nhận khí thế của thanh trường thương này, rõ ràng chính là vũ linh khí của đối phương. Cấp bậc của nó không bằng Thiên La Linh Tán của nàng, thế nhưng cũng có thể là vũ linh khí huyền cấp. Đối phương dùng tu vi vũ xuất cửu trọng thúc dục, uy thế không yếu so với nàng. Lữ Tiểu Linh cắn răng, bên trong Thiên La Linh Tán lúc này đột nhiên bắn ra cỗ hấp lực khủng bố, vòng xoáy co lại, thanh trường thương kia cũng bắn vào trong vòng xoáy. Thủ ấn trong tay hai người nhanh chóng biến hóa. Không gian chung quanh hai người chấn động. Dường như hai người đã bắt đầu âm thầm giao thủ. Trên không trung, Thiên La Linh Tán cùng thanh trường thương kia đều được quang mang bao phủ, đang giao thủ với nhau. Thế nhưng chi tiết thì chỉ sợ có Lữ Tiểu Linh cùng đại hán to lớn kia biết rõ. Cách vị trí nơi hai người giao thủ không xa thì có một thanh niên mặc hoa phục cười lạnh một tiếng. Hai người kia đang liều mạng thúc giục linh khí, chuyện ngư ông đắc lợi này đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thủ ấn trong tay người này được kết, linh lực trong người tuôn ra. Cuối cùng linh lực đan thành một cái lưới vô hình, bỗng nhiên bắn về phía Lữ Tiểu Linh cùng đại hán to lớn kia. Không ngờ người này lại muốn cùng một lúc đả thương hai người, sau đó chiếm tiện nghi lớn.
hai người Lữ Tiểu Linh cùng đại hán khổng lồ đều phát hiện ra thế nhưng căn bản lại không cách nào né tránh, ánh mắt hai người lúc này đại biến. Cùng lúc đó, khi sắc mặt Lữ Tiểu Linh đại biến thì thân ảnh Lục Lâm Thiên bắn về phía nàng. Trong nháy mắt chắn trước mặt Lữ Tiểu Linh, một cỗ linh lực bàng bạc mang theo linh hỏa ngập trời trực tiếp đánh về phía chiếc lưới bằng linh lực kia. Phanh phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, tấm lưới vô hình kia nhanh chóng va chạm với linh hỏa của Lục Lâm Thiên. Gợn sóng trong không gian đột nhiên cứng lại, một đám kình khí vô hình lan tràn. Hai cỗ lực lượng va chạm, kình khí đáng sợ trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian bắn tung tóe. Linh hỏa nóng bỏng bắn khắp nơi, khi kình khí tiêu tán, thanh niên mặc hoa phục kia bị đẩy lùi hơn 10 thước, sắc mặt tái nhợt. Không ngờ lại đánh lén như vậy, các hạ cũng quá vô sỉ đó. Tiếp theo thân ảnh Lục Lâm Thiên liền xuất hiện trước người thanh niên mặc hoa phục kia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hàn khí từ trên người tràn ra. Thanh niên hoa phục lúc này cũng không nghĩ tới đột nhiên nửa đường lại có một trình giảo kim xuất hiện, ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn cũng đã sớm chú ý tới thanh niên áo xanh này, người này không dễ chọc. Lúc này biết rõ mình đã không còn cách nào làm ngư ông đắc lợi nữa, hắn lập tức muốn lùi lại. Còn muốn đi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Người này chỉ có tu vi linh xuất thất trọng, thích hợp cho hắn động thủ nhất, không ngờ lại đưa tới cửa cho nên hắn sẽ không muốn bỏ qua. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, linh lực minh mông từ trong cơ thể tuôn ra, thân thể lao thẳng tới thanh niên mặc hoa phục kia. Sắc mặt thanh niên mặc hoa phục đại biến, không nghĩ tới vừa muốn chiếm chút tiện nghi lại đụng phải một cường giả. Đối phương cực kỳ cường hãn, hắn không có một chút do dự nào, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đồng thời tay đánh ra từng đạo thủ ấn, lập tức có bốn đạo lưu quang được chém ra. Ồ! Lục Lâm Thiên nhíu mày, sắc mặt biến đổi. Bốn đạo lưu quang do thanh niên mặc hoa phục kia đánh ra có một cỗ khí tức sát phạt cực kỳ nồng đậm. Lập tức có bốn đầu khôi lỗi cao chừng hai thước hiện lên trong không trung. Chính là khôi lỗi hình người, trên thân khôi lỗi lưu quang tràn ngập. Từ khí tức trên người có thể nhận ra bốn đầu khôi lỗi này đều đã đạt tới lục giai hậu kỳ. Tuy rằng còn chưa tới đỉnh phong, thế nhưng mỗi một đầu khôi lỗi một khi động thủ sợ rằng cũng đủ để chống lại một vũ xuất bát trọng. Bốn đầu khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức hình thành một vòng vây vây khốn Lục Lâm Thiên ở bên trong. Dường như mỗi một đầu khôi lỗi đều đứng trong một phương vị, trong lúc vô hình làm cho uy thế của bốn đầu khôi lỗi tăng lên. Khôi lỗi trận pháp, chẳng lẽ là người của thần Kim Các? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Có thể vận dụng khôi lỗi trong lúc thi đấu cũng chỉ có thần Kim Các trong tứ các tứ đảo mới có thể dùng. Thần Kim Các này giống như Vạn Thú Tông dùng khống thú mà nổi danh. Thần Kim Các cũng vậy, bọn họ dùng khôi lỗi mà nổi danh. Thực lực bản thân của đệ tử hai sơn môn này cùng một nhịp thở với yêu thú và khôi lỗi của mình, cho nên mỗi một khi tham gia thi đấu đều được sử dụng. Mấy đầu khôi lỗi này cũng không kém a, không ngờ toàn bộ đều là nhân khôi, dùng người sống luyện chế. Lục Lâm Thiên nhìn bốn đầu khôi lỗi, ánh mắt bốn đầu khôi lỗi này không thực sự trống rỗng như khôi lỗi bình thường, mà trong mắt hiện lên sát phạt chi ý nồng đậm. Chứng minh cho việc bốn đầu khôi lỗi này đều dùng người sống mà luyện chế ra. Nhân khôi sau khi luyện chế thành công thì thực lực sẽ còn tăng lên. Lục Thiếu Du phỏng đoán, có lẽ muốn luyện chế bốn đầu khôi lỗi này cũng phải cần bốn vũ xuất lục trọng bị luyện chế sống thành khôi lỗi. Tiểu tử này quả thực đủ tâm ngoan thủ lạt. Tuy rằng hắn cũng luyện chế nhân khôi, bất quá chỉ dùng người muốn giết hắn để luyện chế mà thôi. Các hạ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bốn đầu khôi lỗi này của ta có lẽ các hạ không coi ra gì. Bất quá một khi hình thành khôi lỗi trận thì có lẽ dùng thực lực linh vương nhất trọng của các hạ muốn thoát khỏi cũng không dễ. Nhìn Lục Lâm Thiên, thanh niên của thần Kim Các nói. Khôi lỗi trận sao, ta muốn thử xem một chút. Lục Lâm Thiên cười lạnh. Ánh mắt liếc qua nhìn bốn đầu khôi lỗi. Vậy thì mời các hạ. Thanh niên hoa phục bình thường cũng là người kiệt ngạo, lúc này bị Lục Lâm Thiên đuổi theo không dứt, hắn đã hạ thấp bản thân đã là điều không dễ dàng gì rồi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không buông tha, bản thân thanh niên này lại có chút nắm chắc về khôi lỗi trận của mình, cho nên thủ ấn lập tức biến đổi. Bốn đầu khôi lỗi đồng thời vây công Lục Thiếu Du. Hừ. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển. Linh lực trong người tuôn ra. Một chưởng mạnh mẽ lập tức đánh về một đầu khôi lỗi trước mặt hắn. Mà trong khi Lục Lâm Thiên công kích đầu khôi lỗi trước mặt lại có một màn khiến cho người khác bất ngờ xuất hiện. Trên người đầu khôi lỗi này đột nhiên có quy nác mang chói mắt bắn ra.
Lúc này ba cỗ quang mang từ trên người ba đầu khôi lỗi còn lại nhanh chóng bắn về phía đầu khôi lỗi bị Lục Thiếu Du công kích. Khí thế của đầu khôi lỗi này lập tức tăng lên, nhanh chóng vọt lên tới lục giai hậu kỳ. Tiếp theo, trong nháy mắt đầu khôi lỗi này trực tiếp đánh ra một chưởng, ngạnh kháng với công kích của Lục Thiếu Du. Phanh! Chưởng ấn hung hãn của Lục Lâm Thiên vừa mới đánh ra nhanh chóng va chạm với một quyền của khôi lỗi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Lục Thiếu Du bị đẩy lùi mấy bước, đầu khôi lỗi kia bị đẩy lùi chục thước. Kinh khí từ từ khuếch tán rồi tiêu tán. Thân thể Lục Lâm Thiên vẫn lơ lửng trên trời như trước, linh lực mênh mông trong cơ thể hình thành một bức tường vô hình. Ám kình vừa rồi của hai đạo công kích không tạo thành một chút thương tổn gì với hắn. Thế nhưng bàn tay hắn lúc này cũng phải run lên. Không ngờ lực phòng ngự của đầu khôi lỗi này lại mạnh như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khôi lỗi trận pháp này quả thực không tồi. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại. Khôi lỗi trận pháp này có chút quỷ dị, mà đối phó với khôi lỗi cũng không thể ngạnh kháng. Lúc này Lục Lâm Thiên khẽ nhếch miệng, đối phó với khôi lỗi mà thôi. Nếu như là Linh Vương nhất trọng khống chế khôi lỗi thì quả thực hắn không biết phải làm sao. Bất quá hiện tại chỉ là một linh suất thất trọng khống chế khôi lỗi. Hắn có thể dùng một ít biện pháp trên thiên linh lục thử một chút, dù sao hắn cũng là đệ tử của Thánh Thủ Linh Tôn A. Chỉ bằng vào mấy đầu khôi lỗi lục giai làm sao có thể ngăn hắn lại. Siêu siêu. Bốn cỗ kình phong bắn ra, bốn đầu khôi lỗi lúc này cũng không dừng lại một chút nào, nhanh chóng phóng về phía Lục Lâm Thiên. Đến đây đi. Lục Lâm Thiên khẽ cười cười, ngón trỏ theo thói quen vuốt mũi, khóe miệng như cười như không. Đối với khôi lỗi, Lục Lâm Thiên coi như vô cùng quen thuộc, tuy rằng hắn không luyện chế khôi lỗi nhiều lắm, bất quá đối với việc nghiên cứu khôi lỗi, có thiên linh lục do sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại. Cho nên xuất phát điểm ngay từ đầu so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Khôi lỗi được luyện chế thành thân thể, cuối cùng lại rót linh hồn lực của bản thân vào mới thúc dục được. Mà muốn đối phó với khôi lỗi, Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng, chỉ cần đem linh hồn lực trong khôi lỗi phá hủy là được. Mà muốn phá hủy linh hồn lực trong đầu khôi lỗi thì chỉ có hai cách. Thứ nhất, người có thực lực siêu cường dùng thực lực áp đảo của mình trực tiếp đánh nát khôi lỗi. Như vậy khôi lỗi cùng linh hồn lực trong đầu nó đều hóa thành mảnh vỡ. Mà loại thứ hai, chính là trực tiếp dùng linh hồn của bản thân phá hủy linh hồn vốn có trong khôi lỗi. Thế nhưng có thể làm được một bước này nhất định phải cực kỳ tinh thông khôi lỗi mới làm được. Linh giả tinh thông khôi lỗi chi thuật cũng vô cùng thưa thớt. Bốn đầu khôi lỗi trực tiếp đánh tới, kình phong bắn ra bốn phía, không gian ô ô rung động. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bắn lên cao, linh lực trong người tuôn ra. Trong nháy mắt lao thẳng về phía đầu khôi lỗi trước mặt. Thanh niên mặc hoa phục thấy vậy, thủ ấn lập tức biến đổi, trên người ba đầu khôi lỗi còn lại lập tức có một cỗ quang mang lao thẳng về phía đầu khôi lỗi trước mặt Lục Lâm Thiên. Uy năng trên người đầu khôi lỗi kia lập tức tăng lên nhiều, đánh ra một quyền phá không tới Lục Thiếu Du. Nhân khôi dường như có thêm công năng như vậy, sau khi luyện chế thành khôi lỗi còn có thể thi triển vũ kỹ lúc còn sống. Hơn nữa lại thêm lực phòng ngự cường hãn. Bản thân không sợ chết, so với lúc còn sống thì thực lực mạnh hơn nhiều. Linh lực Lục Lâm Thiên cuồn cuộn quanh người, thân thể khẽ nghiêng tránh khỏi một quyền của khôi lỗi, giống như thuấn di tránh đi một quyền đi sượt qua khuôn mặt của hắn, kình phong chung quanh khiến cho Lục Thiếu Du có chút đau đớn. Khôi lỗi bí thuật. Dưới tốc độ như thiểm điện này, Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng đi tới trước người đầu khôi lỗi kia. Trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên một âm thanh trầm thấp, thủ ấn được kết. Từ trán Lục Thiếu Du có một cỗ quang mang kỳ dị hiện ra. Cỗ quang mang này hóa thành từng đạo quang mang nhỏ, giống như đường cong trực tiếp lướt vào trong mi tâm khôi lỗi kia. Ngay lúc đó, sắc mặt thanh niên mặc hoa phục kia đại biến, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên cũng liên tục biến hóa. Trong đầu khôi lỗi này, linh hồn lực Lục Thiếu Du khuếch tán, lập tức tìm tới vị trí nơi linh hồn ấn ký của thanh niên hoa phục kia ở. Linh hồn lực nhanh chóng bao phủ chung quanh. Khôi lỗi bí thuật, thanh trừ. Lục Lâm Thiên cười lạnh quát lên một tiếng. Thanh niên hoa phục này chỉ là linh suất thất trọng mà thôi. Linh hồn lực so với linh suất thất trọng bình thường mạnh hơn không ít. Chỉ sợ cũng có thể so sánh được với linh hồn lực của linh suất bát trọng. Bất quá so sánh với hắn mà nói, còn kém xa. Muốn phá hủy loại linh hồn ấn ký cấp bậc này cũng không quá khó khăn. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt trong mắt đầu khôi lỗi kia trở nên trống rỗng. Mà sắc mặt thanh niên mặc hoa phục kia tái nhợt.
Hừ, khôi lỗi bí thuật, phản khống. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không dừng tay, ngay sau đó có một đạo linh hồn lực bàng bạc từ trong mi tâm hắn đánh vào đầu khôi lỗi này. Sau khi xóa đi linh hồn ấn ký vốn có trong khôi lỗi, hắn có thể phản khống khôi lỗi. Một đầu khôi lỗi lục giai giá trị vô cùng xa xỉ, tương đương với một vũ xuất thất trọng bát trọng tự đưa tới cửa, ngu sao mà không lấy. Sau khi linh hồn lực của Lục Lâm Thiên đánh vào, ánh mắt ngốc trệ của đầu khôi lỗi kia bắt đầu có chút gì đó, toàn thân động đậy. Hai mắt mở ra, trong đôi mắt trống rỗng bắn ra quang mang chói mắt, đầu khôi lỗi này đã bị đổi chủ. Sắc mặt thanh niên hoa phục kia tái nhợt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, cơ hồ là trợn mắt há mồm. Đương nhiên hắn vô cùng hiểu rõ, hắn đã mất đi liên hệ với đầu khôi lỗi này. Hắn tốn không biết bao nhiêu thời gian cùng dược liệu mới luyện chế ra khôi lỗi lục giai hậu kỳ, thế nhưng không ngờ lại dễ dàng bị người khác phản khống dễ dàng như vậy. Một cỗ khôi lỗi bị phản khống, bốn đầu khôi lỗi đã không còn cách nào tạo thành trận pháp. Đối với Lục Lâm Thiên lúc này đã không tạo thành một chút uy hiếp nào. Trước mắt bao nhiêu người, chỉ trong thời gian nháy mắt trực tiếp làm cho hai cỗ khôi lỗi nữa đổi chủ. Sau khi thanh niên mặc hoa phục phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn mới vội vàng thu một đầu khôi lỗi còn lại. Bốn đầu khôi lỗi lục giai hậu kỳ, thế nhưng có ba đầu hắn đã không còn cách nào thu lại được, tổn thất không hề nhỏ. Tại sao lại có thể như vậy? Trong thần kim các, sắc mặt đám cường giả run lên, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một khả năng, quỷ sát dương quá này cũng tinh thông khôi lỗi chi thuật. Bằng không mà nói làm sao có thể lập tức phá khôi lỗi trận pháp, càng không có khả năng phản khống. Trên đài cao, nhìn thấy khôi lỗi trận pháp của đệ tử mạnh nhất thần kim các bị phá, đồng thời còn bị phản khống, không ít cường giả các sơn môn kinh ngạc, trong lòng âm thầm cười nhạo thần kim các. Thế nhưng nụ cười này không nên biểu lộ ra ngoài mà thôi. Thần kim các dựa vào khôi lỗi chi thuật bất phàm mà nổi danh. Thế nhưng hôm nay lại bị đả kích cực lớn, không chỉ có khôi lỗi trận pháp bị phá mà ngay cả khôi lỗi cũng bị phản khống, đây chính là việc mặt mũi bị mất a. Quỷ sát dương quá này quả nhiên bất phàm. Trong đội hình của Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ. Quỷ sát dương quá này càng ngày càng khiến cho người khác nhìn không thấu. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Có thể trực tiếp phá thú hồn quyết của Vạn Thú Tông, lại dễ dàng phá khôi lỗi trận pháp của thần Kim Các, đây không phải là điều mà linh giả bình thường có thể làm được. Dương quá này vừa rồi cố ý giúp Tiểu Linh một tay, không biết có phải là ta nhìn lầm hay không. Khâu Mỹ Vi khẽ nói. Thật sao? Lữ Chính Cường nhướng mày, lại nhìn về phía Lữ Tiểu Linh cùng với đại hán to lớn kia. Lúc này hai người đã sắp phân thắng bại. Lục Lâm Thiên không chút khách khí thu hồi ba đầu khôi lỗi, sau đó chuẩn bị công kích thanh niên mặc hoa phục kia. Mất đi khôi lỗi, thanh niên hoa phục này đã không còn bao nhiêu sức phản kháng. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được sự biến hóa sau lưng mình. Lữ Tiểu Linh cùng đại hán to lớn kia dường như sắp phân thắng bại. Trong không gian to lớn lúc này cơ hồ trong nháy mắt có một cỗ kình khí kinh người tràn ra. Cả không gian như muốn sụp đổ. Phanh phanh. Rốt cuộc, trong quang mang kia truyền đến âm thanh bạo liệt cực lớn, giống như là năng lượng chấn động nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Phanh phanh. Âm thanh bạo liệt không ngừng vang lên bên tai, đá vụn chung quanh ầm ầm bắn ra bốn phía. Trên không trung, hai đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, trên tay Lữ Tiểu Linh và thanh niên to lớn kia, quang mang trên Thiên La Linh Tán và trường thương đều ảm đạm, sắc mặt hai người trắng bệch. Phốc phốc, cơ hồ là cùng một lúc, huyết khí trong cơ thể hai người cuồn cuộn, miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ hai người lúc này đều lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Đáng chết, Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, lập tức lao thẳng về phía Lữ Tiểu Linh. Lúc này hắn cũng không muốn đối phó với thanh niên của thần kim các kia. Nữ nhân của mình dù sao vẫn quan trọng hơn. Siêu siêu. Chỉ là thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa động thì đã có một thân hình xinh đẹp hiện lên bên người Lữ Tiểu Linh, chính là tiểu độc ma Lục Tâm Đồng. Tiểu Linh tỷ thế nào rồi? Lục Tâm Đồng đáp xuống bên người Lữ Tiểu Linh, nhanh chóng đưa cho nàng một khỏa đan dược. Tỷ không sao, chỉ là có lẽ chỉ có thể dừng bước tại đây mà thôi. Đan dược trên người Lữ Tiểu Linh đương nhiên không ít, bất quá nàng cũng không cự tuyệt đan dược của Lục Tâm Đồng. Lữ Tiểu Linh nhanh chóng nhận đan dược rồi nhét vào miệng nói. Tâm Đồng, ta đã vô lực tái chiến, ngọc giản cũng không đủ. Ngọc giản cho muội, muội nhất định phải tiến vào top 10.
Tiểu Linh tỷ, ngọc giản của muội có lẽ cũng đủ rồi, muội sẽ giúp tỷ đoạt một ít, tỷ cũng sẽ tiến được vào top 10. Lục Tâm Đồng nói, thực lực của ta so với bọn muội yếu hơn nhiều lắm, cho dù tiến vào top 10 cũng chỉ có hư danh mà thôi. Lữ Tiểu Linh nói, nhanh chóng kín đáo đưa ngọc giản trong người cho Lục Tâm Đồng rồi nói. Ta đã không còn lực tái chiến, số ngọc giản này giao cho muội. Nhất định phải giành được thành tích tốt, đừng làm cho Phi Linh Môn mất mặt. Tiểu Linh tỷ, muội sẽ cố gắng. Lục Tâm Đồng lúc này cũng không cự tuyệt, lúc này Lữ Tiểu Linh quả thực đã không còn lực tái chiến. Cô gái nhỏ này, dường như đã trưởng thành không ít. Lục Lâm Thiên nhìn Lữ Tiểu Linh rồi mỉm cười. Cho dù là tiến vào top 10 cũng không đủ thực lực, chỉ có hư danh mà thôi. Lúc đó sợ rằng sẽ là cái cớ để mọi người chỉ trích. Hắn cũng chỉ muốn bảo vệ an nguy của các nàng mà thôi. Về phần các nàng có thể tiến vào top 10 hay không thì phải dựa vào thực lực của chính mình. Thân ảnh Lục Lâm Thiên dừng lại, Lữ Tiểu Linh đã ngừng chiến, có lẽ không có việc gì. Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn về thanh niên to lớn vừa mới công kích Lữ Tiểu Linh kia. Thế nhưng Lục Tâm Đồng đã nhanh hơn một bước, ánh mắt mang theo hàn ý trực tiếp đánh về phía thanh niên to lớn kia. Đáng chết! Thanh niên to lớn kia lúc này cũng không thể quan tâm tới thương thế của mình nữa, thân thể nhanh chóng nhảy lên rồi chạy trốn. Thiếu nữ này toàn thân đều là độc, lại có tu vi linh vương nhất trọng, ra tay tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả lúc hắn toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của nàng, lúc này sao hắn dám ngạnh kháng? Đối thủ bị Lục Tâm Đồng đoạt mất. Lục Lâm Thiên cũng chỉ cười khổ. Trong tâm thần của hắn, hiện tại thanh niên của thần Kim Các đã nhanh chóng trốn đi. Lúc này nhìn sắc trời, có lẽ ngày cuối cùng ngày cũng không bao lâu nữa sẽ kết thúc. Mà bây giờ hắn còn phải đánh bại một người thì mới bảo đảm được bản thân tiến vào top 10. Thôi thì chọn ngươi vậy. Lục Lâm Thiên thấp giọng quát lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bắn về phía thanh niên mặc hoa phục kia. Thanh niên mặc hoa phục của thần Kim Các nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhìn về phía Lữ Tiểu Linh cùng thanh niên to lớn kia, hắn thừa cơ nhanh chóng trốn đi. Thế nhưng bản thân còn chưa trốn được đi xa thì lại phát hiện ra cánh tay cùng bàn chân mình có cảm giác nóng rực. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy không biết từ khi nào cánh tay với bàn chân của hắn bị hai đạo hỏa diễm nóng bỏng cuốn vào, hỏa diễm này giống như dây mây, trực tiếp vây khốn hắn. Ngươi rời khỏi đây được rồi đó. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên bên tai người này, lập tức bên người hắn có một thanh niên mặc một bộ cẩm bào xuất hiện. Người này bộ dáng gầy gò, mặc một bộ cẩm bào, dáng người cao ngất, hai mắt mang theo hàn ý. Mà khí tức trên người hắn đã tới linh xuất cửu trọng. Phanh! Một đạo trưởng ấn bằng linh lực nhanh chóng được đánh ra, thanh niên mặc hoa phục kia bị đánh xuống mặt đất. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, mặt đất trên quảng trường bị dạn nứt. Thanh niên mặc hoa phục này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bản thân vốn đã trọng thương khi trước, khôi lỗi bị hủy, linh hồn bị thương nặng. Bốn đầu khôi lỗi đối với hắn vô cùng quan trọng, bởi vì đều là bổn mạng khôi lỗi của hắn. Linh hồn lực của hắn bên trong khôi lỗi bị phá hủy, lúc này tăng thêm một trưởng của thanh niên mặc cẩm bào, thương thế của hắn không nhẹ chút nào. Giao ngọc giản ra, thanh niên mặc cẩm bào đáp xuống trước người thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục căn bản không có cách nào cự tuyệt, dựa theo quy định mà nói, nếu như không giao ra thì hắn sẽ bị đánh chết. Lúc này thanh niên mặc hoa phục nhanh chóng móc ra ngọc giản trong người, ánh mắt trống rỗng. Siêu! Đột nhiên trong lúc đó có một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Trực tiếp dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đem ngọc giản trên người thanh niên của thần Kim Các này thu vào. Người này chính là Lục Lâm Thiên. Muốn chết! Thanh niên mặc cẩm bào quát lạnh một tiếng. Hắn quả thực không nghĩ tới lại có chuyện bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ, giống như là quỷ mị, đột nhiên hiện lên trước người Lục Thiếu Du. Một đạo trưởng ấn đột nhiên đánh về phía trước. Lùi xuống cho ta. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, tay áo run lên, linh lực từ trong người tràn ra. Hai cỗ lực lượng va chạm. Phanh phanh. Thanh âm trầm thấp vang vọng trên không trung, kinh khí bắn ra bốn phía. Thân hình thanh niên mặc cẩm bào bị đẩy lùi mấy bước. Mà thân thể Lục Lâm Thiên cũng lay động một cái. Không nghĩ tới người này đã tới linh xuất cửu trọng rồi. Nhìn thanh niên mặc cẩm bào trước mặt, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì người này. Người này chính là Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, là người năm lần bảy lượt muốn đối phó với hắn.
Ban đầu khi tiến vào vụ tinh hải đã là linh suất lục trọng. Những năm này không ngờ lại đột phá tới linh suất cửu trọng. Sợ rằng Lan Lăng Sơn Trang bỏ không ít tài nguyên tu luyện vào hắn a. Các hạ, giao ra ngọc giản vừa đoạt, linh vương nhất trọng, người khác sợ ngươi nhưng ta cũng không sợ ngươi. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Lâm Thiên, một cỗ hàn ý tràn ra. Biết rõ đối phương là linh vương nhất trọng thế nhưng hắn lại không sợ chút nào. Dường như bản thân có điều dựa vào vậy. Vậy thì thử xem. Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh, vừa rồi lại đoạt thêm trên trăm ngọc giản. Hắn muốn đi vào top 10 đã là chắc chắn. Lần này nhìn Gia Cát Tử Vân, quả thực muốn động thủ hắn cũng không ngại nữa. Cũng nên thăm dò Gia Cát Tử Vân này một phen, đến tột cùng hắn có bao nhiêu thực lực. Con mắt Gia Cát Tử Vân gắt gao nhìn vào Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt càng ngày càng đậm. Lúc này hắn cũng phải nhất định đoạt được những ngọc giản kia thì mới có cơ hội tiến vào top 10. Cho nên hắn tuyệt đối không thể buông tha. Linh vương nhất trọng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, bằng vào thực lực linh vương nhất trọng của ngươi còn chưa đủ để tự phụ trước mặt ta. Gia Cát Tử Vân quát lạnh một tiếng, không gian hai người đột nhiên tĩnh lặng, một cỗ hàn ý tràn ngập quảng trường. Chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống. Một cỗ hàn ý từ trong người tràn ra, bên trong cỗ hàn ý này mang theo sát khí. So về khí tức, Gia Cát Tử Vân nào phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Bên trong cỗ hàn ý này của Lục Thiếu Du có sát khí, bên trong sát khí này tràn ngập sát phạt chi khí. Một đường tu luyện tới hiện tại, những năm này tuy rằng Lục Thiếu Du tận lực giảm bớt sát phạt. Thế nhưng vẫn đạp lên vô số thi thể. Trên con đường tu luyện tàn khốc cho tới bây giờ, tăng thêm số sát khí hắn thôn vệ trong huyền thiên bí cảnh, sợ rằng nếu như Lục Thiếu Du đều phóng thích ra thì đủ để khiến hắn thành ma. Hay cho cỗ sát khí nồng đậm, quỷ sát dương quá này quả thực người cũng như tên A. Trên đài cao, không ít cường giả biến sắc, sát khí trên người quỷ sát dương quá này nếu không trải qua đẫm máu thì tuyệt đối sẽ không có sát khí nồng đậm như vậy. Sợ rằng người có tu vi thấp gặp phải cỗ sát khí này sẽ cảm thấy không khỏe. Cảm nhận hàn ý trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt Gia Cát Tử Vân khẽ đổi. Không ngờ bản thân hắn lúc này lại không dám động thủ. Hàn ý của đối phương quá mức quỷ dị, sợ rằng không bao lâu nữa trước mặt bao nhiêu người hắn sẽ mất đi dũng khí đối chiến. Bàn chân hắn liền đạp mạnh lên mặt đất, linh lực trong người tuôn ra. Thân thể nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Du, đồng thời thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Từ trong lòng bàn tay hắn có một sợi xích hiện lên, trực tiếp phá vỡ không khí đánh về phía Lục Thiếu Du. Thực lực quả thực không tệ. Quay mắt nhìn về phía Gia Cát Tử Vân, Lục Lâm Thiên không chút nhúc nhích vào. Dưới tình huống thực lực bình thường, nếu như hắn là linh suất cửu trọng sợ rằng sẽ khó đối phó với người này. Thế nhưng bây giờ hắn đã là linh vương nhất trọng thì cũng không phải sợ nữa. Điều lo lắng duy nhất chỉ là con bài chưa lật của Gia Cát Tử Vân mà thôi. Siêu siêu. Từng đạo khí lãng xuyên qua không gian bắn tới. Lúc công kích tới thân thể Lục Lâm Thiên, thì thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên lóe lên rồi biến mất vô cùng quỷ dị. Một kích thất bại, đồng tử Gia Cát Tử Vân co lại, dường như cũng không có một chút ngoài ý muốn nào. Hắn khẽ cười lạnh một cái, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Phá hồn linh kiếm. Siêu siêu. Tiếng quát vừa dứt, một tiếng xé gió vô cùng kỳ dị vang lên trong không gian. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, lập tức kinh ngạc nhìn thấy trong mi tâm Gia Cát Tử Vân lúc này có một cỗ linh hồn lực bàng bạc tuôn ra. Ngay sau đó giống như lưu tinh bắn về phía trước. Cỗ linh hồn lực bàng bạc thu liễm lại, một thanh bảo kiếm sắc bén bất phàm hiện lên. Khí tức trầm trọng, mạnh mẽ lan tràn. Trên thân kiếm còn có không ít bí văn lưu truyền. Chung quanh trường kiếm này, không gian khẽ rung động. Từ khí tức có thể nhận là đây chính là hồn linh khí huyền cấp. Một đạo thủ ấn cuối cùng của Gia Cát Tử Vân đã kết xong. Ánh mắt mang theo một cỗ hàn ý tuyệt đối nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này một cỗ linh lực bàng bạc lập tức hóa thành vòng xoáy tiến vào trong trường kiếm kia. Siêu siêu. Trường kiếm đột nhiên xuyên qua gợn sóng trong không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Một lát sau, trường kiếm này đột nhiên biến hóa. Bên trong trường kiếm đột nhiên có hơn trăm đạo kiếm quang bắn ra. Siêu siêu siêu. Kiếm quang trên không trung xoay tròn, lập tức đem cả không gian chung quanh Lục Lâm Thiên bao phủ. Trong không gian kiếm quang bao phủ này, cả không gian như bị nén lại, gần như bị cắt nát. Trong lúc mơ hồ có một cỗ khí tức hủy diệt tràn ra. Quả thực có chút phiền toái.
Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, Gia Cát Tử Vân thúc dục hồn linh khí huyền cấp, thực lực này đủ để chống lại linh vương nhất trọng. Không linh diệt. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hắn đã toàn lực thúc dục không linh diệt, một đạo chảo ấn đột nhiên hiện lên trong không trung, không gian đột nhiên run rẩy. Dưới đạo chảo ấn này có lực lượng xuyên thủng không gian. Linh hồn lực bàng bạc hội tụ lại một chỗ, uy thế không ngờ lại khủng bố tới cực điểm. Kiếm quang cùng chảo ấn trực tiếp va chạm với nhau, kiếm quang ngập trời cùng linh hồn lực bàng bạc cuồn cuộn. Kiếm quang bị chảo ấn chặn lại, hai đạo lực lượng không ngừng va chạm, năng lượng mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Phanh phanh, không gian gần như bị phá hủy, thanh âm bạo liệt, nghiền nát vang lên. Quyết đấu mạnh mẽ như vậy lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một cỗ linh hồn lực cùng với kình khí trên không trung nhanh chóng bắn ra bốn phía. Không trung lúc này như bị đảo loạn, phía dưới, đất đá bay tứ tung, cảnh tượng giống như sơn băng địa liệt. Dưới cỗ kình khí kinh khủng này, Lục Lâm Thiên lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi thân hình lại. Gia Cát Tử Vân kia cũng bị đẩy lùi giống như hắn. Hai người trong vòng một chiêu đều bị đẩy lùi, Lục Lâm Thiên cũng chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Mà khi thân hình Gia Cát Tử Vân bị đẩy lùi, sắc mặt hắn nhanh chóng biến hóa. Một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra, hắn cắn răng một cái, một đạo thủ ấn phức tạp được kết. Thân thể không ngừng run rẩy, một lát sau sắc mặt đỏ lên như máu. Mà trong cơ thể hắn, linh lực lúc này đột nhiên bành trướng. Đồng thời một cỗ khí tức khiến cho linh hồn chấn động bắt đầu xuất hiện. Linh vương nhất trọng mà thôi, muốn đối phó với ngươi cũng không phải là không làm được. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân đỏ lên, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọng. Linh hồn lực bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ quanh người. Bên trong cỗ linh hồn lực này mờ hồ có tiếng sấm rền vang lên. Ngay khi thanh âm của Gia Cát Tử Vân vừa dứt, thì bàn tay hắn giơ lên không trung rồi nắm chặt một cái. Một đạo trưởng ấn khổng lồ hơn trăm thước đột nhiên xuất hiện. Trên đạo trưởng ấn này tràn ngập lưu quang, một cỗ khí tức bàng bạc, cổ xưa lan tràn ra chung quanh. Chỉ riêng uy áp trên trưởng ấn cũng khiến cho Vũ Xuất cùng Linh Xuất nhìn vào mà e sợ. Hồn linh khí địa cấp. Trên đài cao, từng tiếng thấp giọng nghị luận mang theo sự rung động vang lên. Trên người Gia Cát Tử Vân này không ngờ lại có hai kiện hồn linh khí. Một kiện cấp bậc huyền cấp, một kiện cấp bậc địa cấp. Nếu là người bình thường sao lại có tài phú như vậy? Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy quạt, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong mắt có chút vừa mừng vừa lo, nhi tử của hắn rốt cuộc cũng thi triển át chủ bài, hồn linh khí địa cấp, sợ rằng quỷ sát dương quá kia cho dù bất phàm cũng khó có thể chống lại. Tác dụng cùng với uy lực của hồn linh khí địa cấp hắn biết rõ. Mà tới bây giờ đã bộc lộ át chủ bài, coi như là tiến vào thập cường thì bài danh chỉ sợ cũng không cao. Hồn linh khí địa cấp, dường như là hồn linh khí địa cấp công kích. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Gia Cát Tử Vân này trên người quả thực có không ít con bài chưa lật. Thúc dục hồn linh khí địa cấp, sợ rằng linh vương nhất trọng gặp phải Gia Cát Tử Vân này cũng phải đi đường vòng. Đó là hồn linh khí A. Hồn linh khí này thật mạnh. Đúng là thiếu chủ Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang có khác. Là một trong những cường giả trẻ tuổi nổi tiếng trong cổ vực, thực lực không tầm thường. Trong cổ vực sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Trên hòn đảo bốn phía. Lúc này tiếng nghị luận hội tụ vang vọng. Trận chiến này khiến cho mọi người rốt cuộc cũng được kiến thức thế nào mới gọi là cường giả trong đám người trẻ tuổi. Hồn linh khí và vũ linh khí bình thường mọi người chỉ nghe thấy, thế nhưng hiện tại lại tận mắt nhìn thấy, khiến cho cả đám người xôi trào. Trên không trung, cây cung trong tay Gia Cát Tử Vân từ từ bành trướng, chỉ trong nháy mắt, cây trường cung này đã bành trướng tới 200 trượng. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên vẻ dữ tợn, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thân thể run lên, trong mi tâm lập tức có một đạo linh hồn lực bắn ra. Đạo linh hồn lực này bắn vào trên trường cung. Đạo linh hồn lực lập tức tạo thành một mũi tên chừng trăm thước trên trường cung. Trường cung được kéo, không gian xung quanh mũi tên lúc này bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt có một cỗ uy áp linh hồn ngập trời khuếch tán, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc nhanh chóng hội tụ. Ầm ầm. Giờ phút này, uy thế trên trường cung không ngờ lại mang theo tiếng sấm sét ì ùng. Trên quảng trường lúc này phong vân biến sắc. Tất cả đều cực kỳ quỷ dị, áp lực khiến cho đám khán giả trên mấy hòn đảo phía xa trong lòng như có một hòn đá đè nặng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, một cỗ hàn ý tràn ngập linh hồn bọn họ.
linh hồn công kích thật khủng khiếp. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng không khỏi sợ hãi than. Cây trường cung hồn linh khí này không ngờ trực tiếp dùng linh hồn công kích. Quả thực chính là linh hồn công kích thuần túy. Loại uy thế về linh hồn này, cho dù là linh vương nhất trọng đỉnh phong cũng không dám ngạnh kháng. Linh xuất cửu trọng cùng với linh vương nhất trọng, ranh giới giữa hai cấp bậc giờ phút này bị Gia Cát Tử Vân dùng thanh trường cung hồn linh khí địa cấp này san bằng. Diệt hồn cung thần, mở. Trường cung dương hết cỡ, sau đó đột nhiên chấn động, không gian hai đầu cung vặn vẹo, lúc này sắc mặt Gia Cát Tử Vân cũng vô cùng tái nhợt. Dùng thực lực của hắn hiện tại, thúc dục hồn linh khí địa cấp này tiêu hao vô cùng lớn, hầu như khiến hắn tiêu hao không còn một chút gì. Cuối cùng, sau khi một đạo thủ ấn được kết, trên cây trường cung to lớn trong không trung, một mũi tên mang theo khí tức chấn động linh hồn đột nhiên bắn ra. Mũi tên bằng linh hồn này nhanh như thiểm điện bắn về phía trước, không gian chung quanh đều run lên. Trong nháy mắt mũi tên bằng linh hồn này nhanh chóng xoay tròn, những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp khuếch tán về bốn phía. Nhìn đạo công kích bằng linh hồn kinh người này, cường giả linh vương nhất trọng đỉnh phong cũng không có cách nào chống lại. Nếu như đổi lại linh vương nhị trọng, không chừng cũng phải lưỡng bại câu thương. Uy lực như vậy, diệt hồn thần cung này quả thực khủng bố. Linh hồn công kích, ai? Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên nhìn thấy đạo công kích bằng linh hồn này cũng không khỏi mỉm cười. Nụ cười thu liếm lại, đột nhiên Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng lạnh lẽo. Ở trước mặt ta dám thi triển linh hồn công kích, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thanh âm vừa dứt, nhìn mũi tên bằng linh hồn đang xuyên qua không gian bắn tới, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, trước mắt bao nhiêu người, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh, không lùi mà tiến tới. Tốc độ đột nhiên được gia tăng, thân thể nhảy lên, trực tiếp phóng tới mũi tên bằng linh hồn kia. Siêu! Ngay trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, mũi tên bằng linh hồn kia dùng xu thế như sét đánh, chui thẳng vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Linh hồn công kích mạnh mẽ, cường hãn như vậy lại trực tiếp ngạnh kháng, đây quả thực chính là tìm cái chết. Trên đài cao, tất cả cường giả đều không nhịn được mà kinh hãi. Quỷ sát dương quá này chẳng lẽ muốn chết sao? Công kích bằng linh hồn Gia Cát Tử Vân thúc dục, ngay cả linh vương tam trọng, linh vương tứ trọng cũng không dám ngạnh kháng như vậy. Trong lúc tất cả mọi người kinh ngạc, thân thể Lục Lâm Thiên dừng lại giữa không trung. Thế nhưng ngay sau đó thân hình lại giống như quỷ mị bước đi trong không gian, rồi xuất hiện trước mặt Gia Cát Tử Vân. Ngươi thua. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, trong mắt mang theo hàn ý, bàn tay đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo lực lượng linh hồn về phía trước. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Gia Cát Tử Vân không kịp phản ứng, đạo trưởng ấn này đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Kình phong mạnh mẽ khiến cho trên ngực hắn vang lên tiếng xương gãy. Phanh! Ngay sau đó, một quyền của Lục Lâm Thiên lại đánh vào trên mặt của Gia Cát Tử Vân trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Phốc phốc! Một quyền một trưởng của Lục Lâm Thiên đều ẩn chứa kình phong mạnh mẽ, khiến cho Gia Cát Tử Vân phun ra một ngụm máu, trong đó có loáng thoáng thấy vài cái răng. Thân hình Gia Cát Tử Vân cũng từ trên cao hung hăng rơi xuống quảng trường, dưới cỗ kình khí đáng sợ này, mặt đất quảng trường sụp xuống. Đá vụn bắn tứ tung xen lẫn một tiếng hét thảm, mặt đất bốn phía rạn nứt tạo thành một cái khe lớn. Làm sao có thể như vậy? Không sợ linh hồn công kích dường như không có tác dụng với hắn. Trên đài cao, chúng cường giả xôn xao, trong đám người Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong thu quạt lại, sắc mặt đại biến. Bốn phía, lúc này thánh nữ Tử Yên của Thiên Các, Lăng Thanh, Lam Thập Tam, thanh niên áo xám, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Nguyên Nhược Lan, nữ tử mặc y phục màu cam của Tứ Các Tứ Đảo không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vừa rồi công kích do hồn linh khí địa cấp Gia Cát Tử Vân thúc dục ra chỉ sợ bất cứ ai trong bọn họ cũng không dám ngạnh kháng như thế. Lục Lâm Thiên vẫn lăng không mà đứng, đối với công kích linh hồn trong đầu hắn hiện tại đã sớm bị kim đao màu vàng phá hủy. Nếu đổi lại trong tay Gia Cát Tử Vân là vũ linh khí địa cấp hoặc là công kích không phải đơn thuần giống như công kích linh hồn, thì hắn quả thực khó đối phó. Thế nhưng linh hồn công kích tất cả mọi người cố kỵ nhất thì nhờ có kim đao màu vàng thần bí trong đầu mà hắn không sợ. Sợ rằng chỉ cần là công kích linh hồn dưới cấp độ linh tôn mà nói, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Quả thực chính là một điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Linh hồn công kích khó đối phó nhất lại trùng hợp bị Lục Thiếu Du bỏ qua, hoàn toàn không để ý tới. Giao ra ngọc giản. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống trước mặt Gia Cát Tử Vân,
lúc này Gia Cát Tử Vân đã không thể nào nhúc nhích được nữa, khuôn mặt tràn ngập máu tươi. Thân thể uể oải, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, mấy cái răng của hắn cũng bị gãy, miệng đầy máu. Tuy rằng Lục Lâm Thiên ra tay đã lưu tình, thế nhưng lúc này dưới tình huống vạn người chú ý, cũng không phải thời điểm đánh chết Gia Cát Tử Vân này. Bất quá vừa rồi Lục Thiếu Du khống chế lực đạo một trưởng một quyền kia vô cùng tốt. Sợ rằng thương thế trên người Gia Cát Tử Vân này không có 3 năm, 2 năm sợ rằng cũng không có cách nào khỏi hắn. Núi không chuyển nước chuyển, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân mang theo sự thê lương nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật là mình đã bị thua. Mục tiêu của hắn chính là trở thành một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi của đại lục. Còn phải là vị trí gần đầu nhất, thế nhưng hiện tại hắn đã phải dừng bước ở vòng ngoài. Mà ngay cả diệt hồn thần cung hắn đạt được ở đại điện vụ tinh cũng không thể đánh bại đối thủ, không ngờ lại bại triệt để như vậy. Thanh âm vừa dứt, Gia Cát Tử Vân cũng chỉ có thể hậm hực đem ngọc giản trong người giao cho Lục Lâm Thiên. Dù sao hắn vẫn còn một chút lý trí, nếu như không giao ra ngọc giản mà nói, hắn biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó cho dù bị đánh chết cũng là do mình tự tìm lấy. Phá! Cạnh đó, một tiếng quát âm lãnh vang lên. Một tán tu vũ xuất bát trọng nhanh chóng thúc giục trưởng ấn đánh về phía Lục Vô Song. Mà thanh nguyệt kiếm trong tay Lục Vô Song lúc này mang theo từng đạo kiếm quang cùng với năng lượng thuộc tính trong thiên địa nhanh chóng nghênh đón trưởng ấn của tán tu kia. Phanh phanh! Thanh âm trầm thấp vang lên, kinh khí rung động khuếch tán. Thân thể xinh đẹp của Lục Vô Song đột nhiên bắn về phía trước, không để cho tán tu vũ xuất bát trọng kia có thời gian thở dốc. Thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng hiện lên trước người tán tu kia. Cánh tay mềm mại giơ lên, lập tức một đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào trên người tán tu kia. Phốc phốc, đạo trưởng ấn của Lục Vô Song nhìn qua cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng lại trực tiếp khiến cho vũ xuất bát trọng kia sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Mà thân thể hắn lúc này giống như bị đả kích mạnh mẽ, thân thể bay ngược về phía sau. Mạnh ghê, thực lực của nàng dường như đã thu liễm a. Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, thực lực của Lục Vô Song dường như so với Vân Hồng Lăng còn mạnh hơn một ít. Các hạ, thực lực của ngươi rất quỷ dị, chúng ta luận bàn một chút được không? Một thanh âm vang lên, đồng thời một thân ảnh áo xám hiện lên trước mặt Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Người vừa mới nói không phải là ai khác, mà chính là người thanh niên mặc áo bào xám mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu thực lực. Đông đông. Lúc này, trên quảng trường có một tiếng chuông du dương trầm thấp vang lên rồi quanh quẩn trong không trung. Các hạ, sợ rằng chúng ta không có cơ hội luận bàn rồi. Lần sau đi. Lục Lâm Thiên nói, thời gian ngày thứ 7 đã tới. Lúc này rốt cuộc thi đấu chọn ra top 10 đã chấm dứt. Thời gian 7 ngày đã tới. Tất cả những người dự thi đứng ở giữa sân. Đình chỉ giao thủ, sẽ có người tiến lên kiểm tra điểm tích lũy của các ngươi. Lúc này có một đại hán mặc hoàng bào của thiên địa các trên đài cao đi tới phía trước rồi nói. Rồi có không ít đệ tử thiên địa các đi lên quảng trường. Nhanh nhẹn kiểm kê điểm tích lũy của đám người dự thi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn toàn trường. Hiện giờ người còn lại trên quảng trường không ngờ chỉ còn 16 người. 7 ngày trước có hơn 5.000 người a. Ánh mắt nhìn qua 16 người, thế nhưng hơn phân nửa lại là người hắn quen biết. Khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong đám người hiện tại, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng ba tiểu nữ này đều có mặt. Bên cạnh đó còn có Lăng Thanh, Thánh Nữ của Thiên Các, Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, còn có Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông. Về phần 7 người khác ngoài thanh niên áo xám kia còn có nữ tử mặc y phục màu cam của Tứ Các Tứ Đảo cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có 3 tán tu, một đệ tử Tứ Các Tứ Đảo, một vũ xuất lục trọng của Hắc Sát Giáo không ngờ cũng may mắn trụ lại. Đệ tử Thiên Địa Các nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, kiểm tra tất cả ngọc giản trong tay Lục Lâm Thiên. Ngọc giản trong tay hắn cũng không ít, lại thêm số ngọc giản trên người Gia Cát Tử Vân vừa rồi là hơn 300 khối. Còn có ngọc giản trên người thanh niên hoa phục của thần Kim Các cũng không ít. Cho nên tổng cộng Lục Thiếu Du đoạt được 691 khối, thành tích này khiến cho đệ tử Thiên Địa Các vô cùng kinh ngạc. Không biết thập đại cường giả lần này sẽ là những ai? Ta thấy người mặc áo xanh kia nhất định là một người trong đó. Thực lực người này cực kỳ đáng sợ a. Ta cảm thấy nữ tử tu luyện độc công kia cũng ở bên trong. Thực lực của nàng ta cũng cường hãn dị thường.
Độc công trên người cũng không phải dễ chọc. Đừng quên thanh niên áo bảo xám kia, thực lực người này cũng cực kỳ cường hãn. Dù sao người có thể tồn tại cho tới bây giờ đều là cường giả a. Trên hòn đảo bốn phía, lúc này tiếng nghị luận không ngừng vang lên, thanh âm hội tụ tạo thành tiếng vang không nhỏ. Lúc này tất cả mọi người đều khẩn trương chờ kết quả. Ngày thứ bảy này, thập đại cường giả trong đám người trẻ tuổi rốt cuộc cũng xuất hiện. Có thể chứng kiến sự việc trọng đại này cũng khiến cho lòng người kích động. Sau khi kiểm tra ngọc giản dự thi của tất cả mọi người, đệ tử thiên địa các lập tức lui ra. Đem kết quả giao cho đại hán mặc hoàng bào của thiên địa các. Đồng thời cũng có đệ tử thiên địa các đem kết quả sao chép rồi đưa tới trước mặt các thế lực lớn. Kết quả trong tay đại hán mặc hoàng bào kia lập tức được chuyển cho Kình Linh Vương. Tất cả người trong thế lực lớn cùng Kình Linh Vương nhìn thấy kết quả này, sắc mặt lập tức khác nhau. Từ sắc mặt của mọi người không khó nhìn ra, Vân Khiếu Thiên là người có nụ cười sáng lạn nhất, mà đám người phi linh môn hiện tại cũng vui mừng, vẻ mặt kích động không ngớt. Có người vui mừng, có người sầu lo. Lúc này đám người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai rõ ràng cực kỳ không dễ chịu chút nào, thế nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Phong độ của nhất môn chi chủ cũng không thể làm mất a. Chư vị trưởng môn, kết quả này mọi người không có ý kiến gì chứ? Nếu như chư vị trưởng môn không có ý kiến vậy thì ta sẽ tuyên bố kết quả. Kình Linh Vương nhìn kết quả trong tay, sau đó nói với tất cả các sơn môn. Kết quả do thiên địa các thống kê đương nhiên chúng ta không có ý kiến. Vân Khiếu Thiên mỉm cười. Tại sao hắn lại có ý kiến cơ chứ? Lần này Vân Dương Tông thắng lớn a. Hai đệ tử tiến vào top 10, hai nhà đầu này không để cho hắn thất vọng chút nào. Mọi người cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tất cả đều vô cùng công bằng, thắng thua là do thực lực của chính mình cho nên bọn họ cũng không có ý kiến gì. Tất cả mọi người đã không có ý kiến, Kình Linh Vương chậm rãi đứng lên đi về phía trước, ánh mắt nhìn quảng trường cùng với hòn đảo bốn phía. Vô số ánh mắt lập tức tập trung vào Kình Linh Vương, kết quả sắp được tuyên bố. Lúc này, trong không gian vô cùng yên tĩnh. Chư vị, trải qua 7 ngày thi đấu, lần này bên trong cường giả trẻ tuổi đã trổ hết tài năng. Bất quá trước khi tuyên bố kết quả ta không thể không nói một câu. Lần thi đấu này quả thực khiến cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong những người trẻ tuổi cường giả như mây, quả thực chính là phúc của toàn bộ đại lục chúng ta. Thanh âm của Kình Linh Vương quanh quẩn trong không trung, đủ để khiến cho đám người chung quanh nghe được rõ ràng. Toàn trường bắt đầu có chút xôi trào, thế nhưng lại không có ai lên tiếng, tất cả đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Kình Linh Vương nhìn qua bốn phía rồi nói. Hiện tại ta sẽ tuyên bố kết quả. Lần này có chút đặc thù. Bên trong top 10 có hai người tên giống nhau, dựa theo điểm tích lũy từ thấp lên cao. Người tiến vào top 10 theo thứ tự là, Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn, Quỷ Sát Dương Quá, Lam Thập Tam của Thiên Địa Các, Tử Yên của Thiên Địa Các, Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, Lục Vô Song của Vân Dương Tông, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo. 10 người này tiến vào top 10. Kình Linh Vương vừa mới nói xong, từ bốn phía lập tức truyền đến tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tiếng gầm quanh quẩn thật lâu trong không trung không tiêu tán. Thập đại cường giả trong những người trẻ tuổi rốt cuộc cũng xuất hiện. 10 người này đủ để đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực đỉnh tiêm trong đại lục. Thế giới này đều tôn sùng cường giả. Thập đại cường giả trong đám người trẻ tuổi cũng đủ để mọi người điên cuồng, hâm mộ. Lần này trong thập đại cường giả đều là mỹ nữ tuấn nam càng khiến cho không ít người nhiệt liệt hô vang lên. Trong tiếng ầm ĩ bốn phái lúc này đã mơ hồ truyền ra tên của 10 người. Dương Quá tiên sinh tiến vào top 10, tiến vào top 10 rồi. Người hoàng gia đều kích động không thôi, nhất là hai tỷ muội hoàng gia lại càng thêm hưng phấn ôm chầm lấy nhau. Hóa ra hắn gọi là Quỷ Sát Dương Quá. Trên thính phòng trong quảng trường. Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Người này chính là Tuyệt Linh Vương của Tuyệt Linh Tông. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng lạnh lẽo, một cỗ sát ý trên người tràn ra. Ai? Trong Vân Dương Tông, Vũ trưởng lão ngồi đó khẽ thở dài. Tuy rằng Vân Dương Tông có hai người tiến vào trong top 10, quan hệ hai người đối với hắn cũng không phải cạn, trong nội tâm hắn lúc này cũng vô cùng cao hứng. Thế nhưng lúc này bất giác hắn lại nhớ tới khi trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nếu như đệ tử bảo bối kia của hắn có mặt ở đây mà nói, nhất định sẽ dễ dàng tiến vào top 10. Người tiến vào top 10 nghe kỹ,
ba ngày sau lại tiến hành thi đấu tranh đoạt bài danh thập đại cường giả. Quán quân sẽ được tiến vào thiên địa các chọn một kiện linh khí địa cấp. 9 người còn lại sẽ được lựa chọn một kiện linh khí huyền cấp. Thanh âm của Kình Linh Vương quanh quẩn trong quảng trường. Ngoài ra, thiên địa các ta quyết định, lần thi đấu này, ngoài một kiện linh khí địa cấp thiên địa các thưởng ra, quán quân còn có thể nhận được một khỏa Long Dương Linh Quả. Long Dương Linh Quả, đây chính là bảo bối tốt ha. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong lòng lập tức cả kinh. Long Dương Linh Quả này có lai lịch cực kỳ bất phàm. Nếu như tính toán thì giá trị của nó căn bản không cách nào đánh giá được. Mà loại Long Dương Linh Quả này linh giả rất khó gặp, không nghĩ tới bên trong thiên địa các lại có bảo bối như vậy. Long Dương Linh Quả. Nghe thấy vậy, lúc này sắc mặt đám cường giả trên đài cao lập tức biến đổi. Long Dương Linh Quả này không ngờ thiên địa các cũng cam lòng lấy ra. Quả thực là tài đại khí thô a. Sư phụ, Oánh tỷ. Trên quảng trường, đệ tử các môn các phái lập tức lui ra. Lục Tâm Đồng cũng trở về trong đội hình của Phi Linh Môn. Chúc mừng tiểu thư. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng, đám người Tả Thiên Khung, Linh Vũ song quái lập tức chúc mừng. Lần này coi như Phi Linh Môn đã nổi tiếng, trên mặt mọi người cũng rình ánh sáng a. Tốt lắm. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đứng dậy, nhìn bảo bối đệ của này của mình, trong nội tâm hắn cảm thấy vô cùng an ủi. Đệ tử này của hắn quả thực không kém, cũng không làm mất mặt của hắn. Khi tất cả các thế lực lớn cưỡi yêu thú phi hành bay đi, đám người vây xem bốn phía lập tức chậm rãi rời đi. Cả đám đều đang nghị luận về thập đại cường giả hiện tại. Lại càng tranh luận bài danh của 10 người này 3 ngày sau. Ai có thể có năng lượng vấn đỉnh quán quân thập đại cường giả này? Sắc trời vừa tối, đám người hối hả trở lại trong thành Cự Giang. Lục Lâm Thiên cùng với người hoàng gia cũng trở lại đình viện. Chúc mừng Dương Quá Tiên sinh tiến vào top 10. Trong đình viện, phụ tử hoàng gia vui vẻ nói. Cái này có chút may mắn mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Có thể tiến vào top 10 mà nói quả thực có chút vận khí. Khi đối phó với Lam Linh, huyết hồn ấn phát huy ra tác dụng tuyệt đối. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ phải tiêu hao vô cùng lớn. Đối phó với thanh niên thần kim các kia, cũng dựa vào sự lý giải của hắn về khôi lỗi cùng với linh hồn lực cường hãn mới thắng được. Về phần đối phó với Gia Cát Tử Vân, công kích của hồn linh khí địa cấp kia đơn thuần chỉ là linh hồn công kích cho nên mới giảm bớt rất nhiều phiền toái cho hắn. Bằng không mà nói, muốn đối phó với Gia Cát Tử Vân này hắn sẽ phải dùng toàn lực. Tiên sinh khiêm tốn rồi, thực lực của tiên sinh rõ như ban ngày a. Hoàng Đan nói, một lát sau Lục Lâm Thiên về tới phòng của mình, trước tiên bố trí một đạo cấm chế, lúc này Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng cùng với Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ mới xuất hiện. Lão đại, đệ quả thực buồn bực muốn chết. Tiểu Long xuất hiện lập tức hóa thành hình người, thanh âm mang theo sự kháng nghị nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, kết quả thi đấu sao rồi? Tiến vào top 10, 3 ngày sau bắt đầu thi đấu tranh đoạt bài danh. Lục Lâm Thiên nói đại khái với Tiểu Long một chút. Lão đại, linh khí địa cấp này huynh sẽ không bỏ qua chứ? Còn có Long Dương Linh Quả kia, trong trí nhớ truyền thừa của đệ cũng có nói tới. Đó không phải là phàm vật a. Tiểu Long lắc lư cái đầu nhỏ rồi nói. Lúc này nó đã đột phá tới lục giai hậu kỳ, thời gian hóa thành hình người cũng dài hơn không ít. Duy trì liên tục mấy ngày cũng không thành vấn đề. Khó. Lục Lâm Thiên nói, linh khí địa cấp, Long Dương Linh Quả, Lục Lâm Thiên đương nhiên rất muốn. Thế nhưng Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng, trong thi đấu lần này, không ít người căn bản chưa từng toàn lực ra tay. Hắn muốn đoạt quán quân. Dựa vào tu vi linh lực tuyệt đối không có khả năng thành công. Dưới cấp độ tu vi hiện tại, Lam Thập Tam, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Các, Lăng Thanh kia chỉ sợ không chỉ là Linh Vương cùng Vũ Vương nhất trọng. Luận con bài chưa lật, hắn có con bài chưa lật thì người khác sao lại không có. Trên đường đi Lục Lâm Thiên cũng đã nghĩ tới, trừ phi mình bộc lộ ra thân phận Linh Vũ song tu, đến lúc đó mới có thực lực tranh giành. Thế nhưng chỉ một kiện linh khí địa cấp cùng Long Dương Linh Quả kia, hắn bạo lộ thân phận Linh Vũ song tu có đáng giá hay không? Tiểu tử, Long Dương Linh Quả ngươi nhất định phải đoạt lấy. Đúng lúc này, trong đầu Lục Lâm Thiên có một thanh âm vang lên. Sư phụ, người tỉnh rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, nhanh chóng hỏi. Ta tỉnh vài ngày rồi. Trong lúc thi đấu 7 ngày qua, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Thánh thủ Linh Tôn không hiện thân,
thế nhưng thanh âm vẫn vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Sư phụ, phải đoạt được quán quân mới thu được Long Dương Linh Quả a. Quả thực có chút khó khăn, những người còn lại thực lực đều rất mạnh. Dùng thân phận linh giả này của con, sợ rằng không cách nào đoạt được vị trí thứ nhất. Lục Lâm Thiên nói, mấy người còn lại, có vài người thực lực không tệ. Bất quá dùng tu vi linh giả không được, chẳng lẽ không dùng được tu vi vũ giả sao? Dùng tu vi vũ giả của ngươi, muốn lấy thứ nhất tuyệt đối không thành vấn đề. Thánh thủ Linh Tôn nói, đệ tử sợ bạo lộ linh vũ song tu sẽ có phiền phức kéo tới. Lục Lâm Thiên có chút lo lắng nói, bạo lộ thân phận linh vũ song tu quả thực có chút phiền phức. Bất quá băng vào thực lực của ngươi bây giờ cùng với bất diệt huyền thể, cho dù bạo lộ thì có sao. Chỉ cần không bạo lộ việc ngươi có thể thôn vệ chân khí cùng linh lực thì phiền toái cũng không quá lớn. Đệ tử của ta cũng không thể cứ sợ đầu sợ đuôi mãi như vậy được. Muốn thắng cũng phải thắng cho đẹp. Thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Lâm Thiên nói, xem ra vào thời điểm nhất định cũng chỉ có thể bạo lộ thân phận linh vũ song tu. Lục Lâm Thiên lại hỏi. Sư phụ, vì sao đệ tử phải nhất định đoạt được Long Dương Linh Quả? Ngươi có biết rõ lai lịch của Long Dương Linh Quả không? Thánh thủ Linh Tôn không có trả lời Lục Lâm Thiên mà lại hỏi ngược lại Lục Lâm Thiên lai lịch của Long Dương Linh Quả. Lục Lâm Thiên biết rõ sư phụ đang khảo nghiệm hắn có chuyên tâm nghiên cứu thiên linh lục hay không, hắn lập tức trả lời. Long Dương Linh Quả chính là một loại linh quả cực kỳ thưa thớt. Nghe nói mấy ngàn năm mới có thể thành thục, cũng chỉ có khu vực nơi Long tộc sinh hoạt mới có loại quả này. Cho dù có cũng là bảo vật của Long tộc, cho dù người khác có tốt đến đâu muốn lấy cũng khó như lên trời. Đồn rằng nếu như Linh Vương Cửu Trọng thu được thứ này thì sẽ trực tiếp đột phá tới Linh Tôn. Chỗ tốt với linh hồn lực càng lớn. Không tệ. Nghe Lục Lâm Thiên trả lời, Thánh thủ Linh Tôn thản nhiên nói. Long Dương Linh Quả này chỉ có trong khu vực Long tộc sinh hoạt mới có thể có. Bất quá ta bảo con nhất định phải lấy là bởi vì ta nghĩ tới một biện pháp trị liệu thương thế cho nam thúc của con. Mà Long Dương Linh Quả này không phải là vật phàm, cho nên con nhất định phải đoạt tới tay. Sư phụ, người nói là người có biện pháp khôi phục thương thế cho nam thúc sao? Lục Lâm Thiên lập tức mừng rỡ hỏi. Chỉ là một nửa biện pháp mà thôi. Ở điểm này tạo nghệ của nam thúc con so với ta còn cao hơn. Có lẽ hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp. Bất quá Long Dương Linh Quả này là vật tuyệt đối cần thiết. Thánh thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, con biết rõ nên làm như thế nào rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kích động, Long Dương Linh Quả này không ngờ lại hữu dụng với thương thế của nam thúc. Vậy thì bất kể như thế nào hắn cũng phải đoạt lấy. Cho dù lừa gạt hay làm gì cũng được, huống chi lần này chỉ cần bại lộ thân phận linh vũ song tu mà thôi. 3 ngày sau, chính con phải cố gắng lên. Trong thành Cự Giang này có cường giả, dùng trạng thái của ta không nên lộ diện, nhớ kỹ. Đệ tử của ta, muốn thắng cũng phải thắng cho đẹp. Đừng làm lão tử mất mặt. Thanh âm Thánh thủ Linh Tôn chấm dứt sau đó không lên tiếng nữa. Lão đại, huynh làm sao thế? Tiểu Long thấy lão đại sững sờ đứng một chỗ, lập tức hỏi. Không có gì, linh khí địa cấp cùng Long Dương Linh Quả lão đại đệ quyết định phải đoạt lấy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, đều là đồ tốt a. Tiểu Long chớp mắt, trong mắt hiện lên chút tham lam. Sau khi để Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ điều tức, Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu suy tư không ít vấn đề. Điều đầu tiên, đối thủ của hắn cũng không ít, điều khiến cho Lục Lâm Thiên bận tâm nhất lúc này chính là 4 người nọ. Thứ nhất Lục Thiếu Du vẫn luôn cố kỵ Lăng Thanh, từ trong miệng Kình Linh Vương kia Lục Thiếu Du biết được, Lăng Thanh này sau này phải gọi là Lăng Thanh Tuyền. Trên Đại Hội Tam Tông Tứ Môn là Lăng Thanh, trên Đào Hoa Yến là Lăng Tuyền. Còn lần này, Linh Vũ Giới kia chỉ sợ đã bắt đầu hiện thân. Linh Vũ Giới này luôn nhìn chằm chằm vào Vô Tự Thiên Thư của Lục gia. Sợ rằng không có mưu đồ là chuyện không có khả năng. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ được quá nhiều. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn chính là đoạt lấy Long Dương Linh Quả. Về phần linh khí địa cấp thì Lục Lâm Thiên cũng không coi trọng như Long Dương Linh Quả. Linh khí địa cấp tuyệt đối bất phàm, thế nhưng hiện tại trên người hắn đã có một kiện linh khí địa cấp phi hành. Tử Lôi Huyền Đỉnh lại là thần khí, tăng thêm huyết lục sau này cũng có thể tấn chức làm thần khí. Cho nên bởi vì tác dụng của Long Dương Linh Quả với thương thế của Nam Thúc cho nên hắn rất coi trọng nó.
Về phần đối thủ thứ hai, Lục Lâm Thiên cũng luôn chú ý tới thánh nữ Tử Yên của Thiên Các kia. Thực lực của nàng này so với Lam Thập Tam sợ rằng còn mạnh hơn một chút. Thứ ba chính là Lam Thập Tam, còn người cuối cùng hắn cố kỵ chính là người áo xám cũng gọi là Dương Quá kia. Người này không ngờ cũng tên là Dương Quá khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Mà thực lực người này Lục Thiếu Du vẫn luôn không đoán ra. Thế nhưng tuyệt đối cực kỳ cường hãn, có lẽ không dưới Lam Thập Tam, chỉ là không biết hắn có còn bài chưa lật hay không. Lam Thập Tam kia thân là Thánh Tử Thiên Các, tuyệt đối sẽ có. Ngoài bốn người này ra, Lục Lâm Thiên cũng phải bận tâm tới mấy người khác. Mà tiểu độc Lục Tâm Đồng này, Lục Lâm Thiên vô cùng hiểu rõ thực lực của nàng. Nếu như thúc dục ra Xích Kim Độc Chu, uy lực không giống bình thường. Nếu như hắn đối phó với nàng, chỉ bằng thực lực linh giả, ai thắng ai thua, sợ rằng không nhất định. Có lẽ bản thân hắn còn rơi vào thế hạ phong. Mà đổi lại Nguyên Nhược Lan cùng với Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo kia, Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Nguyên Nhược Lan chính là vũ giả tứ hệ, mấy năm trước hắn cũng đã giao thủ. Thực lực tuyệt đối cường hãn, mà Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo này Lục Thiếu Du cũng từng chú ý qua, thực lực không kém chút nào. Cuối cùng còn lại Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên nghĩ cũng không dễ dàng. Bất quá hai người này cũng khiến cho áp lực trên người Lục Thiếu Du nhỏ hơn một chút. Tóm lại thực lực 9 người đủ để đại biểu cho những người có thực lực đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi ở Đại Lục. Long Dương quả nhất định phải đoạt được, linh khí địa cấp cũng không thể bỏ qua. Nếu như không được thì phải bại lộ thân phận Linh Vũ Song Tu, muốn thắng lần này quả thực phải điên cuồng một chút. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Khi trước sư huynh sát phá quân của hắn một mình đối đầu với 9 đại cường giả khiến cho cả đại lục khiếp sợ. Mà 3 ngày sau nếu như hắn có thể làm được tới bước kia như sát phá quân thì khi đó tuyệt đối cũng khiến cho toàn bộ đại lục sôi trào. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thu hồi tạp niệm, nhanh chóng điều tức. Thi đấu 7 ngày vừa qua cũng khiến hắn tiêu hao không ít. 3 ngày sau thi đấu bài danh, hắn cũng cần khôi phục tới trạng thái đỉnh phong mới được. Đối với thi đấu bài danh 3 ngày sau này, trong nội tâm Lục Thiếu Du cũng vô cùng chờ mong. Dù sao hắn cũng là thanh niên, có thể chiến một trận với những cường giả trẻ tuổi khác trên đại lục, Lục Thiếu Du làm sao không muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc tới đâu rồi cơ chứ. Đêm đến, vầng trăng xuất hiện trên không trung. Trong thành Cự Giang hiện tại vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Tửu điếm, trà lâu cùng với trên đường cái hiện tại đều đang nghị luận về thập đại cường giả. Danh tự 10 người này cũng nhanh chóng truyền ra. Thân phận cùng tư liệu 10 người lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Nước miếng cả đám bắn tứ tung. Đối với thi đấu bài danh 3 ngày sau lúc này mọi người cũng vô cùng chờ mong. Thế nhưng trong lòng mọi người hiện tại, coi như là người thực lực không cao cũng hiểu rõ. Thi đấu bài danh 3 ngày sau mới thực lực là náo nhiệt, mới thực sự là thi đấu của những cường giả đỉnh phong trẻ tuổi trong đại lục. Trong thành Cự Giang, trước những cửa hàng đặt cược, lúc này có không ít người thắng trắng đêm xếp hàng. Có người mừng có người lo. Đặt cược người tiến vào top 10, số người thua không ít, thế nhưng người thắng cũng không ít. Bây giờ tất cả mọi người lại đang bận rộn đặt cược bài danh trong top 10. Tư liệu 10 người lúc này cũng đã sớm được bày ra. Xem tư liệu kỹ càng khiến cho không ít người líu lưỡi. Trong đám người đặt cược thì không ngờ Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn lại là người được đặt nhiều nhất. Bởi vì số điểm của nàng tích lũy cao nhất cho nên cũng trở thành cửa được đại bộ phận người đặt nhiều nhất. Mà tỷ lệ bên trong cũng vô cùng đa dạng, tỷ lệ đặt cược mỗi người như thế nào, tất cả đều vô cùng rõ ràng, trên trăm loại A. Quả thực khiến cho người ta nhìn vào choáng váng. Bất quá đối với những người đặt cược mà nói, bọn họ đã nghiên cứu kỹ rồi. Trong thành Cự Giang náo nhiệt lúc này trong một đình viện yên tĩnh, chính là nơi Lan Lăng Sơn Trang trú chân. Lúc này một trưởng lão linh vương của Lan Lăng Sơn Trang đang kiểm tra thương thế cho Gia Cát Tử Vân trên giường. Tề trưởng lão, thương thế của Tử Vân thế nào? Một lát sau, Gia Cát Tây Phong nói, sắc mặt hắn cực kỳ lo lắng. Dù sao thương thế của Gia Cát Tử Vân hắn cũng có thể nhìn ra được một hai. Trang chủ, thương thế của thiếu trang chủ không nhẹ, sợ rằng không có 2 đến 3 năm khó mà khôi phục. Chỉ sợ cũng khó bảo đảm được sau này có ảnh hưởng tới tu vi của thiếu trang chủ hay không. Quỷ sát Dương Quá kia ra tay quả thực ngoan độc. Lúc này trưởng lão linh vương kia ngẩng đầu nói. Hay cho quỷ sát Dương Quá không ngờ lại ra tay nặng như vậy, quả thực không đặt Lan Lăng Sơn Trang ta vào trong mắt mà.
Một trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang cả giận nói. Lỗ trưởng lão, quỷ sát Dương Quá kia ra tay đối với ai cũng không lưu tình chút nào. Hắn có thể làm được như vậy đã là cho Lan Lăng Sơn Trang chúng ta mặt mũi rồi. Thế nhưng người này ra tay quả thực rất nặng. Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn về phía Gia Cát Tử Vân rồi nói. Tử Vân, con quá sao động, ta đã sớm nói với con rồi, dùng thực lực của con vốn đủ để tiến vào top 10. Thế nhưng không ngờ lại chiến cùng quỷ sát Dương Quá kia một trận, hiện tại ăn quả đắng như vậy. Trải qua lần này có lẽ con cũng đã hiểu, trên đường tu luyện, cường giả trong đám người trẻ tuổi không thiếu. Về sau tính cách con nên sửa chữa một chút, chút thương thế ấy đối với người khác có lẽ khó trị, thế nhưng đối với Lan Lăng Sơn Trang chúng ta mà nói không thể tạo thành phiền toái quá lớn. Nếu như con có thể tiếp thu lần giáo huấn này mà sửa đổi tính cách của mình thì cũng có giá trị. Cha, con biết rồi. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân lúc này vẫn tái nhợt không chút huyết sắc. Sau khi ăn vào một đống đan dược thế nhưng sắc mặt hắn trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm hắn lúc này lại đang lan tràn một cỗ hàn ý. Quỷ sát Dương Quá kia hắn tuyệt đối không thể buông tha. Ai, không nghĩ tới lần này nhiều hắc mã như vậy. Không ít cường giả trẻ tuổi a. Nhìn nhi tử mình, Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài nói. Gió đêm mang theo hàn ý thổi qua, trong đình viện nơi Vân Dương Tông đặt chân, lúc này Vân Khiếu Thiên cùng với đám người Vân Dương Tông ngồi trong phòng nhỏ, cả đám đều vô cùng cao hứng. Lần này trong Vân Dương Tông có hai người tiến vào thập đại cường giả. Quả thực là chuyện ngoài ý muốn, chúng trưởng lão lúc này như được thơm lây, không ngừng chúc mừng Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng. Đặc biệt là Tạ trưởng lão, ánh mắt mang theo sự vui vẻ. Đệ tử Vô Song của nàng tiến vào top 10. Về sau địa vị của nàng tại Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ được đề cao không ít. Sư bá, sao người cứ giàu dĩ như vậy? Vân Hồng Lăng nhìn thấy sắc mặt phủ trưởng lão không tốt, liền hỏi. Ta không sao, hai người các con tiến vào top 10, ta cao hứng còn không kịp nữa là. Vũ Ngọc Tiền nhanh chóng mỉm cười nói với Vân Hồng Lăng. Đám người Vân Dương Tông lúc này đều biết rõ trong lòng Vũ Ngọc Tiền đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới Vũ Ngọc Tiền lại lo lắng cho đệ tử như vậy. Phần tình cảm này so với phụ tử còn hơn nhiều. Thế nhưng lúc này mọi người cũng không biết nên nói cái gì, càng không muốn nhắc tới người nọ. Miễn làm ảnh hưởng tới thành tích 3 ngày sau của Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Vô Song, Hồng Lăng, thi đấu bài danh 3 ngày sau hai con nhất định phải cẩn thận. Đừng làm mình bị thương, có chừng mực là được rồi. Tiến vào top 10 Vân Khiếu Thiên đã cực kỳ thỏa mãn. Dùng thực lực của nhị nữ, Vân Khiếu Thiên cũng nhìn ra. Muốn tranh đoạt vị trí cao sợ rằng không dễ, thực lực của nhị nữ có lẽ tiến vào top 10 đã không tồi. Trong một khách điếm náo nhiệt, lúc này dưới bầu trời đêm, trên nóc nhà có một thanh niên áo sam đang ngồi xếp bằng. Thanh niên này chính là người có tên Dương Quá trùng với thân phận kia của Lục Thiếu Du. Lúc này Dương Quá này đang nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ ở nơi nào? Tỷ có biết đệ đang đi tìm tỷ hay không? Bây giờ tỷ xuất hiện có được không? Đệ rất nhớ tỷ. Thanh âm thì thào quanh quẩn trong không trung, thế nhưng lại không có ai nghe thấy được. Mà Dương Quá này lại luôn ngồi trên nóc nhà, thân thể không nhúc nhích một chút nào. Mỹ Vi, lần này tứ các tứ đảo chỉ có mình con tiến vào top 10. Thi đấu bài danh 3 ngày sau con nhất định phải cố gắng. Trong một đình viện nơi Thiên Vân đảo đặt chân, có một nữ tử mặc cung trang màu hồng khẽ nói. Nữ tử này mang theo 3 phần kiều mị, ước chừng 35 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, dưới bộ cung trang màu hồng chính là bộ ngực đầy đặn, thứ hấp dẫn người khác nhất chính là ánh mắt của nàng, vô cùng mị hoặc, quanh người nàng trong lúc vô hình có một cỗ khí tức mạnh mẽ. Người này chính là đảo chủ Thiên Vân đảo, Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Sư phụ, con biết rồi, thế nhưng thực lực của những người khác cũng không kém, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Bên người Mộ Dung Lan Lan. Nữ tử mặc y phục màu lam khẽ nói. Niên kỷ của nàng chừng 16, nhìn qua quả thực giống như tỷ muội cùng với sư phụ nàng. Ánh mắt như minh châu, làn da như ngọc, trong mắt bắn ra sự tùy mị không nói nên lời, dường như khiến cho người khác nhìn vào không khỏi yêu thương. Xinh đẹp mà không tầm thường, luận dung mạo không kém chúng nữ Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song. Dùng thực lực của con, vốn vi sư muốn con đoạt được vị trí thứ nhất, để cho đám người tam tông tứ môn. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang nhìn xem. Thế nhưng lần này quả thực cường giả không ít,
thánh nữ Tử Yên của Thiên Các cùng với Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới kia, hai người này che giấu thực lực quá sâu, sợ rằng sẽ không dưới con. Bất quá bằng vào thực lực của con cũng có tư cách tiến vào top 3. Lần này, hãy để cho mọi người biết rõ thực lực của Thiên Vân Đảo chúng ta. Mộ Dung Lan Lan khẽ nói, trong lúc nàng nói chuyện cũng toát ra một loại mị hoặc không nói lên lời. Đệ tử sẽ cố hết sức, đệ tử cũng muốn biết trong đám người đồng lứa rốt cuộc đệ tử còn có bao nhiêu đối thủ. Đạm Đài Tuyết Phi khẽ nói, trong mắt có một cỗ chiến ý tràn ra. Trong một đình viện tinh xảo khác, trong sảnh, có một lão giả Trừng Lục Tuần đang ngồi đó, làn da của người này hồng nhuận, ánh mắt linh hoạt khiến cho người khác nhìn vào linh hồn không khỏi run lên. Người này chính là Kình Linh Vương của Thiên Địa Các. Kình Linh Vương ngồi ở dưới, ở trên chủ vị là Lam Thập Tam cùng với Tử Yên, dường như địa vị của hai người này còn cao hơn Kình Linh Vương, ngoại trừ ba người này ra, bên trong cũng có không ít cường giả khác đang ngồi. Thánh nữ, thánh tử, thi đấu bài danh ba ngày sau, hai người có nắm chắc không? Kình Linh Vương nhìn hai người Tử Yên, Lam Thập Tam rồi nói. Lăng Thanh của Linh Vũ Giới, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo đều có thực lực không tầm thường. Tử Yên lúc này vẫn mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt trên người, tư thái yêu nhã, thướt tha cũng đủ khiến cho vô số người mộng tưởng. Còn có Dương Quá kia, che giấu cũng rất sâu a. Lam Thập Tam nói. Thánh tử, thánh nữ, đừng quên quỷ sát Dương Quá kia cùng với lục tâm đồng của Phi Linh Môn, thực lực hai người này cũng không thể khinh thường. Kình Linh Vương nói. Quỷ sát Dương Quá kia dường như không sợ linh hồn công kích, quả thực có chút quỷ dị. Lam Thập Tam nói. Không có ai là không sợ linh hồn công kích cả. Gia Cát Tử Vân kia thi triển hồn linh khí địa cấp, ta hoài nghi trên người quỷ sát Dương Quá kia cũng có một kiện hồn linh khí địa cấp phòng ngự. Tử Yên khẽ nói, trong đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc. Tóm lại, lần này so với 30 năm trước, cường giả trẻ tuổi nhiều hơn không ít. 30 năm trước, sát phá quân một mình đấu 9 người khác cũng chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Còn lần này bằng vào thực lực Vũ Vương nhị trọng mà muốn đoạt được vị trí thứ nhất, quả thực là không đủ. Kình Linh Vương nói xong, lại nói tiếp. Thánh nữ, thánh tử, các chủ truyền tới tin tức. Sau khi thi đấu chấm dứt, thánh tử thánh nữ phải lập tức bế quan tu luyện. Thời gian đã không còn nhiều lắm, nhất định phải đột phá Vũ Tôn cùng Linh Tôn trước khi nơi kia mở ra. Biết rồi. Tử Yên, Lam Thập Tam khẽ đáp, trở thành thánh tử, thánh nữ của Thiên Địa Các chính là mơ ước của bao nhiêu người. Thế nhưng chỉ có bọn họ mới biết được. Lúc này áp lực trên vai bọn họ nhiều tới mức nào. Thánh nữ, thánh tử, mấy ngày này hai người trước tiên đều tức đi. Đặc biệt là thực lực của thánh nữ, một khi bộc lộ ra hết, có lẽ muốn đoạt được vị trí thứ nhất không thành vấn đề. Tám người kia, hẳn không có ai có thể chống lại. Trừ Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới kia may ra thì có sức liều mạng. Kình Linh Vương nói, Lăng Thanh Tuyền kia là của ta. Chiến ý trong mắt Lam Thập Tam bắn ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thành Cự Giang, ban ngày lẫn ban đêm đều vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng trong lúc náo nhiệt như vậy cũng không có ai dám nháo sự. Đi mòn gót giày không thấy, quỷ sát Dương quá, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong một đình viện khác, tiếng phẫn nộ của Tuyệt Linh Vương vang lên. Bàn tay đập xuống mặt bàn đá, chiếc bàn đá lập tức vỡ nát. Tuyệt Linh Vương! Hiện tại trong thành Cự Giang không được động thủ. Chúng ta cũng không có cách nào động vào tiểu tử kia được. Bên người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng cũng vô cùng tức giận nói. Thực lực tiểu tử kia cũng khó đối phó. Khoái Kiếm Vương cũng ở trong đó, sắc mặt ba người lúc này vô cùng khó coi. Hiện tại không thể động thủ, ba ngày sau tiểu tử kia chắc hẳn sẽ rời khỏi thành Cự Giang, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy trốn. Tuyệt Linh Vương lạnh nhạt nói. Sát ý trong mắt đậm đặc. Hắn khổ sợ gây dựng Tuyệt Linh Tông, thế nhưng hiện tại lại suy tàn. Không giết Dương quá kia mối hận trong lòng hắn khó mà tiêu tán. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, giống như cát chảy, đảo mắt đã qua hai ngày. Phù! Trong phòng, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên thu lại, từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. Hai ngày điều tức, thể xác và tinh thần hắn đều đã được điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Một lát sau, Lục Lâm Thiên hộ tống ba phụ tử hoàng gia dạo phố. Ngày mai là ngày thi đấu, Lục Lâm Thiên cũng không có ý định điều tức cho nên ra ngoài thư giãn một chút. Trên đường,
tỉ muội Hoàng gia một trái một phải đi cạnh Lục Lâm Thiên, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Hoàng Đan xem như đối với Thành Cự Giang là người quen thuộc nhất cho nên luôn miệng giới thiệu mỗi con đường mà mấy người đi qua. Nhị nữ này cũng thi thoảng ghé vào một ít cửa hàng trên đường xem xét một ít đồ trang sức. Một lát sau, bên ngoài một điểm đặt cược, Hoàng Chí Lương dừng chân bên ngoài, dường như cực kỳ động tâm. Hoàng gia chủ, người cũng có hứng thú sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua điểm đặt cược khẽ mỉm cười nói. Có cơ hội như vậy ta cũng muốn thử một lần. Ta muốn đặt cược cho Dương Quá tiên sinh một chút, xem như ủng hộ 1-2A. Hoàng Chí Lương cười nói. Ta cũng có hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Lâm Thiên cũng muốn vào nhìn thử xem tỷ lệ đặt cược của mình như thế nào. Hóa ra tiên sinh cũng có hứng thú, vậy thì chúng ta mau vào xem. Hoàng Đan mỉm cười, bộ ngực sữa trên người như ẩn như hiện, toàn thân có một cỗ vũ mị không nói lên lời. Bốn người đi vào trong cửa hàng, trong lúc vô hình chung quanh Lục Lâm Thiên có một cỗ khí lưu khiến cho không ai có thể nhận ra hắn. Diện tích cửa hàng đặt cược này không nhỏ, bên trong lúc này đã chật ních, trên vách tường bốn phía đang treo tư liệu cùng với hình vẽ mấy người tham dự. Lục Tâm Đồng, Linh Vương Nhất Trọng, Đại Tiểu Thư Phi Linh Môn. Là đồ đệ của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, độc công quỷ dị, là người có điểm tích lũy cao nhất trong 7 ngày vừa qua. Dự đoán đạt thứ nhất, tỷ lệ đặt cược 5 ăn 1. Bài danh thứ 2, 3 ăn 1, bài danh thứ 3 1 ăn 1. Quỷ sát Dương Quá, Linh Vương Nhất Trọng, tán tu, tinh thông khôi lỗi cùng khống thú, điểm tích lũy cao thứ 2, bài danh thứ nhất tỷ lệ 8 ăn 1, bài danh thứ 2 4 ăn 1. Nhìn hai bức hình này, Lục Lâm Thiên khẽ cười. Không nghĩ tới mình lại có tỷ lệ đặt cược như vậy. Tỷ lệ đặt cược không cao a. Xem ra điểm tích lũy càng cao tỷ lệ cược lại càng thấp. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chăm chú vào chung quanh. Thánh nữ Thiên Các, Lam Thập Tam, Lăng Thanh, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Đạm Đài Tuyết Phi đều có tư liệu ở bên trong. Dương Quá, thực lực không rõ, lai lịch không rõ. Vũ giả thổ hệ, dự đoán bài danh thứ nhất, 6 ăn 1. Đạm Đài Tuyết Phi. Đệ tử đảo chủ Thiên Vân đảo Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, thực lực không rõ, dự đoán bài danh thứ nhất, 250 ăn 1. Lục Vô Song, Vũ Xuất Cửu Trọng, Vũ Giả Mộc Hệ, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, dự đoán bài danh thứ nhất, 280 ăn 1. Vân Hồng Lăng, Vũ Xuất Cửu Trọng, Vũ Giả Thủy Hệ, Mộc Hệ, Phong Hệ. Đại tiểu thư Vân Dương Tông, dự đoán xếp thứ nhất, 1 ăn 300. Xem hết giới thiệu về tư liệu người dự thi. Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, quả thực tư liệu này thu thập khá đầy đủ. Tiên sinh, người thấy thế nào? Có muốn đặt cược một phen hay không? Hoàng Hân dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ sờ mũi rồi mỉm cười nói. Đánh bạc nhỏ nuôi sống gia đình, đánh lớn làm giàu. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, tỉ muội Hoàng gia khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên hai người nghe một lời ngụy biện như vậy. Hoàng Đan nói. Tiên sinh, ta vẫn đánh bạc nhỏ thì hơn, đặt cược ngàn vạn là chuyện rất bình thường, cho dù là hàng ức cũng thường xuyên xuất hiện. Hoàng Đan nói, như vậy đi, ta cấp cho mấy người, đến lúc đó thắng thì các ngươi được hai thành, nếu thua thì coi như ta không may, toàn bộ đều do ta trả. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với tỉ muội Hoàng gia, vậy thì tiên sinh sẽ phải chịu thiệt không nhỏ. Hoàng Đan nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, không tính là thiệt thòi. Hoàng Đan tiểu thư không ngại nói cho ta nghe một chút xem, nàng định đặt vào cửa nào. Lục Lâm Thiên nói, ta định đặt cho Thánh Nữ Thiên Các cùng với tiên sinh và người cùng tên với tiên sinh, tổng cộng 3 người. Không biết tiên sinh định đặt như thế nào, so với ta thì tiên sinh càng rõ ràng hơn thực lực bọn họ, ta nghe theo tiên sinh. Hoàng Đan mỉm cười, thấp giọng nói. Lục Lâm Thiên khẽ cười, nhãn lực của Hoàng Đan coi như không tệ, bất quá có một ít người che giấu thực lực. Dựa vào thực lực của nàng còn không có cách nào nhìn ra. Ánh mắt nhìn qua tỷ lệ đặt cược, Lục Lâm Thiên nói. Như vậy đi, ta có đề nghị, đặt cược cho Thánh Nữ Thiên Các và Lăng Thanh tuyển thứ hai. Vì sao không đặt thứ nhất? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Hoàng Đan cùng Hoàng Hân đều vô cùng nghi hoặc. Thứ nhất tỷ lệ đặt cược quá thấp, cho nên không thu được lợi lớn. Lục Lâm Thiên khẽ cười, bản thân hắn định đoạt vị trí thứ nhất này. Nếu như mua chính mình mà nói, tỷ lệ đặt cược quá thấp, căn bản không bỏ. Nếu như đúng như tính toán của hắn,
vị trí thứ nhất là của hắn, thì vị trí thứ hai này sợ rằng chỉ ở trên người Thánh Nữ Thiên Các và Lăng Thanh Tuyền mà thôi. Về phần thứ ba, Lục Thiếu Du vốn cũng nghĩ tới việc đặt vị trí thứ ba này, hơn phần nửa sẽ đặt vào người Lam Thập Tam, Dương Quá, Đạm Đài Tuyết Phi, còn có Lục Tâm Đồng. Thế nhưng tỷ lệ đặt cược thứ ba của Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng quá thấp. Đạm Đài Tuyết Phi và Lam Thập Tam cũng không cao, cho nên sau khi suy nghĩ lại hắn cũng chỉ có thể buông tha mà thôi. Đương nhiên, đặt vào hai người Tử Yên và Lăng Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên cũng không dám cam đoan, thế nhưng nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì cũng có bảy thành. Vậy thì Dương Quá tiên sinh định đặt bao nhiêu? Hoàng Đan trợn mắt, mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta nhìn xem. Tâm thần Lục Lâm Thiên nhanh chóng rót vào nhẫn chữ vật rồi nói. Ta đặt 40 tỷ kim tệ. Cái gì, 40 tỷ kim tệ? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, sắc mặt nhị nữ hoàng gia đại biến. 40 tỷ kim tệ, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tổng cộng là 80 tỷ kim tệ, cho dù bán hoàng gia mấy lần cũng khó thu được số tiền này. Huống chi đặt cược phải dùng tiền mặt. Sao nào, chẳng lẽ nơi này không cho đặt lớn như vậy sao? Lục Lâm Thiên hỏi, những năm này hắn không ngừng vơ vét, mấy thứ linh tinh cùng với kim tệ trên người khá nhiều. Nếu chiếu theo tỷ lệ đặt cược trên người Lăng Thanh và Thánh Nữ Tử Yên, nếu thắng thì hắn chỉ thua 40 tỷ kim tệ, thế nhưng cũng thắng mấy vạn ức kim tệ. Vậy cũng không phải, sau lưng những cửa hàng đều có thế lực lớn, chỉ cần tiên sinh chịu đặt cược, bọn họ sẽ dám thu. Chỉ là lần này tiên sinh cược quá lớn rồi. Hoàng Đan phục hồi tinh thần rồi nói, thế nhưng trong lòng khó có thể bình phục được. Một lát sau, trong thành Cự Giang truyền ra tin tức khiếp sợ. Hai nữ tử mỹ mạo trong một điểm đặt cược ra tay bất phàm. Mỗi người đặt trên 40 tỷ kim tệ, tin tức này giống như một quả bom khiến cho vô số người kinh hãi. Lần đặt cược này của hai nàng quả thực khiến cho vô số người mở rộng tầm mắt. Cược lớn như vậy khiến cho tất cả đám người đặt cược hỏi thăm, thế nhưng cửa hàng đặt cược kia đã sớm phong tỏa tin tức, bất quá sinh ý của cửa hàng kia lại càng thêm nóng bỏng. Không ít người chịu ảnh hưởng của tin tức này không ngờ lại có vô số người tiến tới đặt cược. Dương Quá tiên sinh, nếu thua chúng ta thua 80 tỷ kim tệ đó. Tiên sinh có mấy thành nắm chắc. Nhớ tới việc Lục Lâm Thiên đặt 80 tỷ kim tệ, Hoàng Chí Lương cũng vô cùng lo lắng. Đây tuyệt đối là con số cực lớn. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Hoàng gia chủ, ta thấy ngươi cũng mua không ít, không biết ngươi đặt vào ai. Hắc hắc. Hoàng Chí Lương cười hắc hắc nói. Ta thấy Dương Quá tiên sinh mua nhiều như vậy, ta cũng đặt vào người Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới và Thánh Nữ Thiên Các kia 3.000 vạn. Còn phần Dương Quá tiên sinh thì đặt 1.000 vạn, nếu như Dương Quá tiên sinh đạt được thứ nhất thì có thể nhận được 800 ngàn. Lúc này không ngờ Hoàng Chí Lương cũng liều một phen, thoáng cái đặt cược 7.000 vạn kim tệ, đây quả thực là một bút lớn. Tuy rằng Hoàng gia có thể lấy ra, bất quá lấy ra nhiều tiền mặt thế cũng không hề dễ dàng. Nhìn thấy Dương Quá tiên sinh mua 80 tỷ, ngẫm lại 7.000 vạn kim tệ của mình cũng không coi vào đâu. Quả thực là chín châu mất một sợi lông a, mà trong đó có 1.000 vạn là ủng hộ tình bằng hữu của hắn. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vận khí của Hoàng Chí Lương này không tệ, nếu như đúng như hắn dự đoán thì cũng là một con số khá lớn. Mà kết quả thì ngày mai có thể biết rõ. Đêm đến, Lục Lâm Thiên mới trở lại trong đình viện. Nhìn thân ảnh màu xanh tiến vào trong phòng. Hai tỷ muội hoàng gia mới lưu luyến rời đi. Trong mắt đều có chút khác thường. Trong phòng của mình ở hoàng gia, nhị nữ ngồi ngay ngắn, ngẫu nhiên nở nụ cười ngây ngốc, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tỷ tỷ, có phải tỷ thích Dương Quá tiên sinh không? Một lát sau, Hoàng Hân nhìn Hoàng Đan rồi nói. Thấy muội muội hỏi vậy, Hoàng Đan sững sờ một lát rồi nói. Hân nhi, có phải trong lòng muội cũng thích Dương Quá tiên sinh không? Tỷ tỷ, muội, khuôn mặt Hoàng Hân lập tức đỏ lên, cả vành tai đỏ ửng. Bộ dáng này quả thực vô cùng động lòng người. Muội là muội muội của tỷ, tỷ sao lại không biết tâm tư của muội cơ chứ? Hoàng Đan khẽ thở dài rồi nói, tỷ từng nghĩ tới, cho dù cùng muội muội mình thờ một chồng cũng không sao. Thế nhưng tới hiện tại chẳng lẽ muội không phát hiện ra sao? Chúng ta đều không xứng với hắn, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ địa vị không đơn giản. Chúng ta chỉ đơn phương thích hắn mà thôi, cuối cùng lại tự mình làm tổn thương mình. Muội không xứng với hắn, hy vọng về sau hắn có thể tìm được người thích hợp.
chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy hắn giống như hôm nay là muội đã mãn nguyện rồi. Hoàng Hân nói, muội muội ngốc của tỷ. Hoàng Đan khẽ thở dài, lập tức hai tỷ muội ôm nhau. Ca ca, bao giờ thì huynh mới có thể trở lại? Ngày mai là ngày thi đấu bài danh, nếu như huynh có thể tham gia thì tốt biết mấy. Trong một đình viện yên tĩnh, dưới bầu trời đầy sao, Lục Tâm Đồng nhìn về phương hướng nơi sơn mạch Đoạn Thiên tọa lạc, trong đôi mắt xinh đẹp có nước mắt chảy ra. Tâm Đồng, lại đang nhớ tới ca ca sao? Thân ảnh Thiên Độc Yêu Long xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng. Độc Long ca ca, huynh nói xem bao giờ ca ca mới có thể trở lại. Lục Tâm Đồng nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi nói. Sẽ rất nhanh thôi. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Tâm Đồng, thế nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự kỳ vọng của nàng, nói. Ngày mai là ngày thi đấu bài danh, muội cố gắng lên, nhất định phải vượt qua mấy người kia. Đúng vậy, ca ca không ở đây, phi linh môn ta cũng không thể yếu thế hơn người khác. Trong mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên nghị. Màn đêm bao phủ thành Cự Giang, dưới vầng trăng chiếu sáng trên bầu trời, tăng thêm vẻ náo nhiệt trong thành Cự Giang. Phía xa có những ngôi sao hiện lên le lói. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. Lúc này vẻ mặt của hắn có chút cảm khái cùng phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác hắn đến thế giới này đã có thời gian không ngắn. Hắn nhớ rõ lúc vừa mới tới nơi này, hắn chỉ là một thiếu gia củi mục. Mà bây giờ, trải qua vô số lần rèn luyện lịch lãm, hắn đã từ một thiếu gia củi mục của Lục gia biến thành trưởng môn phi linh môn, từ một thiếu gia củi mục trói gà không chặt đã trở thành linh vương cùng vũ vương. Lục Lâm Thiên cảm thán, nguyện vọng khi trước của hắn chỉ là chiếu cố mẫu thân mà thôi. Không để cho mẫu thân bị khi dễ, hắn xem như miễn cưỡng đã làm được. Mà bây giờ nguyện vọng của hắn là đạt tới đỉnh cao trên con đường tu luyện. Ngày mai chính là ngày kịch chiến A. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, sau đó hít sâu một hơi. Thực lực của hắn tuy rằng không có bao nhiêu trở ngại. Bất quá ngày mai muốn leo lên vị trí thứ nhất cũng không dễ dàng. Thế nhưng những năm gần đây, thứ gì mà hắn không trải qua? Ban đầu ở Lục gia trên trấn Thanh Vân, rồi từ thiếu gia củi mục tiến vào Vân Dương Tông, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, bản thân hắn dùng tu vi vũ tướng nhất trọng thắng Hiểm Lăng Thanh Tuyền vũ xuất nhất trọng. Mà ngày mai hắn cũng nhất định có thể lần nữa đạt được vị trí mà mình muốn. Lão đại, huynh đang suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Tiểu Long ngồi bên người Lục Lâm Thiên, đôi mắt nhỏ nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Nghĩ ngợi lung tung một hồi. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn qua Tiểu Long rồi hỏi. Tiểu Long, đợi sau khi mọi chuyện của ta đều yên ổn. Đệ hãy đi tổ yêu lâm cùng Linh Hoàng nhai đi. Đúng vậy, đệ muốn gặp mẫu thân cùng phụ thân, đệ chưa từng được gặp qua hai người bọn họ. Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào vầng trăng. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, thành Cự Giang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên sôi trào. Trên đường phố lúc này có vô số người nhanh chóng tiến về Bình Nhao Đảo. Tiếng xé gió vang lên không ngừng trên bầu trời. Bao nhiêu khí tức cường hãn nhanh chóng xẹt qua. Tiên sinh, chúng ta cũng xuất phát thôi. Thanh âm Hoàng Đan vang lên bên ngoài phòng. Kẹt. Cửa phòng mở ra, Lục Lâm Thiên từ trong phòng chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mà mỗi một bước hắn bước ra không gian quanh người khẽ chấn động. Trong mắt hiện lên sự thâm thúy. Trong lúc vô hình tạo thành một cỗ áp lực mạnh mẽ đối với Hoàng Đan, thế nhưng cỗ áp lực này chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất. Chúc tiên sinh có thể giành lấy thành tích tốt. Hoàng Đan nói. Hy vọng là như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Vì Long Dương Linh Quả, dù thế nào hắn cũng phải đoạt được vị trí đầu tiên. Cho dù có phải bại lộ Linh Vũ song tu hắn cũng không tiếc. Người thiên địa các tới, yêu thú phi hành đã tới nghênh đón tiên sinh lên Bình Nham Đảo. Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài chờ. Hoàng Đan nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhảy lên, quả thực không giống bình thường a. Tiến vào top 10, không ngờ thiên địa các lại phái người tới đón, lúc trước cũng không có loại đãi ngộ này. Chúng ta đi thôi. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện, trong tầng trời thấp đã có một đầu yêu thú phi hành lục giai đang xoay quanh. Một vũ xuất cửu trọng của thiên địa các đang đứng đó chờ. Thái độ với Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ cung kính. Sau khi mọi người nhảy lên lưng yêu thú phi hành, cả đám lập tức tiến tới Bình Nham Đảo. Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, không khí thổi qua,
y phục trên người bay phấp phới. Thời tiết hôm nay cũng không tồi, trong bầu trời xanh thẳm vạn dặm không có một đám mây. Phía dưới, trên đường phố trong thành Cự Giang hiện tại rậm rạp bóng người. Dòng người giống như con kiến từ bốn phương tám hướng di chuyển, tất cả mọi người lúc này đều đang tiến về phía Bình Nham đảo ngoài thành Cự Giang. Mặc dù thập đại cường giả đã xuất hiện, thế nhưng ngày thi đấu xếp thứ hạng này chính là ngày mọi người mong chờ nhất. Trận chiến của thập đại cường giả trẻ tuổi, ai có thực lực quá quan trảm tướng, vấn đỉnh quán quân, giờ phút này có vô số người mong chờ. Dòng người phô thiên cái địa đổ ra cùng với dòng người trong thành Cự Giang vô cùng náo nhiệt. Lúc này, dòng người từ thành Cự Giang đi ra, muốn đi về phía trước một bước cũng vô cùng khó khăn. Cưỡi trên lưng yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên không bao lâu sau cũng nhìn thấy Bình Nham đảo. Lúc này bên ngoài Bình Nham đảo, trên vô số hòn đảo bốn phía lúc này đã bắt đầu xuất hiện bóng người tấp nập. Khi Lục Lâm Thiên đáp xuống Bình Nham đảo, quảng trường cực lớn này đã được sửa chữa một phen. Người của tất cả thế lực lớn đều ngồi trên đài cao. Mặt khác, 9 người còn lại cũng đã đứng trên quảng trường. Nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, chỉ có ánh mắt của đám người Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, Tử Yên khẽ đổi, 5 người khác vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lục Lâm Thiên đứng trên quảng trường, lúc này có một ánh mắt dường như vô tình quét về phía hắn, chính là thánh nữ Tử Yên. Tử Yên, đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên có thể nhìn thẳng đánh giá nàng, dưới bộ cẩm bào màu tím nhạt, thân thể mềm mại ưu nhã, cùng với đường cong hoàng mỹ. Dung nhan tuyệt mỹ, cơ hồ là có thể so sánh với Độc Cô Cảnh Văn. Khí chất trên người cao quý, thuần khiết, giống như tiên tử hạ phàm. Nhìn kỹ lại giống như có một loại vũ mị câu hồn đoạt phách. Loại nữ tử như vậy, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải thất thần. Mà quan trọng nhất chính là thực lực của nàng. Trừ Lăng Thanh Tuyền ra, nàng chính là người khiến cho Lục Lâm Thiên cố kỵ nhất. Trong mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm thấy nàng tuyệt đối không đơn giản. Thực lực ẩn giấu không chỉ có một chút. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này sau khi Tử Yên nhìn thẳng vào mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua trên đài, lúc này tất cả các thế lực đều có mặt. Coi như là trong môn không có đệ tử tiến vào top 10 cũng không rời đi. Nếu như rời đi, quả thực chính là ném đi mặt mũi của mình, cho nên tất cả các thế lực đều vui vẻ ở lại. Xung quanh bốn phía, tiếng ồn ào, ầm ĩ hội tụ lại một chỗ tạo thành thanh âm kinh người. Thập Tam, chúng ta yêu chàng. Chàng nhất định sẽ là thứ nhất. Thập Tam, chúng ta ủng hộ chàng. Trong tiếng ầm ĩ lúc này có vô số thiếu nữ hô lên, cơ hồ tất cả thiếu nữ đều bị Lam Thập Tam mê hoặc. Cả đám lớn tiếng hét lớn. Thấy cảnh tượng này, Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới Phi Ưng Lăng Phong trên Vân Dương Tông. Lam Thập Tam này so với Phi Ưng Lăng Phong còn được nữ nhân hoan nghênh hơn. Trong âm thanh ầm ĩ kia Lục Lâm Thiên không khó nghe ra. 10 người trong quảng trường đều có không ít người ủng hộ. Trong đó Lam Thập Tam, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Các cùng với Lục Tâm Đồng là 3 người có tiếng hô lớn nhất, mà quỷ sát Dương Quá như hắn, người ủng hộ cũng không ít. Không ít cường giả lúc này cũng nhìn xuống quảng trường. 10 người này chính là thập đại cường giả trẻ tuổi hiện tại. Rốt cuộc thực lực của mấy người này tới tình trạng nào, coi như là những cường giả có mặt ở đây cũng khó có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ta nhớ 30 năm trước, chúng ta cũng phải trải qua một màn này à. Trên đài cao, nghe thấy tiếng ầm ĩ bốn phía, Vân Khiếu Thiên khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, đảo mắt đã 30 năm, thời gian trôi qua quả thực rất nhanh. Hiện tại ngẫm lại, giống như mới ngày hôm qua vậy. Trong Địa Linh Tông, Tử Xương Vương Âu Dương Huyền Anh khẽ nói. Khanh khách, mấy vị trưởng môn, ta nghe nói, 30 năm trước. Một người sát phá quân một mình quét ngang chính người các ngươi, không biết có phải thật không? Trong tứ các tứ đảo, Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo cười khanh khách một tiếng rồi nói. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, thế nhưng giọng điệu này quả thực cũng khiến cho người ta khó mà tức giận cho nổi. Nói tới chuyện này, sắc mặt các cường giả không khỏi biến hóa. 9 người trong thập đại cường giả 30 năm trước quả thực bị một mình sát phá quân quét ngang, đây cũng là chuyện mà những năm gần đây mấy người này không muốn nhắc tới nhất. Dùng địa vị 9 người hiện tại, quả thực khó mà phát tác. Rõ ràng Mị Linh Vương này muốn làm xấu mặt Tam Tông Tứ Môn. Khanh khách, 30 năm trước tứ các tứ đảo chúng ta tới tham gia thì nhất định thập đại cường giả sẽ phải sắp xếp lại. Coi như là bỏ qua lần đó, lần này đệ tử của ta tham gia,
để xem lần này có một màn một người quét ngang chín người hay không. Mị Linh Vương vẫn khanh khách cười một tiếng, thanh âm mang theo sự vũ mị, không chút rơi vào hạ phong. Thời gian dần trôi qua, lúc này trên mấy hòn đảo bốn phía, nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mà dưới sự mong chờ của mọi người, thi đấu rốt cuộc cùng bắt đầu. Đông! Khi một tiếng chuông trầm thấp vang lên trên quảng trường, tiếng ầm ĩ bốn phía lập tức yên tĩnh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía quảng trường. Nghe thấy tiếng chuông trầm thấp này, Kình Linh Vương đi lên đài cao, ánh mắt quét qua quảng trường rồi thanh âm quanh quẩn trong không trung vang lên. Thi đấu bài danh thập đại cường giả trong đại lục hiện tại bắt đầu. Bắt đầu rồi. Nghe Kình Linh Vương nói vậy, đám người bên ngoài lập tức xôi trào, tiếng hoan hô, ầm ĩ hội tụ lại tạo thành thanh âm đinh tai nhức óc. 10 người trong trường lúc này mở hai mắt ra, khí tức bắt đầu mơ hồ tăng lên. Quy tắc thi đấu bài danh như sau, 10 người dự thi, mỗi người từ giờ trở đi có 9 điểm tích lũy. Đều có thể tùy tiện lựa chọn đối thủ khiêu chiến. Người thắng nhận được 1 điểm tích lũy, kẻ thua bị giảm bớt 1 điểm tích lũy. Người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến một đối thủ khác. Thế nhưng không thể khiêu chiến người vừa bị đánh bại, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi một vòng. Kẻ bại cũng không thể tiếp tục khiêu chiến kẻ vừa đánh bại mình. Người bị khiêu chiến không thể cự tuyệt khiêu chiến, bằng không tương đương với việc bị thua, trực tiếp bị khấu trừ 1 điểm tích lũy. Trừ phi là người vừa mới trải qua một hồi giao thủ thì có thể nghỉ ngơi. Nếu như nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến thì quy tắc thi đấu cũng có thể cho phép. Bài danh cuối cùng dựa theo điểm tích lũy. Trong lúc thi đấu bài danh không có hạn chế thời gian. Cho đến khi thi đấu bài danh kết thúc, người dự thi không được hạ sát thủ. Người vi phạm, bất kể là ai cũng trực tiếp bị đánh chết. Vẫn do nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tứ các tứ đảo, tam tông tứ môn cùng với thiên địa các tạo thành một đoàn trọng tài, phụ trách giám sát thi đấu công bằng. Trong trường mỗi lần cho phép một người khiêu chiến, dựa theo bài danh từ thấp đến cao bắt đầu. Ai có thể lấy được vị trí thứ nhất thì phải dựa vào thực lực của chính các ngươi, 10 người các ngươi hiểu chưa? Thanh âm của Kình Linh Vương quanh quẩn trên quảng trường. Hiểu rồi. Trên quảng trường, 10 người trả lời, thanh âm xen lẫn linh lực cùng chân khí, quanh quẩn trên không trung. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, thi đấu bài danh này cũng tương đối công bằng, bất luận một trận nào cũng khó có thể được coi là tuyệt đối công bằng. Thế nhưng loại quy tắc này đã đem sự không công bằng giảm xuống mức thấp nhất. Nếu đã như vậy, dựa theo bài danh khi trước, vòng thứ nhất bắt đầu từ Thiên Vân Đảo Đạm Đài Tuyết Phi bắt đầu. Kình Linh Vương vừa mới nói xong, một tiếng chuông trầm thấp lập tức vang lên. Siêu! Tiếng chuông vừa mới dứt, một thân ảnh xinh đẹp trực tiếp nhảy ra, thân ảnh uyển chuyển giống như một chiếc lá rụng trực tiếp lóe lên rồi đáp xuống. Bộ váy trên người khẽ tung bay, đường cong linh lung hiện ra. Tư thái xinh đẹp này khiến cho không ít người thán phục. Đại đài Tuyết Phi, nhìn thấy người trên đài, lúc này thính phòng chung quanh cùng với đám người trên mấy hòn đảo bốn phía lập tức hô lớn, tiếng hô đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Thân pháp người này cũng không tệ. Lục Lâm Thiên nhìn bóng lưng Đạm Đài Tuyết Phi, thực lực của nữ tử này che giấu quá sâu, lại là người thứ nhất lên đài, không biết nàng ta sẽ khiêu chiến ai. Đạm Đài Tuyết Phi lên đài, mọi người trong Thiên Vân Đảo đều khẽ mỉm cười. Thiên Vân Đảo Đạm Đài Tuyết Phi xin Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông chỉ giáo. Đạm Đài Tuyết Phi đứng trong quảng trường, ánh mắt quét qua 9 người, cuối cùng không chút do dự nhìn vào Vân Hồng Lăng. Rõ ràng, thực lực của Vân Hồng Lăng dường như dễ đối phó hơn một chút. Loại thi đấu bài danh này, tuy rằng dựa vào thực lực, thế nhưng dưới tình huống thực lực không sai biệt lắm thì phải dựa vào kỹ xảo lựa chọn đối thủ, chuyện này vô cùng quan trọng. Nếu như trực tiếp chọn phải người mạnh nhất, thì cơ hội thua sẽ tăng lên một phần. Mà nếu chọn đối thủ yếu nhược nhất thì phần thắng sẽ tăng lên một phần. Chênh lệch tới 2 phần. A, bài danh cuối cùng dựa vào điểm tích lũy mà xếp hạng. Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông tiếp nhận. Lúc này chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng run lên, thân ảnh giống như một cây bèo trong không trung, tạo thành một đường cong ưu mỹ, lúc thân thể đáp xuống mặt đất, ngay cả một hạt bụi cũng không bị kinh động. Tốt! Nhìn thấy cảnh này, không ít cường giả cùng thán phục. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn phía xung quanh, người ủng hộ Vân Hồng Lăng nhìn thấy nàng lên đài, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc cũng lập tức vang vọng trong không trung. Tiểu nữ này không ngờ tu luyện phù quang lược ảnh ngày càng thành thạo a. Lục Lâm Thiên nhìn Vân Hồng Lăng rồi thầm nghĩ,
thế nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm lo lắng cho Vân Hồng Lăng. Trong Vân Dương Tông, lúc này ánh mắt Vân Khiếu Thiên bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Dùng nhãn lực của hắn đương nhiên không khó nhìn ra, Đạm Đài Tuyết Phi này ẩn giấu thực lực vô cùng sâu. Sợ rằng Vân Hồng Lăng cho dù xuất ra hết thủ đoạn cũng khó có thể thắng được. Trên quảng trường, nhị nữ nhìn nhau, có thể nói nhị nữ lúc này đều là thiên kiêu chi nữ, hai nữ tử tuyệt sắc chiến một trận cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Hồng Lăng tiểu thư, mời động thủ. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Vân Hồng Lăng rồi mỉm cười nói. Nụ cười của nàng khiến cho nữ nhân nhìn vào cũng dễ thất thần. Vậy thì ta không khách khí nữa. Vân Hồng Lăng cũng không phải là người khách khí, nàng cũng biết thực lực của mình trong 10 người gần như yếu nhất. Cho nên lúc này nàng thu hồi tâm thần, thanh âm vừa dứt, một cỗ chân khí thuộc tính thủy hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra. Thân hình xinh đẹp khẽ động, trong nháy mắt nàng giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tuyết Phi. Cả không gian lập tức ẩm ướt, giống như là vừa trải qua một trận mưa phùn. Bàn tay trắng nõn của nàng nắm chặt, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Kình phong ngập trời bắn ra bốn phía mang theo lực lượng khủng bố, nhanh chóng đánh về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Bàn tay nhìn qua vô cùng nhỏ bé kia, thế nhưng nơi nó đi qua không gian lập tức vặn vẹo, thậm chí ngay cả không khí vô cùng cũng bị xé nát. Tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong một quyền này, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi khẽ đổi, y phục trên người khẽ động, ống tay áo run lên, cánh tay mềm mại duỗi ra. Một cỗ linh lực bàng bạc trong tay tuôn ra, bàn tay nắm chặt lại, thân thể lăng không đánh ra một quyền ấn. Kình phong mạnh mẽ bắn ra bốn phía, lập tức va chạm với quyền ấn của Vân Hồng Lăng. Phanh! Hai nữ tử tuyệt mỹ không ngờ lại có một mặt hung hãn như vậy, thế nhưng đây lại là chuyện xảy ra trước mặt mọi người. Ngay lúc này có thể thấy được, trước quyền ấn của hai người không gian trực tiếp vang lên thanh âm bạo liệt, kình phong tạo thành vòng xoáy bắn ra bốn phía. Trong lúc kình khí tán loạn, thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến sắc. Thân ảnh xinh đẹp chớp động, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, thân thể đột nhiên nhảy lên. Trong tay xuất hiện một đạo lưu quang lục sắc giống như mãnh hổ xuống núi, hung hăng xuyên qua không gian, bộc phát ra tiếng nổ vang liên tiếp, trực chỉ đánh về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Loại công kích này không chê vào đâu được, đủ thấy kinh nghiệm chiến đấu của Vân Hồng Lăng cực kỳ phong phú. Mắt thấy tốc độ quỷ mị của Vân Hồng Lăng, vẻ mặt Đạm Đài Tuyết Phi có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt lúc này có chút ngưng trọng, thủ ấn trong tay được kết. Một đạo quang trụ bằng linh lực đột nhiên xuất hiện mang theo một cỗ kình phong sắc bén, không chút chần chờ nào đánh về phía đạo tàn ảnh lục sắc kia. Phanh phanh! Hai cỗ lực lượng bạo phát, giữa không trung run rẩy. Lúc này Vân Hồng Lăng một lần nữa lại bị đẩy lùi mấy bước mới có thể đứng vững được. Còn lần này thân thể xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Phi cũng loạng choạng lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Thực lực của Vân Hồng Lăng một lần nữa làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thể Vân Hồng Lăng không có chút trì hoãn nào, tiếp tục phung trường tiên trong tay lao thẳng về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Dường như Đạm Đài Tuyết Phi lần này cũng không dám khinh thường, lập tức nghênh tiếp, hai thân ảnh xinh đẹp lóe lên, giao thủ lần nữa trong không trung. Cả không trung lúc này hai thân ảnh càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng khiến cho người ta không nắm bắt được quỹ tích, khi thì giống như linh xà xuất động, khi thì giống như rồng bay phượng múa. Thân pháp mạnh mẽ phối hợp với trường tiên quỷ dị khiến cho công kích của nàng lại càng thêm cường hãn. Lúc này quanh thân Đạm Đài Tuyết Phi được linh lực bao phủ, kinh khí không có cách nào tiến lại gần. Thân thể mềm mại xẹt qua trong không gian tạo thành một đường thẳng trong gợn sóng. Bên trong tiên ảnh ngập trời không ngờ nàng vẫn cực kỳ nhẹ nhõm. Thực lực của nhị nữ cũng khiến cho các cường giả trên đài cao âm thầm gật đầu. Nhị nữ này không hổ là đại diện cho cường giả đỉnh cấp trong đám người trẻ tuổi. Vô luận là cấp độ chân khí hay linh lực, thiên phú hay kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ xảo đều vô cùng mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên nhìn nhị nữ giao thủ trong quảng trường, tuy rằng Vân Hồng Lăng chỉ là vũ xuất cửu trọng, thế nhưng có ưu thế vũ giả tam hệ cho nên đan điền cực kỳ khổng lồ. Cấp độ chân khí trong đó sợ rằng có thể miễn cưỡng so sánh với vũ vương nhất trọng. Tăng thêm tốc độ mạnh mẽ quả thực rất khó dây vào. Chỉ là dù sao nàng cũng chưa tới cấp bậc vũ vương. Mà lúc này Đạm Đài Tuyết Phi kia tuy rằng không phản công bao nhiêu, thế nhưng trong công kích ngập trời của Vân Hồng Lăng nàng ta vẫn có thể tự nhiên di chuyển như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa Vân Hồng Lăng sẽ gặp phiền toái. Ngay khi Lục Lâm Thiên lo lắng,
thủ ấn trong tay Vân Hồng Lăng được kết. Tiên ảnh ngập trời hóa thành một đầu cự mãng xẹt qua không gian, một cỗ năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm khiến cho cả quảng trường phong vân biến sắc xuất hiện. Từng đạo hư ảnh cự mãng màu trắng mang theo hàn khí lạnh thấu xương hiện lên, không gian chung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo. Vũ khí huyền cấp trung giai. Lục Lâm Thiên có chút sợ hãi than. Vân Hồng Lăng bằng tu vi vũ xuất cửu trọng có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp trung giai, xem ra trên phương diện lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính của nàng cũng rất mạnh. Lúc này Vân Hồng Lăng thi triển vũ khí thủy hệ quỷ dị, tăng thêm ưu thế về đan điền của vũ giả tam hệ, đã chính thức có thể chống lại vũ vương nhất trọng. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng thúc giục ra vũ khí, một lần nữa ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi lại hiện lên sự ngưng trọng. Thủ ấn lập tức biến đổi, một đạo linh hỏa xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, giống như một mặt trời nóng bỏng, không ngừng tỏa ra nhiệt độ khủng bố khiến cho không gian vặn vẹo. Linh lực quanh người nàng lúc này cuồn cuộn, khí tức nhanh chóng được phóng thích mà không thu liễm nữa. Linh vương nhị trọng, Đạm Đài Tuyết Phi này không ngờ lại là linh vương nhị trọng. Sau khi khí tức Đạm Đài Tuyết Phi được phóng ra, khí tức linh vương nhị trọng xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho không ít người kinh hãi. Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng cực kỳ kinh hãi. Dựa vào tuổi của nàng hiện tại, có thể đột phá tới linh vương nhị trọng quả thực thiên phú của nàng vô cùng khủng bố. Linh lực trong người Đạm Đài Tuyết Phi tràn ra, cỗ linh hỏa nóng bỏng trên đỉnh đầu nàng đột nhiên trở nên cuồng bạo, nhiệt độ nóng rực xen lẫn kình phong áp bách giống như thủy triều nhanh chóng tràn ra chung quanh. Thủ ấn Đạm Đài Tuyết Phi lại một lần nữa biến hóa, sau khi một đạo thủ ấn cuối cùng được đánh ra, dưới vô số ánh mắt sợ hãi thán phục, cỗ linh hỏa trên đỉnh đầu nàng đột nhiên hóa thành một đầu phi điểu bằng hỏa diễm cực lớn, một cỗ uy thế cực lớn khuếch tán. Nhị nữ giờ phút này thi triển vũ kỹ cùng linh kỹ như vậy khiến cho đám người xem bốn phía sợ hãi cùng thán phục không ngừng, đây mới thực sự là quyết đấu a. Đi! Cơ hồ là cùng một lúc, nhị nữ lập tức thúc giục vũ kỹ cùng linh kỹ trong tay, nhanh chóng va chạm vào với nhau. Từng đầu cự mãng mang theo khí tức lạnh lẽo phóng về phía trước. Không khí trong không trung lúc này giống như bị đông kết lại, từng đầu cự mãng lướt qua lưu lại một đạo gợn sóng màu trắng trong không trung. Đầu phi điểu bằng hỏa diễm kia lúc này cũng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đánh về phía đầu cự mãng màu trắng đang lướt tới kia. Hai cánh phi điểu chấn động mang theo một tấm lưới bằng hỏa diễm quỷ dị bao phủ không gian, nhanh chóng bao phủ từng đầu cự mãng kia. Phanh phanh! Đầu phi điểu bằng hỏa diễm này đột nhiên bạo tạc hóa thành sóng lửa khủng bố khuếch tán trong không trung. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng tràn ngập bầu trời. Nhiệt độ đáng sợ kia khiến cho nước trong không gian đều bị bốc hơi. Không gian kịch liệt rung động cùng với một đám năng lượng đỏ rực tán loạn trong không gian. Năng lượng khủng bố tràn ngập, cuồng phong gào thét, từng đầu cự mãng màu trắng nhanh chóng bị sóng lửa khủng bố kia bao phủ. Sóng lửa mang theo kình khí nóng bỏng tràn ngập bao phủ cự mãng, từng đầu cự mãng kia lúc này trực tiếp bị xé nát, cuối cùng biến mất trong không gian. Thân hình Vân Hồng Lăng bị đẩy lùi về phía sau 10 bước, mới đứng vững được. Sắc mặt tái nhợt. Trong cái miệng nhỏ nhắn kia lúc này đã có vết máu tràn ra. Còn Đạm Đài Tuyết Phi lảo đảo lui về phía sau một bước mới ổn định được thân hình, thế nhưng lại không có vẻ gì là có trở ngại. Tu vi linh vương nhị trọng của nàng đã được phóng thích. Khí tức hùng hậu tràn ra, cỗ khí tức này khiến cho Vân Hồng Lăng có cảm giác áp lực. Lúc này, ánh mắt không ít người nhìn chăm chú vào Đạm Đài Tuyết Phi, tu vi linh vương nhị trọng, bằng chừng ấy tuổi của nàng hiện tại, quả thực là bất phàm. Đám người của Thiên Vân Đảo lúc này cũng mỉm cười, trong đám người trẻ tuổi có thể tới tình trạng này, sợ rằng cả đại lục cũng không có mấy người. Đi! Vân Hồng Lăng đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, một đạo thủ ấn quỷ dị biến hóa. Trong tay nàng lập tức có một cỗ quang mang màu trắng được đánh ra. Cỗ năng lượng quỷ dị này nhanh chóng khuếch tán trong không gian. Cỗ quang mang này nhanh như thiểm điện bắn về phía trước, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một cung điện màu trắng hơn trăm thước. Một cỗ khí tức chấn tâm động phách bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Lúc này cả không trung cũng run lên. Hồn linh khí địa cấp. Cung điện màu trắng này xuất hiện, lập tức trên đài cao có tiếng nghị luận vang lên. Thân là vũ giả, thế nhưng không ngờ lại thúc giục ra một kiện hồn linh khí địa cấp, quả thực khiến cho người khác nghĩ không ra. Bất quá, lúc này sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi lại trầm xuống, nhìn hồn linh khí bằng cung điện này, thân thể này đột nhiên như quỷ mị nhanh chóng lùi lại. Thủ ấn trong tay Vân Hồng Lăng lại một lần nữa biến đổi, cung điện màu trắng kia tiếp tục mở rộng. Thế nhưng sắc mặt Vân Hồng Lăng lúc này càng thêm trắng bệch.
dường như để thúc giục cung điện màu trắng này cũng khiến nàng tiêu hao khổng lồ. Vào lúc Đạm Đài Tuyết Phi đang liên tục lui lại, cung điện màu trắng khổng lồ kia lập tức ầm ầm từ trên không trung đáp xuống. Một cỗ khí tức linh hồn mạnh mẽ khiến cho một ít cường giả phía xa cũng phải động dung. Đạm Đài Tuyết Phi tuy rằng đã nhanh chóng lùi lại, thế nhưng vẫn chậm một bước, nàng lập tức bị cung điện màu trắng kia bao phủ bên trong. Thân thể bị nhốt vào bên trong cung điện, cảnh này khiến cho ánh mắt đám người Thiên Vân Đảo khẽ đổi, có người đã có chút lo lắng. Sợ rằng không vây khốn được. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, Vân Hồng Lăng thân là vũ giả, thúc giục hồn linh khí địa cấp, uy lực của bản thân hồn linh khí này đã giảm bớt đi rất nhiều. Huống chi Đạm Đài Tuyết Phi này sao lại không có nắm chắc cơ chứ? Thân là linh vương nhị trọng, cho dù ngạnh kháng, Vân Hồng Lăng sợ rằng khó có thể vây khốn được Đạm Đài Tuyết Phi. Trên đài cao, trong nội tâm không ít cường giả cũng hiểu rõ, thiên phú của Vân Hồng Lăng Vân Dương Tông này rất mạnh, lại là vũ giả tam hệ. Trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là người nổi bật, thế nhưng lần này có thể tiến vào top 10, ai cũng có thiên phú cùng thực lực biến thái A. Đạm Đài Tuyết Phi này cũng như vậy, Vân Hồng Lăng mạnh thế nhưng người khác còn mạnh hơn. Thi đấu tranh giành thứ hạng lần này quả thực chính là nơi tập trung những kẻ biến thái. Đây không phải là so xem thực lực ai mạnh hơn, mà là so xem ai biến thái hơn. Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt rơi vào trên cung điện màu trắng kia, coi như là người ở khá xa. Tất cả mọi người đều cảm giác bên trong cung điện màu trắng này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn mọi người run rẩy, khí tức này khiến cho cả không trung run rẩy. Đông đông. Đột nhiên trên cung điện màu trắng cực lớn này lay động kịch liệt. Cả không gian run rẩy, dường như bên trong cái linh khí này xảy ra chuyện gì đó. Phanh. Tiếp theo có một âm thanh trầm đục cực lớn từ trong cung điện màu trắng truyền ra. Lập tức cả cung điện màu trắng run lên, một đạo lưu quang màu cam lập tức bắn ra. Phốc phốc, thân hình mềm mại của Vân Hồng Lăng bị đẩy lùi hơn 10 bước mới đứng vững, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cung điện hồn linh khí kia lúc này cũng không có cách nào tiếp tục thúc giục được nữa, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu trắng thu liễm lại. Đạm Đài Tuyết Phi đứng trên quảng trường, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi vì thoát ra nàng cũng tiêu hao một lượng chân khí khổng lồ. Kiện hồn linh khí vừa rồi ngay cả nàng cũng thấy rúng động, nếu không phải thực lực đối phương hơi yếu. Bản thân nàng muốn thoát khốn chỉ sợ không dễ như vậy. Ta thua. Vân Hồng Lăng lau vết máu khóe miệng mình, lập tức đem mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Tu vi của đối phương so với nàng mạnh hơn một mảng lớn, nàng bị thua cũng không có gì là mất mặt. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, kết quả này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này đám người trẻ tuổi này, thiên phú của ai cũng biến thái cả. Vòng thứ nhất, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo chiến thắng. Có thể lựa chọn đối thủ tiếp theo để khiêu chiến. Hoặc là nghỉ ngơi một lát. Trên đài cao, đại hán mặc hoàng bào trong thiên địa các lập tức tuyên bố kết quả. Ta lựa chọn nghỉ ngơi. Đạm Đài Tuyết Phi giơ tay lên rồi lập tức rời khỏi quảng trường. Liên tiếp khiêu chiến, đối với bản thân mà nói cực kỳ bất lợi. Trên quảng trường không ai là kẻ yếu cả. Coi như là dùng tu vi hiện tại của nàng cũng không dám khinh thường một ai. Tiếp theo. Lục Vô Song của Vân Dương Tông lên đài. Trên đài cao vang lên thanh âm của đại hán mặc hoàng bào. Vô Song tỷ, tỷ cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói với Lục Vô Song. Muội chữa thương đi, ta sẽ cẩn thận. Lục Vô Song khẽ cười một tiếng, lục mang dưới chân lóe lên, thân thể xinh đẹp nhảy lên không trung rồi đáp xuống dưới. Lục Vô Song lên đài, đôi mắt xinh đẹp trầm xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn vào Nguyên Nhược Lan rồi nói. Lục Vô Song của Vân Dương Tông xin Nguyên Nhược Lan tiểu thư của Thiên Kiếm môn chỉ giáo. Thanh âm Lục Vô Song vừa dứt lập tức trên đài cao có không ít tiếng xôn xao vang lên. Lúc này ngay cả Lục Lâm Thiên cũng nhướng mày. Thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối cường hãn, Lục Vô Song chủ động lựa chọn Nguyên Nhược Lan, sợ rằng cơ hội thắng của nàng quá nhỏ bé. Nguyên Nhược Lan Thiên Kiếm môn phụng bồi. Thân hình xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan lóe lên, rồi xuất hiện trên quảng trường. Chân khí trên người tràn ra, khí tức mạnh mẽ bắt đầu lan tràn. Từ cỗ khí tức này có thể thấy đó là vũ vương nhất trọng. Tiếp theo đó bàn tay trắng nõn của nàng run lên, trường kiếm tùy thân được lấy ra. Cổ tay vung lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ dưới chân đem đám bụi phía dưới thổi về bốn phía. Nguyên Nhược Lan này là vũ vương nhất trọng, lại là vũ giả tứ hệ, sợ rằng Lục Vô Song của Vân Dương Tông lần này phải bại rồi.
vũ giả tứ hệ thiên phú hơn người, Lục Vô Song chỉ là vũ xuất cửu trọng mà thôi, quả thực khó là đối thủ của Nguyên Nhược Lan. Từng tiếng nghị luận nhỏ giọng từ bốn phía vang lên, tất cả đều không coi trọng Lục Vô Song, mà ngay cả cường giả trên đài cao lúc này cũng không có mấy người cảm thấy Lục Vô Song có cơ hội. Ngược lại, trên thính phòng bốn phía, những người ủng hộ của Lục Vô Song và Nguyên Nhược Lan đang vô vang tên hai người. Đối với những thanh âm nghị luận kia, nhị nữ cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Hai người đều chăm chú nhìn vào đối phương, khóe miệng khẽ mỉm cười, khí tức trên người tuôn ra. Trong tay Lục Vô Song nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, chính là thanh nguyệt kiếm mà Lục Thiếu Du mua cho nàng, trên thân kiếm, một đám lưu quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang bắt đầu xuất hiện. Lục Vô Song cùng Nguyên Nhược Lan trên quảng trường cùng một lúc tuôn ra khí thế hung hãn, chân khí trong cơ thể hai người tuôn ra, sau đó bao phủ quanh người. Hai cỗ chân khí mạnh mẽ xuất hiện, một cảm giác áp bách lan tràn ra bốn phía. Tiếp theo trong nháy mắt, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan và Lục Vô Song đều vang lên thanh âm lạnh lẽo rồi lập tức va chạm với nhau. Hai thân ảnh xinh đẹp lúc này như nhảy múa, kiếm quang bắn ra bốn phía khiến cho khán giả bốn phía nhìn vào không khỏi say mê. Vân Tông Chủ, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, người thắng chúng ta không ít vũ khí a. Hôm nay người phải cho chúng ta cơ hội gỡ gạc lại a. Nhị nữ giao chiến, lúc này cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn lập tức dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Cổ trưởng môn, chẳng lẽ Thiên Kiếm Môn của các ngươi vẫn muốn thua vũ khí hay sao? Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, lập tức mở miệng hỏi, trong lòng đương nhiên biết rõ. Phỏng chừng tên cổ kiếm phong này lần trước đã thua không ít vũ khí ở đại hội Tam Tông Tứ Môn rồi, lần này muốn lấy lại đây mà, chỉ là Lục Vô Song không phải Lục Lâm Thiên, hắn cũng đâu phải đồ ngốc. Ta thấy là Vân Tông Chủ đây không hề coi trọng đệ tử trong môn của mình chút nào, chẳng lẽ Vân Tông Chủ không dám đánh cuộc à? Cổ kiếm phong đảo mắt một vòng, sau đó tự tiếu phi tiếu mà nói, lần trước chịu thiệt thòi lớn ở Tam Tông Tứ Môn, hắn vẫn luôn nhủ lòng là nhất định phải lấy về cho bằng được. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, đương nhiên là không thể nào bỏ qua được rồi. Cổ trưởng môn, tu vi của đệ tử ngươi là linh vương nhất trọng, tu vi của đệ tử Vân Dương Tông ta mới chỉ là vũ xuất cửu trọng, chênh lệch quá nhiều, nếu mà đánh cược thì không công bằng đâu, hay là thôi đi. Vân Tiếu Thiên nói, rõ ràng hơn phân nửa là thua chắc. Vân Tông Chủ, mọi chuyện trên đời đều có khả năng, sao ngươi chưa gì mà đã dội nước lạnh lên đệ tử trong môn như vậy được, chuyện cực nhỏ ấy à? Chúng ta ngồi không ở đây xem bọn trẻ thi đấu vài ngày cũng chán, trận đầu tiên chúng ta cược vũ khí huyền cấp cao giai có được không? Nếu như đệ tử trong môn của ta thua thì ta sẽ đưa cho ngươi 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, còn nếu như đệ tử trong môn của ngươi thua thì ngươi cứ đưa ta 5 bộ vũ khí huyền cấp cao giai là đủ rồi, thế này thì Vân Tông Chủ không có ý kiến gì chứ? Trừ phi ngươi cho là đệ tử của mình ngày mai nhất định sẽ thua thì cứ trực tiếp bảo hắn đầu hàng là được. Cổ Kiếm Phong nói. Ai nói đệ tử của ta nhất định sẽ thua, cổ trưởng môn có vẻ tự tin quá nhỉ. Tạ trưởng lão gằn giọng nói, mình đương nhiên phải che chở cho đệ tử của mình rồi. À, xem ra tạ trưởng lão rất có tự tin đây, Vân Tông chỉ không phải là không dám đấy chứ. Mỗi lời của cổ kiếm phong đều mang ý upsilon, hắn thật sự rất mong có thể thắng lại được mớ vũ kỹ đã thua lần trước. Ha ha, ta thấy là Vân Tông chủ không dám rồi. Nhìn thấy có người đâm Vân Thiếu Thiên một nhát, Lữ Chính Cường lập tức lớn tiếng cười nói, dường như chỉ chờ xem Vân Thiếu Thiên mất mặt mà thôi. Hừ, Lữ Chính Cường, người ồn ào cái gì, cá thì cá. Vân Thiếu Thiên trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường một cái, vốn dĩ với tâm trí của Vân Thiếu Thiên thì vô luận là cổ kiếm phong có châm chọc upsilon cỡ nào đi nữa, Vân Thiếu Thiên hắn cũng sẽ không đổi ý, nhưng bởi vì một lời của Lữ Chính Cường, lập tức khiến hắn không thể chịu nổi nữa, dù sao cũng không thể thua mất mặt mũi trên người Lữ Chính Cường được. Nói vậy là Vân Tông Chủ đã đồng ý đánh cược rồi chứ gì, vậy thì một lời đã định. Cổ Kiếm Phong lập tức cười nói. Vậy thì ta cũng xin tham gia cho vui, ta cũng giống như cổ trưởng môn vậy, cược 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, nếu như Vân Dương Tông mà thua thì chỉ cần đưa cho ta 5 bộ là được, Vân Tiếu Thiên, ngươi có dám chơi hay không? Lữ Chính Cường nhìn về phía Vân Tiếu Thiên, tựa tiếu phi thiếu hỏi, lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên biết rõ thực lực của Lục Vô Song mà muốn thắng được Viễn Nhược Lan, ngoại trừ có kỳ tích diễn ra, còn bằng không thì chẳng có tí cơ hội nào, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó mà có được này rồi, vừa có thể thắng được mấy bộ vũ khí huyền cấp cao giai,
lại còn đả kích Vân Thiếu Thiên một phen nữa. Cược thì cược, ta sợ ngươi chắc, hừ. Vân Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường, kiểu gì thì cũng không thể để yếu thế trước mặt tên Lữ Chính Cường này được. Nhìn thấy Linh Thiên Môn, Thiên Kiếm Môn và Vân Dương Tông cược lớn như vậy, mấy sơn môn khác cũng có chút đứng ngồi không yên, đây không ngờ là lấy vũ kỹ ra chung, ngay cả người của tứ các tứ đảo cũng quay sang nhìn chằm chằm về phía Vân Thiếu Thiên. Ha ha, Vân Tông Chủ, mọi người đã có nhã hứng như vậy rồi thì cũng tính thêm một phần của ta đi, ta cũng giống cổ trưởng môn, cược 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai. Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo cười khúc khích đi tới, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiếu Thiên. Cái này, Vân Thiếu Thiên có chút do dự. Chẳng lẽ Vân Tông Chủ xem thường tứ các tứ đảo bọn ta hay sao? Mộ Dung Lan Lan mỉm cười hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Vân Thiếu Thiên mỉm cười, mặc dù quan hệ với tứ các tứ đảo chẳng tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không ngốc tới mức đắc tội với toàn bộ tứ các tứ đảo, cũng không cần phải làm vậy, thân là người đứng đầu một đại thế lực, mấy loại thủ đoạn giao tế bình thường này cũng là thứ vô cùng quan trọng. Cứ quyết định như vậy đi, một lời đã định, ta cũng sẽ cược 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Mộ Dung Lan Lan nói. Vân Tông Chủ, tính thêm cho ta một phần đi. Vết đao trên mặt Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông rung lên, mở miệng nói. Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, trừ các Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo, ngay cả Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, Kỷ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo, và những người đứng đầu của các thế lực khác cũng yêu cầu tham gia cược. Còn có chúng ta nữa. Năm người Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông, Âu Dương Huyền Linh của Địa Linh Tôn, Phi Băng Ngạn của Quy Nguyên Môn, Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn thì vẫn còn mãi do dự. Ban đầu lúc ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn, bởi vì nghe theo lời của Cổ Kiếm Phong cho nên đã thua liền tù tì cũng không ít rồi. Bọn họ cũng thề là sẽ không bao giờ tin vào lời của Cổ Kiếm Phong nữa. Chỉ là lúc này nhìn thấy cả đám người của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang và Tứ Các Tứ Đảo đều tham gia hết cả. Làm sao mà nhịn được nữa, nên cũng yêu cầu tham gia cược. Tại nơi này, loại cá cược hay thế này, cũng chỉ có vài sơn môn khác là không tham gia mà thôi, chẳng qua là đánh cược lớn như vậy cũng khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Mọi người đều đã đưa ra tiền cước, không thể cự tuyệt được nữa, đợi Vân Thiếu Thiên hồi thần lại thì bắt đầu sợ toát hết cả mồ hôi, tất cả sơn môn cộng lại, tam tông tứ môn thì có 6 người. Cộng thêm Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang và Tứ Các Tứ Đảo thì tổng cộng là 18 nơi. Nếu như thua, dẫu chỉ tính mỗi cái 5 bộ đi nữa, thì Vân Dương Tông cũng phải cần hơn 90 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. 90 bộ vũ khí huyền cấp cao giai đó, Vân Dương Tông sắp phá sản mất thôi. Vân Thiếu Thiên đổ một thân mồ hôi lạnh, chúng trưởng lão của Vân Dương Tông thì đã sớm mướt hết cả mồ hôi. Ai cũng biết rõ là Lục Vô Song không phải Lục Lâm Thiên lúc trước. Lần này, Vân Dương Tông gặp phiền toái to rồi. Vân Tông Chủ đúng là có nhã hứng thật. Kình Linh Vương đưa mắt nhìn Vân Thiếu Thiên. Kình Linh Vương, thiên địa các của ngươi không phải cũng muốn đánh cược đấy chứ? Vân Thiếu Thiên đưa mắt nhìn về phía Kình Linh Vương hỏi. Thiên địa các ta đương nhiên sẽ không đánh cược rồi. Kình Linh Vương lập tức mỉm cười rồi nói. Bất quá cá nhân ta ở đây vừa lúc cũng có 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai trên người đây, cho nên cũng tới tham gia chung cho vui. Phá sản rồi. Vân Thiếu Thiên lập tức sững sờ, sau đó bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, giờ khóc giờ cười, trong đầu đang nghĩ xem tới chừng về nên báo cáo với Thái Thượng trưởng lão thế nào đây. Vân Thiếu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường một cái, đều là vì tên hỗn đản này hết, khiến cho mình bị vướng vào chuyện này kiểu ấy. Lúc này, những người đứng đầu của các đại sơn môn đều hưng chí bừng bừng nhìn về phía quảng trường, đây chính là hạ tiền đặt cược đó nha, nhiệt tình của tất cả mọi người đều tăng không ít. Sáu sơn môn đứng đầu của Tam Tông Tứ Môn lúc này cũng xoa tay suýt xoa, mối thù trên đại hội Tam Tông Tứ Môn rốt cuộc cũng có thể báo được rồi, bọn họ không tin Lục Vô Song này cũng nghịch thiên như tên Lục Lâm Thiên kia được. Hiu hiu. Trong tràng đấu lúc này đã bắt đầu nóng lên, kiếm quang tứ ngược, tốc độ của cả hai người đều cực nhanh, đã đạt tới trình độ nhanh như thiểm điện rồi, hai nàng bỏ lại từng đạo tàn ảnh, mang theo một cỗ lực trùng kích khổng lồ đánh tới, ngay cả không gian khí lưu cũng trực tiếp lắc lư. Mỗi lần hai đạo thân ảnh hung hăng đụng vào nhau thì đều mang theo âm thanh nổ tung trầm đục. Trong lúc giao thủ, thuộc tính hệ mộc của Lục Vô Song được phát huy vô cùng tinh tế, trường kiếm trong tay run lên, lại thêm lực đạo thêm vào, trên trường kiếm xuất hiện mấy đạo phong nhận kiếm quang rất mạnh,
sau đó giở kiếm bắn ra, trong nháy mắt liền lao về phía Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan lóe lên, thân là đệ tử Thiên Kiếm Môn, một thân tạo nghệ về kiếm của nàng cũng tới mức vô cùng khủng bố, trường kiếm rút ra, mang theo một vài tia lửa nhỏ cùng tiếng vang leng keng. Vài đạo phong nhận kiếm mang kia còn chưa tới gần người của nàng ta thì đã tiêu tán hoàn toàn. Ánh mắt của Lục Vô Song trở nên cực kỳ ngưng trọng, qua vài chiêu giao thủ, càng lộ rõ ra thực lực của Nguyên Nhược Lan mạnh tới cỡ nào, mắt hơi nheo lại, thân hình uyển chuyển lăng không mà đứng, trong nháy mắt này, thuộc tính mộc quanh thân đều được thôi động, y phục màu đỏ bị kình phong thổi tới ép sát vào da thịt. Thân hình thon thả, tóc đen bay bay chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Một giây sau, thanh nguyệt kiếm trong tay của Lục Vô Song liền đâm mạnh ra, trường kiếm màu xanh lưu lại một đạo kiếm ảnh màu xanh ở giữa không trung, kiếm quang bắn ra dữ dội, xuyên thấu không gian gợn sóng, theo một loạt động tác không ngừng của nàng, thanh nguyệt kiếm lưu lại một đạo tàn ảnh kiếm mang trên không trung. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc nháy mắt liền hội tụ mà tới, kiếm quang bắn ra dữ dội, trực tiếp câu động luôn cả năng lượng thiên địa. Vũ khí huyền cấp trung giai. Đây chính là Mộc Linh Thiên La kiếm quyết của Vân Dương Tông, trong số vũ khí huyền cấp trung giai thì có thể coi gần như đã gần bằng với vũ khí huyền cấp cao giai rồi, Lục Vô Song này ở mặt lĩnh ngộ thuộc tính cũng không tệ chút nào. Không sai, hai đệ tử tiến vào thập cường của Vân Dương Tông lần này đều có thực lực tuyệt đối chứ không phải là nhờ may mắn đâu. Mọi người thấp giọng nghị luận, đối với thực lực của Lục Vô Song thì cũng có chút cảm thán, lúc này, ngay cả đám trưởng lão của Vân Dương Tông cũng đang gật gù đồng ý, thực lực của Lục Vô Song mấy năm gần đây tiến bộ cực kỳ nhanh, lĩnh ngộ cũng rất mạnh, xem như người đứng đầu trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông. Nguyên Nhược Lan lăng không mà đứng, tử bào bay phấp phới, đôi mắt đen xinh đẹp kia nhìn Lục Vô Song đang thúc giục ra từng đạo kiếm ảnh. Có thể cảm giác được năng lượng cường đại trong từng đạo kiếm ảnh kia, sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Chỉ là một giây ngắn ngủi, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan chém ra, kiếm quyết nhất dụng, một đạo kiếm quang liền vô thanh vô tức vạch phá không gian, ngay cả không gian gợn sóng cũng không ba động tí nào, nhưng nháy mắt lại có vô số kiếm quang xuất hiện trên không trung. Mộc Linh Thiên La kiếm quyết. Lục Vô Song quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chỉ về phía Nguyên Nhược Lan. Mũi chân điểm nhẹ lên hư không, thân ảnh xinh đẹp xoay tròn lao tới, từng đạo kiếm ảnh ở giữa không trung thoáng rung lên, lập tức để bắn về phía Nguyên Nhược Lan, kiếm quang vạch ngang qua không trung tựa như đang cắt ngang không gian vậy, kiếm quang màu xanh nhạt lướt ra thật mạnh, cả không gian cứ như bị cắt vỡ ra. Đi! Nguyên Nhược Lan kêu khẽ một tiếng, kiếm quyết trong tay cũng phóng ra, cũng bắn ra một trời kiếm quang, hai cỗ kiếm quang lập tức đụng chạm lại với nhau, khí tức đột nhiên tăng vọt. Cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên phóng ra khiến cho vô số người đứng xa nhìn tới đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rắc rắc rắc. Hai phần kiếm quang chạm vào nhau, tiếng năng lượng nổ mạnh kêu răng rắc liền vang lên giữa không trung, tiếng gió mãnh liệt tạt ra khiến cho người ta cảm thấy tai cũng ong lên. Dưới cỗ cường quang chói mắt kia, những người có thực lực thấp liền nhìn không được mà phải nhắm mắt lại, cả không gian rung lên ầm ầm như sắp đổ. Mà ở bên trong đạo cường quang này, lúc này có một đạo thân ảnh màu tím lướt ra trong nháy mắt, mang theo một đạo trưởng ấn, trực tiếp đánh lên vai của Lục Vô Song. Thân thể của Lục Vô Song bị đẩy lùi, nháy mắt đã rơi xuống mặt đất, sau khi rơi xuống liền lảo đảo lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều để lại từng vết nứt trên quảng trường. Suy, lúc kinh khí kinh người ở giữa không trung tiêu tán thì thân ảnh của Nguyên Nhược Lan lại xuất hiện ngay trước mặt Lục Vô Song lần nữa, trong tay đột nhiên đánh ra một đạo kiếm quyết. Hiu hiu. Không chút chậm trễ, ngay lúc thân ảnh của Nguyên Nhược Lan xuất hiện, trên trường kiếm trong tay có một đạo kiếm quang vô thanh vô tức vạch phá không gian, trực tiếp tấn công về phía Lục Vô Song, không gian gợn sóng trước kiếm quang nháy mắt đã bị kiếm quang khuếch tán ra cắt vỡ thành từng mảnh rồi biến mất trong nháy mắt. Hiu hiu. Một cỗ kình khí cuồng bạo theo tiếng xé gió bén nhọn áp không lan ra, kiếm quang đầy trời nháy mắt đã bao phủ khắp không gian, sau đó đồng loạt lao về phía Lục Vô Song. Sợ là Vô Song không thể chống lại được rồi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, Nguyên Nhược Lan là vũ vương nhất trọng, vũ giả tứ hệ, dựa theo thực lực của nàng ta lúc bình thường thì đã có đủ sức chống lại vũ vương nhị trọng, chứ đừng nói Nguyên Nhược Lan lúc này vẫn còn giữ lại con bài tẩy nữa. Ai? Trên chỗ của Vân Dương Tông, ai nấy đều nhướng mày lên nhìn, thực lực của Lục Vô Song không tệ, chỉ là Nguyên Nhược Lan này quá mạnh, rốt cuộc cũng không thể nào chống lại được. Những người đứng đầu các đại sơn môn khác đều mỉm cười, chỉ chốc nữa thôi là có thể lấy được một khoảng hời to rồi,
nên ai nấy đều vui vẻ lắm lắm, ai cũng nhìn ra thực lực của Nguyên Nhược Lan này mạnh tới cỡ nào. Trừ phi, Lục Lâm Thiên nhớ tới một cỗ khí thức quỷ dị trên người của Lục Vô Song, ban đầu lúc còn ở Vân Dương Tông, lúc Lục Vô Song khiêu chiến với một tên đệ tử tên gọi Hùng Lan Lan trên Long Bảng, cuối cùng cũng là dựa vào cỗ khí thức quỷ dị có trên người ấy, thực lực tu vi đột nhiên tăng vọt mấy tầng nên mới có thể đánh bại đối thủ. Trong lúc điện quang hỏa thạch này, thân ảnh xinh đẹp của Lục Vô Song lại chuyển động lần nữa, trong tay kết xuất thủ ấn, thanh nguyệt kiếm run lên, một đạo kiếm quang trực tiếp lao ra, thân thể không lùi mà còn tiến tới, trực tiếp lao lên muốn ngạnh kháng. Như vậy thì càng thua nhanh hơn. Trên đài cao, không ít cường giả thầm than, cử động này của Lục Vô Song rõ ràng là sẽ khiến nàng ta thua nhanh hơn, bất qua thắng bại đã rõ ràng, kiểu gì thì cũng thua chắc rồi. À, Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày lại, lúc này cũng cảm nhận được hư không xung quanh Lục Vô Song trong nháy mắt đã có một cỗ khí thức quỷ dị bắt đầu đầu động, khí thức này giống y hệt với cỗ khí thức trên người Lục Vô Song lúc còn ở Vân Dương Tông. Hiu, lúc hai đạo kiếm quang của hai người đụng vào nhau trước mắt của tất cả mọi người thì trong lòng của mọi người đều nghĩ tới một kết quả duy nhất chính là Lục Vô Song đã thua rồi, Vũ Xuất Trung Quy cũng không thắng nổi Vũ Vương, huống hồ gì còn là Vũ Vương tứ hệ nữa. Kiếm quang chạm nhau, lập tức bắn ra một cỗ cường quanh, kiếm mang trong tay Lục Vô Song nháy mắt bị ép lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, đột nhiên, sắc mặt tái nhợt của Lục Vô Song nháy mắt liền trở nên hồng hào như cũ. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho là Nguyên Nhược Lan thắng chắc rồi, kiếm mang bên trên thanh nguyệt kiếm đột nhiên tăng vọt, kiếm quang lại bắn ra dữ dội lần nữa, xé rách không gian khí lưu, mang theo uy thế có chút khủng bố, bay thẳng lên cao. Lúc này, khí tức trên người Lục Vô Song nháy mắt liền tăng vọt, tu vi rõ ràng là Vũ Xuất Cửu Trọng đỉnh phong, nhưng cường độ khí tức nháy mắt đã tăng lên tới Vũ Vương nhất trọng, sau đó khí tức lại đột phá tới trình độ Vũ Vương nhị trọng, tiếp theo liền tới Vũ Vương tam trọng, lại tiếp tục kéo lên nữa. Keng keng. Hai người giao thủ vốn chính là gần trong gang tấc, thực lực của Lục Vô Song tăng vọt, kiếm quang của Thanh Nguyệt kiếm cũng tăng vọt thêm lần nữa, trực tiếp chấn nát trường kiếm trong tay của Nguyên Nhược Lan. Nhìn thấy Lục Vô Song biến hóa quá nhanh như vậy, sắc mặt của Nguyên Nhược Lan nháy mắt trở nên đại biến, cảm giác được khí thức của Lục Vô Song lúc này, chính mình chớp mắt đã bị áp chế tuyệt đối. Trong lúc còn đang kinh hãi, gương mặt của Nguyên Nhược Lan trở nên tái nhợt, thân hình vội lùi lại, trường kiếm trong tay cũng đã bị chấn nát, đành phải bố trí một đạo hộ thân cương khí lên. Xảy ra chuyện gì vậy, sao có thể như vậy được? Không xong, Lục Vô Song của Vân Dương Tông ẩn tàng quá sâu. Trên đài cao, mọi người đột nhiên cảm giác được khí thức của Lục Vô Song thế này, tất cả cường giả đều cứng họng nhìn chân chối, tu vi của Lục Vô Song rõ ràng là Vũ Xuất Cửu Trọng đỉnh phong, chỉ là lúc này khí thức đột nhiên lại dâng cao tới Vũ Vương Tam Trọng đỉnh phong. Đám người Thiên Kiếm môn vốn cho là thắng lợi đã nằm chắc trong tay, lúc này sắc mặt cũng đại biến. Chẳng lẽ là bí pháp? Không ít cường giả cũng cảm thấy sợ hãi kinh thán. Bởi vì dù có là bí pháp tăng cường thực lực đi nữa thì bình thường tuyệt đối cũng không thể nào tăng lên tới mức khổng lồ như vậy được. Phá! Trên quảng trường, hộ thân cương khí mà Nguyên Nhược Lan vừa mới bố trí xong, trong nháy mắt, kiếm mang trong tay Lục Vô Song tuôn ra dữ dội, ngay cả hư không cũng chấn động rung chuyển, những nơi kiếm mang lướt qua không gian giống như cũng bị bẻ gãy, lập tức chém lên trên hộ thân cương khí của Nguyên Nhược Lan. Két két! Đạo hộ thân cương khí do Nguyên Nhược Lan vừa mới bố trí ra trong nháy mắt liền bị nghiền nát cực nhanh, kiếm quang lóe lên, dưới tốc độ mà Nguyên Nhược Lan căn bản không kịp phản ứng, một cỗ kình khí bén nhọn liền trực tiếp lướt qua cái cổ trắng nõn, trường kiếm trong tay Lục Vô Song đã gác trên cổ của nàng ta. Nguyên Nhược Lan, đa tạ. Âm thanh của Lục Vô Song lập tức vang lên bên tai của Nguyên Nhược Lan, trường kiếm mà tiến thêm một phân nữa thì dù thực lực của Nguyên Nhược Lan có mạnh tới đâu thì cũng phải chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ. Ta thua rồi. Nguyên Nhược Lan đứng tại chỗ không cử động, sắc mặt tái nhất không có bất kỳ biểu cảm gì, hai mắt vô thần đờ đẫn nhìn về phía trước mặt, mấy năm khắc khổ tu luyện, nhẫn nại tôi luyện bản thân trong kiếm chủng, nhưng hiện tại, chính mình không ngờ lại thất bại, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, mình thua trong tay Lục Lâm Thiên, còn bây giờ, lại thua bởi Lục Vô Song, lúc này mình thậm chí còn không rõ tại sao, ngay cả con bài tẩy có thực lực mạnh nhất cũng chưa kịp thi triển ra. Trên quảng trường trở nên yên tĩnh hoàn toàn, lặng ngắt như tờ, không ít người thậm chí còn xoa mắt mấy lần, cho là mình nhìn nhầm, Lục Vô Song của Vân Dương Tông không ngờ lại thắng.
Tám thí sinh còn lại lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trên đài cao, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai nói được gì, mà đám người của TKM thì căn bản là không thể nào tin nổi một màn này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lục vô song của Vân Dương Tông thắng. Vị đại hàn áo vàng của thiên địa các cũng phải thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, lập tức lớn giọng tuyên bố. Lục vô song. Lúc này, trong đám người đứng xem vang lên từng tiếng kêu gào ầm ĩ đinh tai nhức óc, kết quả này đúng là khiến người ta cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Ken két. Trên đài cao vừa tuyên bố xong thì thanh nguyệt kiếm trong tay lục vô song lúc này cũng không cách nào tiếp nhận nổi cỗ năng lượng khổng lồ tới như vậy, trực tiếp vỡ nát. Còn sắc mặt của lục vô song thì trực tiếp trở nên trắng bệch, chỉ có tự bản thân nàng biết, mình lúc này đã hoàn toàn không còn sức để đánh tiếp được nữa. Nguy hiểm thật. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại biết rõ, chiến thắng của lục vô song là do hai nguyên nhân, một là Nguyên Nhược Lan quá chủ quan, không thật sự coi lục vô song là đối thủ của mình, mà lục vô song thì chưa từng để lộ ra khả năng này, theo cô khí thức quỷ dị trong cơ thể, tu vi trực tiếp tăng vọt. Không hề thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, dùng tốc độ nhanh như sét đánh, nương theo tu vi tăng mạnh mà đánh bại Nguyên Nhược Lan vẫn còn đang kinh hoàng, nếu như đây là một cuộc chiến sống còn thì vừa rồi Nguyên Nhược Lan đã đi đời nhà ma rồi. Bất quá, nếu như vừa rồi Nguyên Nhược Lan không quá khinh thường lục vô song mà sơ suất thì chắc là muốn chống lại chiêu này của lục vô song cũng không phải là không thể, chỉ cần đỡ được thì lục vô song liền thua chắc. Chỉ tiếc là vì Nguyên Nhược Lan quá chủ quan cho nên ngay cả thực lực mạnh nhất còn chưa xuất ra thì đã thua không rõ vì sao, quả thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như chỉ so thực lực thôi thì lục vô song tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Nhược Lan. Đương nhiên, điều này cũng không chứng tỏ vừa rồi lục vô song chỉ toàn dựa vào vận khí, chỉ có thể nói lục vô song biết nắm bắt thời cơ, sợ là trong lòng đã sớm có tính toán sẵn, từng bước dẫn dụ Nguyên Nhược Lan mắc câu. Sau cùng mới có thể đánh bại được Nguyên Nhược Lan. Thắng rồi, thắng rồi. Tạ trưởng lão trong Vân Dương Tông lập tức kích động đứng bật dậy, đệ tử của mình thắng được một cách bất ngờ như vậy, đúng là khiến cho người ta không thể nào tin được. Thắng rồi, thắng rồi. Trên Vân Dương Tông, tất cả các trưởng lão đều kích động xoa xoa tay, một màn này đúng là khiến cho người ta rung động, cả đám kích động tới mức toàn thân run rẩy. Thắng rồi. Vũ Ngọc Tiền vẫn luôn rầu rĩ không vui, lúc này cũng kích động lên, vỗ một cái thật mạnh lên đùi, lập tức vang lên một tiếng chát thanh thúy. Vũ trưởng lão, sao ngươi lại vỗ lên đùi ta? Tống trưởng lão lập tức quay sang trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiền nói, sau đó giơ tay xoa đùi. Không thấy vô song thắng rồi hả, ta đánh ngươi thì đã sao? Vũ trưởng lão phát huy bản sắc vô lại, đánh tống trưởng lão xong còn cảm thấy bản thân mình rất có lý. Ngô trưởng lão, chúng ta đổi chỗ đi. Tống trưởng lão biết thừa có nói đạo lý với Vũ trưởng lão cũng bằng thừa, sau đó lập tức nhìn Ngô trưởng lão ngồi bên trái của Vũ Ngọc Tiền nói, đổi qua bên trái thì hắn sẽ an toàn hơn một chút. Quan hệ giữa Tống trưởng lão và Ngô trưởng lão gần đây không tệ, lập tức đổi chỗ với Tống trưởng lão, mọi người ai cũng đều đang vui vẻ, nên không để ý mấy động tác vặt của Vũ Ngọc Tiền và Tống trưởng lão. Lục gia đúng là nơi xảy ra kỳ tích mà. Trở về nhất định sẽ kiếm Lục Trung đi uống rượu. Vân Tiếu Thiên mỉm cười, cười tới vô cùng sáng lạc, ánh mặt lập tức nhìn về phía Lữ Chính Cường, nhướng mày nói. Lữ Chính Cường, 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, mau đưa ra cho ta. Thân sắc của Lữ Chính Cường rất là buồn bực, đau lòng giơ tay móc ra 10 khối ngọc giản vứt sang, nói. Xem như ngươi lợi hại, đệ tử trong môn lại ẩn tàng sâu như vậy. Đây là thực lực đó. Ngươi cho rằng ta không có ai như linh thiên môn của ngươi chắc. Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, trong tay có một đạo quang mang bắn ra, lập tức thu mớ ngọc giản này vào trong tay, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Cổ Kiếm Phong, nói. Ha ha, cổ trưởng môn, đa tạ rồi, dám cược dám thua, lấy ra đi. Vẻ mặt của Cổ Kiếm Phong vô cùng buồn bực, nhưng ở trước mặt mọi người, lại là trước mặt các đại thế lực trên toàn bộ đại lục, căn bản không thể nào quyệt nợ được. Đau lòng tới mức mặt mày nhăn tít lại, đau tới từng thớ thịt mà vẫn phải móc 10 khối ngọc giản bên trong chữ vật giới chỉ ra giao cho Vân Tiếu Thiên, theo khí tức thuộc tính bàng bạc tràn ngập trên ngọc giản mà xem thì đây đều là vũ khí huyền cấp cao giai cả. Vân Tông Chủ, giả heo ăn lão hổ, xem như ngươi lợi hại. Cổ Kiếm Phong hừ nhẹ một tiếng, lục vô song còn có chiêu này, Vân Tiếu Thiên không thể nào không biết được, mình còn muốn tính kế tên Vân Tiếu Thiên này một hồi.
ai ngờ lại bị hắn giả heo ăn lão hổ, lừa cho một vố. Vân Tiếu Thiên cảm thấy chẳng biết phải làm sao, kết quả thế này thật sự đến hắn cũng cảm thấy bất ngờ, giống hệt như lúc ở đại hội Tam Tông Tứ Môn ấy, thực lực của Lục Lâm Thiên tới cỡ nào hắn cũng không hề hay biết vậy. Các vị trưởng môn, dám chơi thì dám chịu, đa tạ. Thu hồi 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai của Cổ Kiếm Phong xong, Vân Tiếu Thiên lại cười tươi roi rói nhìn về phía mấy vị trưởng môn của các đại thế lực khác. Xoẹt! Lập tức có không ít ánh mắt sắc như dao cạo bắn về phía Cổ Kiếm Phong, người đứng đầu của các đại sơn môn không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt như kiểu hận không thể đánh cho Cổ Kiếm Phong một trận để hả giận, đều là do tên Cổ Kiếm Phong này làm hại hết, còn tưởng rằng hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai cược lấy 5 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, làm hại bọn họ vô duyên vô cớ liền mất một khoảng lớn như vậy. Người đứng đầu của ngũ đại sơn môn là Địa Linh Tông, Vạn Thú Tông, Huyền Sơn Môn, Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn thì dùng một loại ánh mắt chỉ hận không thể nghiền tên Cổ Kiếm Phong này ra thành cho để nhìn hắn. Từ đại hội Tam Tông Tứ Môn, tên Cổ Kiếm Phong này đã hại bọn họ thua không ít rồi, bây giờ lại tiếp tục nữa. Trong lòng của mấy người đứng đầu ngũ đại sơn môn này đều cảm thấy vô cùng hận hắn, cũng hận chính mình tại sao lại đâm đầu tin theo tên Cổ Kiếm Phong này cứ như bị ma dẫn lối quỷ đưa đường ấy. Lúc trước ở đại hội Tam Tông Tứ Môn đã thề là sẽ không tin hắn nữa, nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, năm người cũng đã lỡ tham gia rồi. Cổ trưởng môn, ngươi! Âu Dương Huyền Linh của Địa Linh Tông nhìn qua Cổ Kiếm Phong, thật lâu sau cũng không nói được nên lời, đôi mắt trừng to. Cuối cùng dù đau lòng nhưng cũng chỉ đánh móc 10 khối ngọc giản ra. Cổ trưởng môn, ta bị ngươi hại thảm rồi. Ánh mắt của tông chủ Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông trừng lớn, hận không thể tự tát cho mình một cái, không ngờ vẫn đi tin tên Cổ Kiếm Phong này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cổ Kiếm Phong lúc này không dám ngước mặt lên nhìn ai, chính mình thua hết 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lại còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mình bây giờ quả thực không khác gì một tên tội nhân cả. Cổ trưởng môn à, ta cũng bị ngươi hại cho khuynh gia bại sản rồi. Ánh mắt của Kình Linh Vương của Thiên Địa Các mang theo vẻ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Phong, đau lòng giơ tay móc ra 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đây chính là của cải hắn để dành cả đời đó, nhưng lần này đều trôi theo nước cả rồi, ấy cũng là do mình nhìn nhầm cả. Vân Tiếu Thiên lúc này cũng không quan tâm tới vẻ mặt đau lòng của mọi người, tứ các tứ đảo, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tam tông tứ môn. Cộng thêm 10 bộ của Kình Linh Vương thì tổng cộng thu được 190 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đối với Vân Dương Tông mà nói thì đây rõ ràng là phát tài rồi. Nhìn thấy Vân Tiếu Thiên thu hoạch được nhiều vũ khí huyền cấp cao giai như vậy, tất cả sơn môn khác chỉ có thể hâm mộ và ghen tị mà thôi. Trong Phi Linh Môn có đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn mà thèm chảy cả dãi. Đám người Vân Dương Tông lúc này kích động không thôi. 190 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lần này lãi to rồi. Tông chủ, lần này trở về chúng ta nên thưởng cho Vô Song một phen mới được. Tạ trưởng lão mỉm cười, không quên xin tí phúc lợi cho đệ tử bảo bối của mình. Đương nhiên là phải như vậy rồi, thứ trong Vân Dương Tông có thì tùy nàng chọn. Vân Thiếu Thiên lập tức đáp ứng xuống. Trên quảng trường, lúc này Lục Vô Song bỏ quyền khiêu chiến, bắt đầu lui ra, nhét vài viên đan dược vào trong miệng. Trận thứ ba, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông lên sân. Âm thanh của đại hán mặc áo vàng quanh quẩn trên quảng trường, Vân Hồng Lăng đứng thứ 7, kế tiếp chính là tới lượt Vân Hồng Lăng lên sân. Trải qua một vòng nghỉ ngơi, thương thế của Vân Hồng Lăng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt như cũ, lúc này thân ảnh cũng lập tức lóe lên, thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống tràng. Tâm Đồng, ngươi lên đây đi. Lúc mọi người vẫn còn đang bàn luận xem rốt cuộc là Vân Hồng Lăng sẽ khiêu chiến với ai thì ánh mắt của Vân Hồng Lăng lại rơi xuống người của Lục Tâm Đồng, xem ra là muốn chọn Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nhướng mày, thân ảnh lập tức lóe lên, linh lực lập lòe, dưới chân có bạch quang lóe lên, thân hình nhìn có vẻ nhu nhược trong nháy mắt đã lên trên quảng trường. Đây, ánh mắt của Lục Lâm Thiên hơi run lên, Vân Hồng Lăng chọn Lục Tâm Đồng, sợ là lúc Vân Hồng Lăng toàn thịnh cũng không thể nào thắng nổi Lục Tâm Đồng. Huống hồ gì là Vân Hồng Lăng lúc này còn đang mang thương tích trên người. Theo Lục Tâm Đồng lên tràng, tất cả người trong Phi Linh Môn đều đưa mắt nhìn. Tẩu tử, thương thế của ngươi thế nào rồi? Lục Tâm Đồng lên tràng, ánh mắt lóe lên, hỏi Vân Hồng Lăng. Không sao hết. Vân Hồng Lăng nói. Tẩu tử,
vì ca ca, vì Phi Linh Môn, muội nhất định phải thắng, sợ là chỉ có thể đắc tội mà thôi. Lục Tâm Đồng nhìn Vân Hồng Lăng nói. Nhà đầu ngốc, muội cho là ta không nhìn ra hay sao, thực lực của muội bây giờ, ta căn bản không thể nào chống lại được, dù sao thì thua trong tay người khác cũng là thua, thua trong tay của muội cũng là thua, tiếp theo phải xem muội rồi. Âm thanh của Vân Hồng Lăng vừa dứt thì ánh mắt lập tức nhìn về phía đài cao, nói. Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông nhận thua, Lục Tâm Đồng thắng. Vân Hồng Lăng trực tiếp nhận thua khiến cho đám người đứng xem bên ngoài có chút xôn xao, bất quá trên đài cao cũng chẳng có ai lấy làm lạ hết. Vân Tiếu Thiên khẽ thở dài, trong lòng cũng coi như hiểu, nữ nhi của mình gặp phải Lục Tâm Đồng, căn bản là không làm được gì, một thân độc công của Lục Tâm Đồng, trêu vào chỉ tổ gia tăng thương thế cho bản thân mà thôi. Tẩu tử, tỷ. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng đại biến. Được rồi, muội cứ tiếp tục khiêu chiến đối thủ đi, lúc trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, ca ca của muội đoạt được quán quân, muội là muội muội của hắn, không thể để cho hắn mất mặt đó. Vân Hồng Lăng cong môi nói xong lập tức đi xuống đài. Hồng Lăng, ngươi nói Tâm Đồng sẽ khiêu chiến ai đây? Đối với việc Vân Hồng Lăng trực tiếp nhận thua, dường như Lục Vô Song cũng chẳng lấy làm lạ. Ta không biết. Vân Hồng Lăng lắc đầu nói. Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn trực tiếp được một tích phân, người thắng có thể lựa chọn đối thủ tiếp theo. Trên đài cao, vang lên tiếng tuyên bố của đại hán mặc áo vàng. Lục Tâm Đồng đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng lại dừng ở chỗ Lục Lâm Thiên, Dương Quá và cả Lam Thập Tam, dường như đang do dự cái gì đó. Tiểu cô nương này, ngàn vạn lần đừng có mà chọn chúng mình. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, nếu như mình mà đấu với tiểu cô nương này thì kết quả sẽ vô cùng phiền toái. Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn, xin mời Lam Thập Tam của Thiên Địa Các chỉ giáo. Ngay trong lúc không khí trở nên căng thẳng, Lục Tâm Đồng rốt cuộc cũng chọn được đối thủ, mà đối thủ này cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ. Ha ha, tiểu cô nương có đảm lược, Lam Thập Tam Thiên Địa Các xin phụng bồi. Một tiếng cười sang sảng vang lên, lam bào của Lam Thập Tam run lên, thân ảnh của hắn lóe lên một cái đã đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Thập Tam, cố lên! Thập Tam, đánh bại Lục Tâm Đồng đi! Lam Thập Tam lên tràng, lập tức có không ít âm thanh của thiếu nữ vang lên, trình độ nhiệt tình của họ thật khiến cho người ta kinh ngạc. Lục Tâm Đồng, đánh bại Lam Thập Tam đi! Đánh bại Lam Thập Tam! Lúc này, những người ủng hộ Lục Tâm Đồng cũng phản kích lại không chút khách khí, nhất thời ồn vang tới tận trời, người ủng hộ của hai người bọn họ là nhiều nhất, lúc này đều gào lên tạo thành âm thanh vang vọng khắp cả quảng trường. Lục Tâm Đồng đối đầu với Lam Thập Tam, một bên chủ tu luyện độc công lại có thiên phú khủng bố nhất, một bên là thánh tử trong Thiên Địa Các, lúc này hai người giao thủ với nhau, một đám cường giả trên đài cao đều dõi mắt nhìn chăm chú. Tiểu cô nương, ngươi chính là muội muội của Lục Lâm Thiên sao? Lam Thập Tam nhìn về phía Lục Tâm Đồng, ánh mắt lóe lên, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Không sai. Lục Tâm Đồng đáp. 2 năm trước ta từng giao thủ với ca ca của ngươi, thực lực của ca ca ngươi cũng không tệ, chỉ là lần này hắn không tới tham gia, khiến ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Lam Thập Tam nói, ca ca của ta không tới thì có ta tới cũng vậy mà thôi, nhất định sẽ không để ngươi cảm thấy thất vọng đâu. Lục Tâm Đồng nói, vậy thì phải xem thực lực của ngươi rồi. Lam Thập Tam mỉm cười, nói, ngươi ra tay trước đi. Suy. Ngay lúc Lam Thập Tam vừa dứt lời thì Lục Tâm Đồng cũng đã sớm triển khai công kích, bên trên thân ảnh yếu đuối kia, lúc này khói độc màu đen dày đặc quanh người trong nháy mắt liền hội tụ lại, linh lực tuôn ra dữ dội, đồng thời còn có một mũi hương gay mũi rất khó ngửi lập tức khuếch tán ra khắp quảng trường, khói độc đầy trời trực tiếp ùa về phía Lam Thập Tam. Của là độc khó chơi. Lam Thập Tam quát khẽ, thủ ấn kết xuất, lập tức có một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh về phía màn khói độc màu đen khổng lồ kia. Năng lượng chân khí thuộc tính phong ngập trời trong nháy mắt liền bắn ra, trực tiếp khiến cho không gian trên cả quảng trường này cũng phải trở nên vặn vẹo, khói độc ngập trời kia bị Lam Thập Tam trực tiếp chấn khai. Hiu hiu, linh lực tuôn trào ồ ạt, Lam Thập Tam vừa mới chấn khai đám khói độc đầy trời kia, trong nháy mắt này, lại có mấy đạo quang trụ màu đen lao vụt tới nhanh như linh xà, mang theo kịch độc không ai dám nghi ngờ, khiến cho cả hắn cũng không dám ngạnh kháng. Phá! Lam Thập Tam trầm giọng quát lớn một tiếng, mấy đạo lam sắc quán chú liền bắn ra ào ạt từ trong ống tay áo nhìn chẳng khác gì thủy trụ, trong nháy mắt đã đụng nhau với mấy đạo quang trụ màu đen kia.
Bùm! Năng lượng cuồng bạo lan ra cuốn phăng tất cả, xen lẫn một thứ mùi gay mũi rất khó ngửi, bên trong có chứa kịch độc, nếu như hít phải thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng phiền toái. Dưới một đạo công kích này, thân ảnh của Lục Tâm Đồng nháy mắt cũng bị đẩy lùi lại, mà khói độc răng tứ phía, Lam Thập Tam cũng không dám tới gần. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trầm xuống, nhưng dựa vào lực lượng thì mình căn bản là khó mà làm gì được đối phương, đôi mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt tiếp theo, thủ ấn trong tay kết xuất, xung quanh người lại có thêm linh lực tăng vọt ra lần nữa, khói độc răng đầy trời hội tụ lại, thân ảnh xinh đẹp của nàng ta lại lao thẳng tới chỗ Lam Thập Tam. Tới hay lắm! Ánh mắt của Lam Thập Tam lóe lên, mỉm cười, một bộ lam bào bay phất phới, cũng lập tức lao thẳng về phía Lục Tâm Đồng. Bùm bùm bùm! Trên không trung, âm thanh nổ vang điếc tai bắt đầu trỗi dậy, khói độc răng đầy trời không tản đi, mùi hôi gay mũi khó ngửi kia cũng trực tiếp bao phủ cả không gian. Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn này đúng là có thiên phú rất mạnh. Theo dõi trận kịch chiến bên dưới, không ít cường giả âm thầm cảm thán, với tuổi tác của Lục Tâm Đồng hiện tại, không ngờ có thể chống đỡ được khi đối đầu với Thánh Tử Lam Thập Tam của Thiên Địa Các tới cỡ này, quả thật khiến cho người ta cảm thấy rung động. Tiểu tử kia tìm đâu ra muội muội này vậy không biết, còn muốn biến thái hơn cả hắn nữa. Vân Tiếu Thiên lẩm bẩm. Trong quảng trường, những người dự thi còn lại lúc này đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào không trung, đám người thánh nữ của Thiên Địa Các, Lăng Thanh Tuyền, Dương Quá, và cả Đạm Thai Tuyết cũng không ngoại lệ, trận chiến giữa Lục Tâm Đồng và Lam Thập Tam khiến cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng rung động. Những người đứng xem trên quảng trường thì gần như đều đã bình tĩnh lại rồi. Mỗi người đều cứng họng há mồm nhìn về phía quảng trường, giao thủ cỡ này đúng là rất khó gặp. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lúc này cũng chăm chú nhìn về phía đó, thực lực của Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng là lần đầu tiên cẩn thận xem xét như vậy. Mấy năm qua, tiểu cô nương này phát triển rất nhanh, vô luận là thực lực hay là kỹ xảo chiến đấu đều đã mạnh hơn rất nhiều. Tu vi cỡ ấy, đã đủ để đặt chân vào hàng ngũ cường giả chân chính rồi, bất quá dù có thế nào đi nữa. Trong lòng của Lục Lâm Thiên vẫn cứ coi nàng là một tiểu nha đầu, là tiểu nha đầu cần mình bảo vệ. Dầm! Trong tiếng nổ vang cực lớn, giao thủ liên tiếp hơn 10 chiêu, Lục Tâm Đồng lại bị đẩy lùi lần nữa. Lúc này đây, khí tức của Lam Thập Tam đều đã phóng thích ra hết, khí tức quanh thân đã phóng thích ra tới Vũ Vương Tam Trọng, thực lực cỡ đó làm cho không gian gợn sóng cũng hơi rung chuyển. Tiểu cô nương, có thể khiến ta lộ ra thực lực Vũ Vương Tam Trọng, thực lực của ngươi thật sự khiến ta bội phục. Lúc Lam Thập Tam nhìn về phía Lục Tâm Đồng lần nữa, trong ánh mắt đã bắt đầu nghiêm túc hơn, với tuổi tác của đối phương mà xem thì đã vượt xa hắn rồi. Vừa nãy giao thủ, đối phương chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng chỉ dựa vào độc công thôi đã khiến mình không thể làm gì được. Ngay cả trong công kích linh hồn cũng tồn tại kịch độc, nếu tiếp cận quá gần thì giống như ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn vậy. Vô cùng quỷ dị, khó lòng mà phòng bị, chính mình cuối cùng phải bộc lộ toàn bộ thực lực là Vũ Vương Tam Trọng mới có thể chiếm được ưu thế trở lại. Vũ Vương Tam Trọng. Trên đài cao, vừa cảm giác được khí thức trên người của Lam Thập Tam, khiến cho sắc mặt của các cường giả trong các đại sơn môn đại biến, thiên phú cỡ ấy, vị thánh tử thiên địa các này mạnh hơn rất nhiều so với các đệ tử của các đại sơn môn. Vũ Vương Tam Trọng, Tâm Đồng sợ là sẽ gặp phiền toái. Bên trong Phi Linh Môn, Quỷ Tiên Tử khẽ thở dài. Chưa chắc đâu, Tâm Đồng tu luyện là Thiên Độc Kinh, không dễ đối phó như vậy đâu. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh lóe lên, tầm mắt thì vẫn luôn đặt ở bên trong chàng, trong ánh mắt của ông lúc này cũng không có quá nhiều biến hóa. Vũ Vương Tam Trọng, không hổ là thánh tử của Thiên Địa Các. Chân mày của Lục Lâm Thiên cũng run lên. Lục Tâm Đồng không nói gì, lúc này, thủ ấn bắt đầu kết xuất một cách quỷ dị, hư không ở phía sau lưng của nàng tràn ngập khói độc, dường như còn kèm theo một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, linh hồn uy áp mênh mông từ trên trời cao áp xuống. Bên trong linh hồn đều xen lẫn khí tức kịch độc, khiến cho không ít cường giả đứng phía xa cũng sinh ra cảm giác bị đè nén vô cùng khó chịu, linh hồn ở giữa mi tâm lúc này không ngờ cũng bắt đầu run rẩy. Thủ ấn của Lục Tâm Đồng vẫn còn đang kết xuất nhanh như chớp, váy dài không gió mà bay, khí tức của nàng lúc này cũng đột nhiên dâng cao với một loại tốc độ cực nhanh, khói độc ngập trời, tựa như mây đen bao trùm, che kín bầu trời. Cảm nhận được biến hóa quỷ dị của Lục Tâm Đồng lúc này, Lam Thập Tam hơi nhíu mày lại một cái, mặc dù thực lực của mình là Vũ Vương Tam Trọng, nhưng lúc này hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, độc công của đối phương thật sự quá mức quỷ dị, không cho phép bản thân mình được có chút chủ quan nào,
vừa rồi nguyên nhược lan của thiên kiếm môn bại trong tay Lục Vô Song chính là do quá mức chủ quan, mình cũng không thể dẫm lên vết xe đổ của nàng ta được. Cùng lúc này, tay áo của Lam Thập Tam vung lên, bàn chân đạp mạnh một cái lên hư không, một cỗ chân khí thuộc tính mộc nháy mắt liền ào ạt tuôn ra từ trong cơ thể hắn một cách phô thiên cái địa, nháy mắt liền bao phủ ở giữa không trung. Hệ mộc, Lam Thập Tam cũng là vũ giả tứ hệ. Nhìn thấy thuộc tính hệ mộc của Lam Thập Tam, Lục Lâm Thiên cũng sững sốt, lúc trước khi mình và Lam Thập Tam giao chiến, Lam Thập Tam thi triển ra chính là ba loại trúc thuộc tính thủy, phong, hỏa, lúc này hắn không ngờ lại thi triển thuộc tính mộc, nếu như thêm cả nó vào nữa thì chính là vũ giả tứ hệ, chẳng trách hai năm trước hắn mới chỉ là vũ vương nhất trọng, vũ giả tứ hệ, tốc độ tu luyện bình thường đã nhanh hơn người thường rồi, cộng thêm có tài nguyên của thiên địa các bồi dưỡng, tốc độ tu luyện tăng nhanh như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Lại thêm một vũ giả tứ hệ. Trên đài cao, sắc mặt của chúng cường giả lại thêm phần kinh ngạc, mấy vũ giả đa hệ thế này, tu vi càng về sau thì lại càng khủng bố. Thủ ấn của Lục Tâm Đồng vẫn còn tiếp tục kết xuất, thân ảnh nhu nhược lúc này từng đạo tàn ảnh thủ ấn tung bay, linh lực và linh hồn lực trong cơ thể của nàng cũng bắt đầu cuồn cuộn như hồng thủy, thật sự là rất khó để tưởng tượng ra, bên trong thân thể mềm yếu kia, tại sao lại có thể ẩn chứa được cỗ lực lượng mênh mông nhường ấy. Thiên độc hồn quyết. Lục Tâm Đồng kêu khẽ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, cuối cùng kết xuất ra một đạo thủ ấn, liền có một đạo quang ấn chói mắt như ẩn như hiện giữa màn trời đầy khói độc mờ ảo, năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng nứt vỡ tạo thành từng vết nứt đen thẫm. Ngao! Ô! Trong một sát na này, ở giữa không trung liền có từng đạo âm thanh chấn động lòng người truyền ra từ bên trong quang ấn sáng chói ẩn mình giữa hắc vụ kia, tựa như tiếng thú giống, cả không gian bắt đầu run rẩy cả lên. Tiếp theo, mấy đạo thú ảnh đen khịt lẳng lặng xuất hiện từ bên trong quang ấn, sau đó liền cuộn mình giữa không trung. Mấy đạo thú ảnh này giống như con rết, nhện, bò cạp, cự mãng, ếch, theo năm đạo thú ảnh này xuất hiện, hắc vụ trên không trung lập tức rung chuyển dữ dội, quang mang tách ra, năm đạo thú ảnh hội tụ lại với nhau, không gian run rẩy, liền trực tiếp hóa thành một đạo thú ảnh dữ tợn, thú ảnh này là do rết, nhện, bò cạp, cự mãng và ếch hợp thể lại mà thành. Nhìn qua vô cùng khủng bố, quang mang chói mắt lập tức lan ra chung quanh, trong nháy mắt tiếp theo, màn khói độc đầy trời này chỉ chớp mắt đã trực tiếp bị đạo thú ảnh dữ tợn này thôn phệ. Thú ảnh dữ tợn rung lắc, thân thể khổng lồ phải cao hơn cả ngàn thước, năng lượng uy áp cường hãn ngập tràn trong đó, khiến cho cả không gian đều sinh ra chấn động kịch liệt, uy áp linh hồn ẩn bên trong cũng khiến cho người ta cảm thấy não hải đau đớn. Không nguyên ấn. Quanh người của Lam Thập Tam lúc này chân khí bàng bạc càng tuôn ra dữ dội hơn, thủ ấn cuối cùng cũng kết xuất ra, khiến cho cả mảnh không gian đột nhiên liền vặn vẹo kịch liệt, chân khí thuộc tính mộc cuồng bạo nháy mắt hóa thành một dòng xoáy cấp tốc chuyển động, cuối cùng hóa thành một đạo thủ ấn khổng lồ đánh về phía Lục Tâm Đồng, nơi thủ ấn đi qua, không gian đều sụp đổ, lộ ra một khe hở không gian đen ngòm, trình độ này so với bẻ gãy không gian thì mạnh hơn rất nhiều. Vũ kỹ và linh kỹ khủng khiếp thật. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động với vũ kỹ và linh kỹ mà hai người bọn họ thúc giục ra. Thiên độc hồn quyết, đi. Ô, thân hình của Lục Tâm Đồng hơi run lên, hít sâu một hơi, ngọc thủ hơi dương lên, tay khẩy nhẹ một cái, thú ảnh dữ tợn trên không trung liền run rẩy cả người, từ trong miệng của nó phát ra một tiếng gầm khổng lồ, sau đó mang theo cái đuôi khổng lồ dài thật là dài như đuôi bò cạp, vạch rách hư không mà lao ra. Chỉ nháy mắt một cái, đạo thú ảnh màu đen khổng lồ này đã chạm mạnh vào đạo thủ ấn khổng lồ kia. Ầm ầm, thú ảnh khổng lồ kia và thủ ấn lớn kia va mạnh vào nhau ngay trước mắt của vô số người nhìn, ầm ầm nổ vang, âm thanh nổ lớn kinh thiên động địa như sấm giật lập tức vang vọng khắp cả một phiến thiên địa. Bùm, hai cỗ lực lượng của hai người va vào nhau, cả không trung cũng rung chuyển, sau đó lập tức có một cỗ năng lượng khủng bố cuộn mình tản ra như biển gầm. Đột nhiên lan ra cuốn phăng khắp quảng trường, ở giữa nơi mà hai cỗ lực lượng kia va vào nhau, không gian lúc này cũng bị vỡ ra để lộ một cái hố sâu hóm tựa như một cái hố đen không gian vậy, lộ ra một màu đen tới mức khiến cho lòng người sợ hãi, sau đó mới dần dần khôi phục trở lại. Ầm ầm, trên không trung còn lưu lại quang mang chói mắt bộc phát ra do hai cỗ năng lượng va vào nhau, năng lượng cuồng bạo và kình khí tán loạn điên cuồng triệt phá xâm thực lẫn nhau, tạo thành từng tiếng nổ vang trầm đục liên tục. Suy. Đúng vào lúc này, thú ảnh khổng lồ không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo cùng với khói độc ngập trời, độc vụ này hạ xuống,
không ngờ có thể trực tiếp ăn mòn đạo thủ ấn năng lượng kia, khói độc không có nơi nào là không thể len lỏi tới, xen lẫn công kích linh hồn, lập tức áp về phía Lam Thập Tam. Dưới màn khói độc đầy trời thế này, sắc mặt của Lam Thập Tam lập tức đại biến, đám khói độc này không nơi nào mà không thể len lỏi vào, nếu như khói độc nhập vào cơ thể thì ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng, quanh thân lập tức bắn ra một cỗ bạch quang che phủ. Phong linh giáp. Quanh thân của Lam Thập Tam lập tức xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng trong suốt, bên trên khải giáp màu trắng này có vô số ti kình phong quanh quẩn, khí lưu vô hình tạo thành từng vòng xoáy bao phủ, một cỗ năng lượng thuộc tính phong bàng bạc lập tức xuất hiện, trong nháy mắt, khói độc ngập trời kia không ngờ trực tiếp bị đẩy ra ngoài, bất quá linh hồn công kích ẩn bên trong nó vẫn khiến cho Lam Thập Tam cảm thấy vô cùng chật vật, sắc mặt biến đổi liên tục. Bịch bịch, bên trong cỗ kình khí ngập trời kia, Lục Tâm Đồng lại bị đẩy lùi lần nữa. Dưới thực lực Vũ Vương Tam Trọng của Lam Thập Tam, Lục Tâm Đồng vẫn không thể nào chống lại nổi, bất quá có vẻ như Lục Tâm Đồng đã sớm biết được nhược điểm của mình, cho nên ngay từ đầu đã không định sẽ ngạnh kháng, lúc này Thiên Độc Hồn Quyết đã có tác dụng, không chút do dự, dường như đã sớm có chuẩn bị kỹ, bên trong mi tâm lập tức có một đạo quang mang kim sắc bắn ra thật mạnh. Khi cỗ kim mang này lướt ra, cả không gian trong nháy mắt liền bị một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bao phủ. Một tiếng kêu như xuyên kim phá ngọc lập tức truyền ra. Chi chi. Tiếng chi chi này khiến cho người ta nghe thấy mà cảm thấy hai tai đau đớn, linh hồn run rẩy. Âm thanh vừa dứt thì xích kim độc chu của Lục Tâm Đồng đã lộ ra, các khớp chân toàn thân cùng với đôi răng nanh lớn kia đang dương nanh múa vuốt chậm rãi huy động, trên người của nó toát ra từng sợi độc khí. Một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn nháy mắt đã lan ra. Thú hồn bát giai. Trên đài cao lập tức phát ra vô số tiếng than nhẹ xen lẫn kinh ngạc, thú hồn bát giai vừa ra, ngay cả Vũ Vương và Linh Vương cũng sẽ bị áp chế. Không chút chậm trễ, trong lúc điện quang hỏa thạch, đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ tươi tuôn ra ào ạt từ bên trong người của xích kim độc chu, sương mù xuyên thấu không gian gợn sóng, trong nháy mắt khi thân thể cao lớn dữ tợn kia cử động, lập tức kết thành một cái mạng nhện khổng lồ màu đỏ, phía bên trong cái mạng nhện này, thú hồn chi lực ào ạt tuôn ra. Khiến cho linh hồn của người ta cảm giác được đau đớn, trong nháy mắt tiếp theo, liền trực tiếp bắn về phía Lam Thập Tam, cái lưới lớn nháy mắt đã bao phủ lấy hắn.